Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên khiếu hổ tộc, ngược lại là một chủng tộc ma thú cường đại. Từng tại Thánh Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ bất quá, viễn cổ hạo kiếp thời điểm cũng toàn bộ bị huyết thần giới đổ sát hầu như không còn đáng tiếc. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, thở dài lắc đầu, không chỉ là thiên khiếu hổ tộc quá nhiều chủng tộc tại trường hạo kiếp này bên trong đều bị huyết thần giới đổ sát càng thật đáng buồn chính là có một ít chủng tộc thậm chí ngay cả một điểm huyết mạch đều chưa từng lưu lại huyết thần giới khiếu chiến nghe vậy ánh mắt trầm thấp hắn chỉ sợ cũng xem như thiên khiếu hổ tộc bây giờ còn sót lại không nhiều huyết mạch một trong chính mình các tổ tiên đều bị vô tình đổ sát khiếu chiến trong lòng lập tức kích tình một cỗ hận ý yên tâm đi chúng ta phải tin tưởng giới chủ chắc chắn sẽ có ngày đó báo thù chúng ta trước đi xuống xem một chút đi bình thường loại chủng tộc cường đại này đều sẽ vì hậu bối lưu lại cơ duyên khiếu chiến trong mắt hận ý mới chậm rãi tiêu tán nắm chắc quả đấm chính là quyết định nhất định muốn nhanh chóng mạnh lên sớm một chút vì mình các lão tổ tông báo thù sửa hận đem giao long hào đứng tại thiên khiếu hổ tộc trên không mọi người liền lần lượt rời đi giao long hào sáu người đồng thời dùng cung tay lên hắc thần khải giáp chính là phủ hiện tại mọi người trên thân sáu người đều lấy một thân hắc giáp, khí thế bàng bạc, mặc dù nơi này tồn tại nguy hiểm khả năng không lớn. Bất quá đều tuân theo tiêu viêm thói quen, cẩn thận mới là tốt. Hạ Tăng Huy nhìn thấy mọi người không hẹn mà cùng mặc vào hắc thần khải giáp, trong lòng cũng là có chút bội phục tiêu, viêm phương thức dẫn đội, bọn hắn vô luận tại khi chỗ nào, cho dù biết rõ tình cảnh an toàn, đều như cũ sẽ không sơ ý chủ quan, dạng này tâm tính tại loạn thế càng phi thường trọng yếu dù sao dù ai cũng không cách nào đoán trước ngoài ý muốn lúc nào đến cũng chỉ có càng chú ý cẩn thận mới có thể sống được càng lâu mọi người sau khi chuẩn bị xong mới bắt đầu chậm rãi chạm đất tiến vào bên trong thiên khiếu hổ tộc đương nhiên vào thời viễn cổ mỗi cái chủng tộc đều có được cực kỳ bá đạo trận pháp bộ tộc bất quá hạo kiếp về sau những trận pháp này đã toàn bộ bị phá cho dù còn có lưu số dư cũng theo thời gian làm nhạt trận pháp uy lực đã không đủ gây sợ tiến vào thiên khiếu hổ tộc phạm vi bên trong hạ tăng huy thánh cảnh linh hồn chi lực nhô ra đem bốn phía bao trùm liền lập tức để mọi người ngừng lại không nghĩ tới thiên khiếu hổ tộc trận pháp còn hộ tộc tồn tại bất quá uy lực đã suy yếu rất nhiều đối đãi ta đem nó phá hạ tăng huy nói chính là phóng xuất ra linh hồn chi lực tìm tới trận nhãn trận pháp liền bắt đầu đem trận pháp phá vỡ nửa ngày về sau hạ tăng huy chỉ có xương cốt bàn tay ken kết thay đổi thủ ấn phá hạ tăng huy một tiếng quát nhẹ liền nhìn thấy thiên khiếu hổ tộc bên trên mới dần dần xuất hiện một cái trong suốt vòng phòng hộ, chợt truyền ra một tiếng gào thét. Hạ Tăng huy giật mình, chỉ thấy một thân ảnh từ thiên khiếu hổ trong tộc lướt ầm mầm ra, thân ảnh lóe lên, chính là hóa thành một đầu thiên khiếu hổ, đối với mọi người liền bỗng nhiên gào thét ra. Người đám tiểu bối, cho dù bây giờ tộc ta cô đơn, cũng đừng hòng xâm nhập tộc ta, cướp đoạt tộc ta bên trong bảo vật, thiên khiếu hổ trong miệng truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm khiếu chiến thấy thế trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên không nghĩ tới lại còn có lão tổ tiếp tục tồn tại vị lão tổ này ta chính là thiên khiếu hổ tộc hậu nhân khiếu chiến tiểu bối cũng không cố ý mạo phạm mong rằng lão tổ bớt giận khiếu chiến thân hình lập tức hướng một chạm trước khổng lồ thiên khiếu hổ mắt hổ lập tức nhìn về phía khiếu chiến khiếu chiến khí tức tản ra mà ở sau lưng của hắn cũng xuất hiện một cái cùng thiên khiếu hổ một dạng cái bóng đây là thiên ý sao lão thiên có mắt bảo trụ ta thiên khiếu hổ tộc huyết mạch đạo thanh âm này giống như kinh giống như thích nhìn thấy giết gào tán phát khí tức cùng sau lưng của hắn cùng chính mình đồng dạng cái bóng lão tổ không chút do so dự tin tưởng hồ ảnh trằn trọc chính là hóa thành một đạo tàn ảnh đi vào khiếu chiến trước mặt trước mắt xuất hiện một cái lão giả thân hình hiện lên hơi mờ nhìn ra được lão giả này cũng chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi hiển nhiên lão giả này cũng không từng ngờ tới chính mình bộ tộc lại còn có huyết mạch sống ở trên đời lão tổ khiếu chiến trong mắt lóe ra vài kích động lão giả nghe được khiếu chiến gọi hắn thần sắc rõ ràng giật mình lập tức liền cởi mở cười ha hả ha. ha ha hảo nhi lang đi thôi theo ta tiến vào trong tộc huyết mạch của ngươi còn không tinh khiết lắm nếu là có thể trải qua hắc hổ đầm tây tùy liền có thể hoàn toàn kích hoạt thiên khiếu hổ huyết mạch chúng ta lão giả cười mở miệng không che giấu được nội tâm kích động chúng ta chủng tộc rốt cục có người thừa kế huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt ta cũng coi là chết cũng không tiếc các bằng hữu của ta khiếu chiến quay đầu nhìn về phía mọi người trừ từ anh vẫn như cũ một bộ người sống đừng gần bộ dáng những người khác trên mặt đều vì khiếu chiến cảm thấy cao hứng lần này khiếu chiến hẳn là cũng sẽ thu hoạch được không nhỏ tạo hóa vậy chúng ta trước hết đi địa phương khác chờ ngươi tu luyện kết thúc về sau chúng ta sẽ tới tìm ngươi nam nhĩ minh tiến lên nói thiên khiếu hổ tộc cũng chỉ là đối với khiếu chiến hữu dụng bọn hắn đi vào cũng không có ý nghĩa gì còn không bằng đi địa phương khác nhìn xem tìm kiếm thích hợp tạo hóa của mình. Khiếu chiến nghe vậy cũng gật gật đầu, ánh mắt của lão giả từ đầu đến cuối đều dừng lại tại khiếu chiến trên thân. Đối với mọi người, nhưng Thủy Trung chưa hề nhìn qua một chút. Vậy các người cũng cẩn thận một chút, khiếu chiến đối với mọi người nghiêm túc dặn dò một phen về sau, liền theo lão giả tiến vào thiên khiếu hổ tộc trong di tích. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, mọi người thấy khiếu chiến biến mất thân ảnh chính là không khỏi chật chật miệng. Gia hỏa này, chỉ sợ lại sẽ thu hoạch được không nhỏ tạo hóa nếu là huyết mạch có thể phản tổ vậy hắn thiên phú tu luyện sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc phong bạo cũng là chợt chợt miệng nói nam nhĩ minh nghe vậy cũng ghen tị gật đầu đi thôi nơi này khoảng cách ma tộc thật gần vị tiểu thư này tựa hồ cùng ma tộc huyết mạch có quan hệ năm đó ở ma tộc ta thế nhưng là có mấy nữ bằng hữu tốt ma tộc muội tử là thật tâm nóng bỏng gợi cảm hạ tăng huy phối hợp nói ánh mắt nhìn về phía thanh mộc nhi thanh mộc nhi nghe vậy gương mặt đỏ lên mọi người thì là khinh bỉ nhìn thoáng qua hạ tăng huy tiền bối người chết đều còn như thế không đứng đắn sao người khi còn sống đến tột cùng tai họa bao nhiêu côn nương nam nhĩ mình bất đắc dĩ hỏi tiểu thí hài ngươi hiểu cái gì tình yêu cái đồ chơi này có thể không phải là các người tùy tiện liền có thể tìm hiểu tình trường lãng tử cũng không phải là các người muốn làm liền có thể làm được đừng quên các người trên người những áo giáp này đều là ta nào đó đảm nhiệm bạn gái tặng nhặt được tiện nghi liền thỏa mãn đi thế giới của ta các ngươi không hiểu hạ tăng huy hừ lạnh nói sau khi nói xong mọi người xem xét trên người mình mặc hắc thần khải giáp cũng không tốt lại nói cái gì mọi người cũng không tranh cãi nữa ngồi giao long hào tiếp tục hướng thánh thành chạy tới cũng không lâu lắm liền đến ma tộc ma tộc so với thiên khiếu hổ tộc tự nhiên càng thêm khổng lồ dù sao tại viễn cổ đấu đế đại lục ma tộc uy danh cũng là uy chấn bát phương đứng vào đấu đế đại lục trước ba thế lực kiến trúc phạm vi đều cực kỳ rộng lớn tại thánh thành có thể chiếm cứ như thế khổng lồ địa vực có thể thấy được ngay lúc đó ma tộc đã cường đại đến loại nào khủng bố tình trạng ma tộc tại năm đó thế lực có thể nói là như mặt trời ban trưa kiến trúc đều to lớn lớn mạnh cũng chính là bởi vì cường đại sở dĩ cũng thành huyết thần dưới mục tiêu công kích cơ hồ 80% địa giới đều bị phá hủy có thể lưu lại đồ vật cũng rất có hạn hạ tăng huy cho mọi người giải thích nói giao long hào trên bầu trời ma tộc chậm rãi chạy qua xem tiếp đi đúng như là hạ tăng huy nói bốn phía đều là vết tàn bức tường đổ không gặp được một chỗ tốt kiến trúc thanh mục nhi cũng từ giao long hào ngoài cửa sổ đánh giá phía dưới ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng hồn ma bộ tộc cùng huyết ma bộ tộc khác nhau chỉ sợ cũng là bắt đầu từ nơi này bất quá chuyện cho tới bây giờ đã thành tới cũng không cần thiết đi truy cứu nguyên do trong đó tại ma tộc trên không nhìn qua tất cả kiến trúc đều toàn bộ tổn hại tại dạng này phế tích bên trong muốn tìm được cái bảo bối gì kia dĩ nhiên là không thể nào cho dù có, cũng theo chiến tranh phá hoại thành cho bụi. Xem ra ma tộc là cái gì đều không thể giữ lại được. Nam Nhĩ, Minh thấy thế cũng là thở dài một hơi, loại này tổn hại trình độ, không có khả năng có bảo vật có thể bảo tồn xuống tới. Cái kia có thể chưa hẳn, dạng này trùng tộc khổng lồ, tất nhiên cũng đem một vài đồ trọng yếu bảo tồn lại, vẻn vẹn dùng mắt thường tự nhiên là rất khó phát hiện. Bất quá không khéo chính là, ta đã từng bạn gái nói cho ta biết, ma tộc trước kia là có một cái tàng bảo các, liền xây trong lòng đất nếu như nàng không có lửa gạt ta vậy khẳng định sẽ bảo tồn lại một vài thứ hạ tăng huy nhẹ nhàng cười một tiếng nhẹ nói nói đến bạn gái thời điểm trong giọng nói ngạo nghễ khó mà che giấu vẻ mặt của mọi người cũng từ bắt đầu chấn kinh trở nên bình thản giống như hồ đã thành thói quen hạ tăng huy nào đó nào đó bạn gái bất quá liền xem như có mà tộc lớn như thế tàng bảo khố địa phương khẳng định tu rất bí mật khi nào mới có thể tìm được phong bạo cao mày suy tư một chút nói Hạ Tăng Huy lại lần nữa, ho khan hai lần, tựa hồ liền đang chờ đợi mọi người hỏi thăm hắn. Tiền bối xem ra đã có biện pháp sao? Nam Nhĩ, Minh đã xem hiểu Hạ Tăng Huy tính tình, liền là ưa thích đạt được người khác ánh mắt tán thường. Thích dính dính tự thích cảm giác. Hừ hừ, kia là tự nhiên, ta thánh cảnh linh hồn chi lực, chỉ muốn không có đại trận hộ tộc, nơi này hết thảy đều chạy không khỏi ta linh hồn chi lực, ma tộc tàng bảo các hẳn là ngay tại lần phương này. Hạ Tăng Huy tràn đầy tự tin nói mọi người cũng phi thường phối hợp nhìn về phía hạ tăng huy lúc tràn đầy sùng bái thần sắc thuận theo giao long hào xem tiếp đi phía dưới chỉ là một vùng bình địa mà lại phi thường bằng phẳng bình có chút cổ quái nếu là lại cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện mảnh trên đất bằng có từng đầu mịt mờ đường vân đại bộ phận bị nước bùn chỗ che đậy chỉ có thể loáng thoáng trông thấy một chút mọi người cũng không tại nghi trễ liền rời đi giao long hào bên trong hướng về hạ mới chậm rãi chìm xuống dưới hạ tăng huy linh hồn chi lực khẽ động chính là nhấc lên một vòng linh hồn vòi rồng đem trên đất bằng nước bùn toàn bộ quét ra lộ ra mảnh đất bằng lúc đầu chân chính diện mục ma ánh mắt của mọi người chỗ đến từ chỗ cao xem tiếp đi trên đất bằng đường vân chỗ phát họa ra tới chính là một cái chữ ma chữ vừa mắt chính là cảm thấy địa phương này hoàn toàn chính xác bất phàm nếu là tàng bảo các vậy khẳng định không có như vậy rõ ràng tìm đến nhập khẩu chúng ta muốn làm sao đi vào mọi người đánh giá chung quanh cũng không từng phát hiện có cơ quan loại hình ma tộc dạng này thế lực khổng lồ dạng này bảo địa hoặc là lấy đặc thù vật mở ra hoặc là chính là huyết mạch hoặc là công pháp hạ tăng huy nhẹ nhàng nói ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ nhìn về phía thanh mộc nhi nơi này chỉ có thanh mộc nhi là ma tộc nghĩ muốn mở ra cái bảo tàng này cũng chỉ có thanh mộc nhi mới có thể làm đến cho dù qua nhiều như vậy tuế nguyệt nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra cũng là cực kỳ khó khăn thanh mộc nhi nhìn chung quanh suy tư một chút tựa hồ ma tộc truyền thừa xuống đồ vật trừ hắn ca ca trong tay huyết ma lệnh liền không có gì đặc biệt vật kiện như vậy liền nhìn huyết mạch chi lực có thể hay không mở ra thanh mục nhi trên bàn tay xẹt qua một đạo vết máu huyết dịch lập tức tràn ra ở trong nước biển huyết dịch cũng không có tản ra mà là ngưng tụ thành một giọt máu tử chậm rãi rơi vào mặt đất máu tươi trên mặt đất lập tức xâm nhiễm ra bằng phẳng mặt đất giờ phút này lại giống như hút nước bọt biển thanh mục nhi huyết dịch rất nhanh thẩm thấu ra lập tức mặt đất chính là một trận đung đưa kịch liệt mọi người lập tức bay lên, rời đi mặt đất, cảnh giác nhìn phía dưới. Thanh mộc nhi huyết dịch lập tức phát ra trướng mắt hồng quang, liên thuận theo đường vân lập tức lan tràn ra, cho đến toàn bộ ma lời bị huyết dịch chỗ xâm nhiễm, phát ra quang mang chói mắt, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm. Mặt đất phát ra to lớn vang vọng thanh âm, ở giữa có từng đạo tường vây hướng lên không ngừng nhô lên, bùn đất băng tán, sau một lát, một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại trước mắt mọi người hà hà ma tộc cũng lưu lại một tay hạ tăng huy nhìn thấy tòa cung điện hoa lệ này chính là cười to nói thanh mộc nhi thấy thế trên mặt cũng là hiện ra vẻ mừng như điên ma tộc công pháp đấu kỹ thất lạc quá nhiều nếu là có thể ở trong đó tìm được những ma tộc di si thất cường đại đấu kỹ cùng công pháp kia như vậy huyết ma bộ tộc quật khởi liền ở trong tầm tay thanh mộc nhi trực tiếp vào tới phía trước nhất không hề cố kỵ liền tiến vào đại điện bên trong mọi người cũng là đi theo thanh mộc nhi tiến vào đại điện bên trong đại điện bên trong cũng không hoa lệ. Đương nhiên, khả năng này là bởi vì thời gian trôi qua, đã đem quang mang che giấu, bất quá đại điện bên trong lại ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Đúng là rỗng tuếch, cái gì đều không có, không có công pháp, không có đấu kỹ, càng không có bảo vật. Thanh Mộc Nhi ngốc trệ tại nguyên chỗ, đánh giá một vòng bốn phía, trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Thanh Mộc Nhi một mặt khó có thể tin, một mảnh trống trải bốn phía, bề ngoài hoa lệ đại điện, dĩ nhiên là rỗng tuếch cái gì đều không có ta dựa vào tình huống như thế nào nơi này dĩ nhiên đều không có gì ngay cả phong bạo cũng nhịn không được mắng to một tiếng nam nhĩ minh cũng là tại bốn phía nhìn một chút thậm chí còn đi trên vách tường tìm tòi một phen cho rằng nơi này có lẽ có cái gì cơ quan bên trong nhưng là tìm tầm vài vòng đều không có phát hiện có cái gì cơ quan đồ vật nơi này dĩ nhiên cái gì đều không có nam nhĩ minh cũng là xác định nơi này xác thực là cái gì đều không có chính là một cái trống rỗng đại điện. Mọi người đứng yên tại nguyên chỗ, trước đó nhìn xem đại điện hiền hiện còn kích động dị thường, giờ phút này trống rỗng đại điện trực tiếp là cho mọi người một chậu nước lạnh rội xuống, rõ ràng ngon ngọt đang ở trước mắt, kết quả là đánh đòn cảnh cáo, cảm giác kia thật đúng là khó mà nói. Liền ngay cả Hạ Tăng Huy dùng linh hồn chi lực thăm dò, cũng không có phát hiện nơi này tồn tại manh mối gì, không có bất kỳ cái gì chấn động, vậy nói rõ, bên trong tòa đại điện này thật là trống không, thứ gì đều không có đi thôi xem ra đại điện này cũng bị cướp sạch không còn hạ tăng huy thở dài một hơi bất đắc dĩ nói mọi người nghe nói cũng gật gật đầu thanh mộc nhi trên mặt cũng là lộ ra thất vọng vốn cho là có thể nhờ vào đó để huyết ma bộ tộc trở nên mạnh lên nguyện vọng chỉ là đào mắt liền hóa thành bọt nước thanh mộc nhi ánh mắt cô đơn xem ra đại điện này thật bị người chuyển không chỉ để lại một cái xác không mọi người đã đi ra đại điện thanh mộc nhi cũng là chậm rãi bước ra đại điện thân hình chậm rãi nổi lên hướng phía giao long hào mà đi mọi người quay đầu ở giữa phong bạo cùng nam nhĩ minh cơ hồ đều là đồng thời giật mình thần sắc hoảng sợ thanh mộc nhi ngần người thế nào thanh mộc nhi nhìn thấy hai người thần sắc quái dị có chút không hiểu hỏi biến mất một điểm thanh âm đều không có đại điện này dĩ nhiên đột nhiên liền biến mất phong bạo cùng nam nhĩ minh đồng thời hoảng sợ nói thanh mộc nhi nghe vậy lập tức xoay người sang chỗ khác nhìn vừa mới đi ra đại điện dĩ nhiên thật biến mất không thấy chỉ để lại mặt đất một cái chỗ trống như thế quái vật khổng lồ dĩ nhiên chớp mắt bắt đầu từ trước mặt mọi người biến mất cái này sao có thể thanh mộc nhi kinh ngạc nói từ ảnh cũng là cho mày tả hữu đánh giá đại điện này hẳn là chính mình sẽ còn dài chân chạy nhưng vào lúc này bỗng nhiên thanh mộc nhi cảm giác được mi tâm một trận nhói nhói cùng lúc đó tại trong cơ thể của nàng dĩ nhiên xuất hiện huyễn ảnh đại điện đại điện cũng không có biến mất dĩ nhiên chạy tới thể nội thanh mộc nhi Thanh Mộc Nhi lại lần nữa một trận kinh ngạc, thậm chí không thể tin được. Mọi người còn đang kinh ngạc lấy đại điện đột nhiên biến mất thời điểm. Thanh Mộc Nhi linh hồn chi lực khẽ động. Đại điện chính là anh xuất hiện tại Thanh Mộc Nhi trước mặt. Khổng lồ đại điện bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người cơ hồ tất cả đều là phản xạ có điều kiện về sau ngược lại. Trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Cái quái gì? Phong bạo cũng nhịn không được mắng to một tiếng. Nam Nhĩ Minh cũng bị hù dọa. Đại điện này vô thanh vô tức biến mất giờ phút này lại vô thanh vô tức trống rỗng xuất hiện quả thực để mọi người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận đại điện này tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này nam nhĩ minh cũng là cả kinh nói thanh mộc nhi lúc này mới xoay người nhìn về phía mọi người nó không hiểu liền đến trong cơ thể của ta ta cũng không biết là tình huống như thế nào thanh mộc nhi có chút vô tội nói tâm thần khẽ động đại điện co rụt lại hóa thành một đạo quang mang chính là chui vào trong mi tâm thanh mộc nhi Bên trong tòa đại điện này cái gì đều không có, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm, phong bạo ngay cả người nói, ai đều không nghĩ tới vừa mới còn sừng sững đại điện lại sẽ chui vào thể nội Thanh Mộc Nhi, nếu nói đại điện bên trong có bảo bối vô số còn tốt, chủ yếu là bên trong tòa đại điện này cái gì đều không có, coi như Thanh Mộc Nhi có thể tùy ý khống chế, đại điện này cũng chẳng qua là một cái xác không mà thôi, không có tác dụng gì. Ta nhìn bằng không thì, đại điện này như thế có linh tính? Nó bản thân liền là một cái phi thường bảo bối khó lường. Ta nhìn tiểu muội muội, vẫn là đi về hỏi ngươi người trong gia tộc, có lẽ chỉ là chúng ta không có cách nào giải khai mà thôi. Hạ Tăng Huy suy tư một chút, chính là nói với mọi người, đại điện này nhìn bản thân liền không đơn giản, bây giờ lại tiến vào thể nội Thanh Mộc Nhi, vậy nói rõ cái này đại điện là thật không đơn giản. Hiện tại cũng không có cách nào giải khai cái đại điện bí mật này, đã huyết mạch của người có thể kích hoạt nó, chắc hẳn không có cái gì nguy hiểm. Hạ Tăng Huy tiếp tục phân tích nói: mọi người cũng là gật gật đầu thanh mộc nhi cảm giác một trong hạ thể đại điện an ổn lơ lửng tại thể nội thanh mộc nhi cũng không có một tia cuồng bạo hoặc là dị động đại điện tựa hồ không có uy hiếp còn có một cỗ năng lượng liên tục không ngừng chậm rãi chuyển vào trong cơ thể của ta không ngừng ôn dưỡng lấy thân thể của ta thanh mộc nhi hơi trầm ngâm trên mặt lộ ra vẻ vui thích phát hiện đại điện này thật đúng là cái bảo vật ma tộc nơi này một vùng phế tích cũng không có thứ gì có thể tìm ra dừng lại trong giây lát về sau mọi người lại lần nữa về tới giao long hào tiếp tục đi tới di tích đại bộ phận đều bị phá hủy vật lưu lại cũng cũng không nhiều về sau một đoàn người đi kiếm tông ảnh minh độc tông cơ hồ là đem toàn bộ thánh thành đều cuốn toàn bộ phong bạo đạt được một phần phong thuộc tính kiếm pháp thánh giai đấu kỹ nam nhĩ minh thu được một phần vạn độc quyền bất quá long lân vương tựa hồ không quá ưa thích độc nam nhĩ minh cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đem tạm thời thu vào đợi về sau tại tu luyện từ ảnh cũng thu được một phần. Ảnh Minh Thánh giải đấu kỹ. Mọi người có thể nói là đều có thu hoạch không nhỏ, chỉ có long ý, làm vì thiên địa linh vật, tựa hồ cũng không có thứ gì thích hợp hắn. ầm ầm Theo mọi người chậm rãi tiến lên, điếc tài thanh âm càng ngày càng vang vọng, thanh âm lập tức dẫn lên chú ý của mọi người, ánh mắt đều toàn bộ hướng phía phía trước nhìn lại, vị trí hiện tại đã nhanh chóng cách rời thánh thành, mà xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một đạo cự đại thác nước, trong hải dương thác nước có thể nói là càng thêm hùng vĩ. Thác nước rộng, chừng ngàn trượng, nằm ngang một mảnh đi qua, tất cả đều là trắng bóng nước biển. Bốn phía thủy vực cũng biến thành nóng này, bất quá giao long hào tính ổn định vô cùng tốt. Thân thuyền chỉ là xuất hiện có chút rung động, vững vàng lơ lửng tại thác nước trước mặt. Cái này, lúc nào xuất hiện thác nước, cảm giác có chút kỳ quái. Mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước mắt cảnh quan có thể nói là vô cùng bao la hùng vĩ. Thác nước dòng nước cũng không phải là từ trên xuống dưới, trái lại, thác nước dòng nước cùng lẽ thường vừa vặn tương phản ngàn trượng rộng thác nước đúng là từ dưới lên trên đi ngược dòng nước trước mắt thác nước tựa như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên hướng phía phía trên dũng mãnh lao tới nước biển đến từ đáy biển chỗ sâu nhất từ thấp tới cao mọi người xưng là ngược dòng thác nước ta nhớ được trước kia to bằng không có cái này ngược dòng thác nước diện tích tăng lớn thêm không ít chỉ có hạ tăng huy lộ ra bình thản một chút phong bạo bọn người vô cùng hiếu kỳ quan sát đến cái này khác thường lý thác nước ngược dòng thác nước về sau chính là đi long tộc hạ tang huy suy tư một chút chính là nói long tộc tại thánh thành cũng là có theo điểm bất quá long tộc cũng không thích tham dự thế tục phân tranh trường kỳ đều ẩn thế tại địa bàn của mình huyết thần giới giết chóc tự nhiên cũng tai họa long tộc nhưng long tộc cường đại trận pháp hộ tộc để long tộc may mắn sống sót một chút huyết mạch liền tại mọi người nói chuyện chỉ thấy ngược dòng thác nước ở giữa một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong đó vọt ra một đầu cự long ngừng lưu tại giao long hào trước mặt lòng nhãn nháy hai lần tất cả mọi người là trong lòng giật mình nhưng vẫn chưa cảm nhận được nửa tia sát ý mà lại cự long khí tức mọi người cũng không xa lạ gì long hoàng hạ tăng huy có vẻ hơi khẩn trương giống như đối với long tộc không nhỏ bóng ma long thế thiên phong bạo mỉm cười cự long thân hình tràn trọc chính là hóa thành một thân ảnh mặc trường bào mặt mày ở giữa tản ra một loại ngạo nghệ uy nghiêm thân ảnh này chính là long hoàng long thế thiên hóa thành nhân thân về sau long thế thiên cũng đi tới giao long hào bên trong yếu kỳ đánh giá giao long hào ngược dòng thác nước thủy vực cực kỳ cuồng bạo hơn nữa còn có hấp lực cường đại mà giao long hào thì là có thể vững vàng lơ lửng ở đây cái này hai cỗ lực lượng đều vẫn chưa cho giao long hào tạo thành nửa điểm ảnh hưởng cái này tự nhiên lạt để long thế thiên kinh ngạc cái đồ chơi này thật đúng là thần kỳ hoàn toàn không nhận ngược dòng thác nước ảnh hưởng long thế thiên tán thán nói nói xong đánh giá một vòng mọi người mọi người biểu lộ khác nhau nhìn xem long thế thiên chỉ có hạ tăng huy núp ở mọi người sau lưng long thế thiên ánh mắt cũng tại hạ tăng huy trương khô lâu trên mặt dừng lại một chút tiêu thiếu không có cùng các ngươi cùng một chỗ sao long thế thiên nhìn một chút mọi người không phát hiện tiêu viêm có tại chính là dò hỏi tiêu thiếu hắn tại bế quan chúng ta đi di tích nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái tạo hóa gì phong bạo gật gật đầu cười nói long thế thiên nhìn xem mọi người thời điểm trên thân cũng không có uy áp tràn ra giống như cùng bình thường bằng hữu trò chuyện. Thì ra là thế, ta đạo là tiêu thiếu đến long tộc làm khách, đã các vị huynh đệ đều đến, liền nhập long tộc ta ngồi một chút đi, vừa vạn gần nhất long tộc tại bình chọn tân nhiệm long hoàng, các vị cũng có thể giúp ta chăm trước. Long Thế Thiên vừa cười vừa nói, mọi người nghe xong cũng là nhất hỉ, ngược lại là đều có chút hiếu kỳ như thế bí ẩn long tộc, đến tột cùng là một chủng tộc như thế nào. Bộ xương này là cái quái gì, mới được con dối sao, làm sao ta chưa từng thấy. Long Thế Thiên giờ phút này đem ánh mắt rời về phía Hạ Tăng Huy, trong lòng mọi người siết chặt, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực huyễn cảnh làm cho mọi người quá sức. Nhìn Long Hoàng nói lời này, đoán chừng Hạ Tăng Huy sợ là muốn bão nổi. Tất cả mọi người cổ quái nhìn xem Hạ Tăng Huy, ngồi chờ Hạ Tăng Huy phản ứng, lại phát hiện Hạ Tăng Huy dĩ nhiên rung, động nhô ra một cái tay tới. Long Hoàng ngươi tốt, bị nhân Hạ Tăng Huy, Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, sau khi nói xong Long Hoàng lúc đầu vẻ mặt bình thản, bỗng nhiên chấn động cả người khí thế nhất biến hai mắt như kiếm hướng phía hạ tăng huy khô lâu mặt nhìn sang ha ha hạ tăng huy phát ra vài tiếng rất cổ quái tiếng cười long hoàng một nắm chắc tay hạ tăng huy khô lâu thân thể đều giống như đang run rẩy người thật là hạ tăng huy long hoàng thanh âm đều có chút khàn khàn nhìn xem cái khô lâu gương mặt này chỗ nào còn nhận được nguyên bản bộ dáng thế nào tiểu thiên tử không nhớ rõ ta rồi hạ tăng huy có chút hơi ngửa đầu lại khôi phục như cũ phong tao dạng mọi người lập tức có chút không nghĩ ra nhìn một chút hạ tăng huy lại nhìn một chút long thế thiên xem xét hai người chính là quen biết đã lâu mà lại quan hệ còn thật không đơn giản hẳn là hai người còn có cái gì ẩn tình người người thật sự là hạ tăng huy đại thúc long thế thiên đều có chút nói năng lộn xộn tính toán ra coi như long thế thiên cùng hạ tăng huy nhận biết thời điểm đó long thế thiên đoán chừng vẫn là cái tiểu hài tử đi không thể giả được người tên nhỏ con sau khi lớn lên còn rất đẹp trai đương nhiên so với ta vẫn còn muốn kém mấy phần hạ tăng huy nhẹ nhàng nói vừa nói xong long thế thiên liền là một thanh đem hạ tăng huy ôm vào trong ngực hạ tăng huy xương cốt phát ra vang lên kèn kè thanh âm này này tiểu tử thối khí lực lớn như vậy ngươi là thật muốn giết ta sao hạ tăng huy lập tức trượt vỗ long thế thiên long thế thiên mới phản ứng được buông lỏng ra hạ tăng huy long thế thiên đôi mắt dĩ nhiên tại thời khắc này có chút hồng nhuận làm như thế phiến tình làm gì thật là làm cho ta đều có chút muốn khóc, nhưng là ta lại không có con mắt, cũng không có nước mắt. Hạ Tăng Huy nhìn xem Long Thế Thiên bộ dáng không tức giận nói. Sau khi nói xong, Long Thế Thiên buột miệng cười, mình ngược lại là có chút thất thố. Làm Long tộc Long Hoàng, hắn khi nào giống hiện tại biểu hiện ra nội tâm tình cảm. Đại thúc, ngươi làm sao? Long Thế Thiên hưng phấn sau khi nhìn xem Hạ Tăng Huy bây giờ này tấm khô lâu bộ dáng cũng là cười khổ hỏi, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì hiện tại bộ dáng này? hạ tăng huy nhìn long thế thiên muốn nói lại thôi bộ dáng liền nói long thế thiên gật gật đầu tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận hạ tăng huy bây giờ bộ dáng này nhìn long thế thiên biểu lộ hạ tăng huy khi còn sống tựa hồ thật đúng là người điên đảo chúng sinh vạn người mê bằng không thì làm sao lại có nhiều như vậy bạn gái một cái nữ nhân chết tiệt nguyền rủa ta chết không yên lành hiện tại tốt thật không chết tử tế sau đó biến thành tấm quỷ bộ dáng này hạ tăng huy thở dài một hơi dùng cực kỳ bất đắc dĩ ngữ khí nói sau khi nói xong long thế thiên trên mặt hốt nhiên nhưng chất phóc một chút sau đó liền một trận cười to hạ tăng huy ở một bên một trận trầm mặc ha ha hạ đại thúc ta ngược lại cảm thấy ngươi bây giờ bộ dáng càng thích hợp ngươi trước kia bộ dáng mặc dù tuấn tú nhưng từ đầu đến cuối có chút nương khí hiện tại bộ dáng như vậy mặc dù xấu xí một chút nhưng là khóc long hoàng dơ ngón tay cái lên liên tục tán dương hạ tăng huy trực tiếp một cái bạo lật đánh vào long thế thiên trên đầu tiểu tử thối không học tốt lại học được trêu chọc tiền bối hạ tăng huy không tức giận nói long thế thiên cũng chỉ là cười hắc hắc tại hạ tăng huy trước mặt long thế thiên thật giống như một đứa bé dù sao hắn biết từ thời kỳ viễn cổ sống đến hiện tại trước mắt cũng chỉ có hạ tăng huy đại thúc là thật coi hắn là tiền bối đúng rồi người tiểu tử này ta dạy cho người công phu người có thể học xong hạ tăng huy nhìn vẻ mặt cười ngây ngô long thế thiên dò hỏi xem ra hai người không chỉ có là quen biết đã lâu mà lại quan hệ còn không bình thường. Long Thế Thiên gương mặt đỏ lên, lập tức có chút khó mà mở miệng cảm giác, lập tức ho khan hai lần. Làm sao vậy, sẽ không là người tiểu tử này đến hiện tại cũng không có thành ra đi. Hạ Tăng Huy Kinh ngạc nói, mọi người cũng là hiếu kỳ đánh giá Long Thế Thiên, Long Thế Thiên giờ phút này khuôn mặt càng đỏ. Khu khù, Hạ Đại Thúc, chúng ta đi nhanh lên đi thôi, ta đã ăn bài rượu ngon thịt ngon, hảo hảo khoản đãi mọi người, hôm nay không say không về, chú cháu chúng ta cũng hảo hảo tự ôn chuyện. Long Thế Thiên rất là lúng túng làm ho hai tiếng, chính là lập tức nói sang chuyện khác, không chờ Hạ Tăng Huy lại truy vấn, chính là chủ động, đi tại phía trước dẫn đường. Mọi người thấy Long Thế Thiên phản ứng, chính là có thể đoán được, Hạ Tăng Huy dạy cho Long Thế Thiên khẳng định không phải cái gì tốt công phu. Hạ Tăng Huy lặng lặng một người ở nơi đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, một mình lầm bầm, ai, thiệt thòi ta nỗi khổ tâm, tuyệt thế vẩy muội công pháp vậy mà đều không học. Mọi người nghe vậy không còn gì để nói giờ phút này bị bên ngoài tràng cảnh hấp dẫn chỉ thấy long hoàng hóa về bản thể to lớn long thân hướng về phía trước uốn éo động liền chui vào ngược dòng trong thác nước đi giao long hào cũng theo sát phía sau lập tức cự long cùng giao long hào liền biến mất ở ngược dòng trong thác nước tiến vào thác nước về sau long hoàng tại phía trước dẫn đường bên ngoài nhìn qua sôi trào mãnh liệt thác nước sau khi tiến vào ngược lại không có bên ngoài nhìn mạnh mẽ như vậy giao long hào mặc dù có chút hứa chấn động nhưng là đều không ảnh hưởng toàn cục tiến vào thác nước về sau chu vi đầy một mảnh tinh mịn bong bóng khiến cho chung quanh con mắt nhìn thấy hết thầy đều là trắng xóa bong bóng chỗ tạo thành từ dưới đi lên nhìn lại tất cả đều là một mảnh trắng xóa thấy không rõ ngoài khoang thuyền mặt tình cảnh xuyên qua tại ngực dòng thác nước bên trong thời gian cũng không phải là rất dài giây lát về sau bên tai oanh minh dần dần bình phục xuống tới cảnh tượng trước mắt cũng biến thành rộng mở trong sáng ánh nắng lại xuyên thấu nước biển chiếu vào đáy biển u ám mà trước mặt mọi người một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện, có thể là mới vừa từ rủi ro di tích ra, giờ phút này nhìn thấy long cung, mãnh liệt thị giác so sánh để long tộc kiến trúc, khiến người dị thường xa, hoa lộng lẫy. Chói mắt nhất chính là long tộc trung ương cung điện, cung điện lớn trên cửa, hai cái bá khí chữ lớn, long cung. Trong đó không thiếu có nối liền không dứt bóng người, long tộc hiện tại, mặc dù không bằng trước kia, nhưng vẫn như cũ phồn hoa, long tộc nhân số cũng không phải là rất nhiều, nhưng kỳ thật lực đều cực kỳ cường hãn, chí ít so rất nhiều chủng tộc đều mạnh lên quá nhiều. Cũng chính vì vậy, long tộc tồn tại vẫn luôn là cựu thần bí mà cường đại, sở dĩ rất ít thụ đến ngoại giới thế lực xâm phạm. Đương nhiên, thực lực bọn hắn cường hãn còn có một nguyên nhân, chính là tuổi thọ. Long tộc có được cái khác chủng tộc chỗ chưa từng có chỗ cường đại, chính là tuổi thọ của bọn nó đều rất dài, bọn hắn đối với thời gian càng là không có khái niệm gì, thậm chí lấy vạn năm làm tuổi tác phán đoán, không có hơn vạn nam tộc nhân tại trong long tộc đều chỉ có thể coi là một tên tiểu bối mà vốn cũng không yếu thiên phú tu luyện để chủng tộc này tại tuế nguyệt trải dài bên trong tuyên cổ trường tồn tại vô hạn tuế nguyệt tích lũy dưới long tộc cũng biến thành không mạnh mẽ hơn viễn cổ hạo kiếp trước đó long tộc tại đầu đế đại lục bên trong kia là đỉnh tiêm thế lực trong tộc cường giả vô số đại đa số bị huyết thần giới hơi thở số diệt sát mà bây giờ lưu lại huyết mạch vẫn có không ít bát tinh có thể thấy được long tộc điểm mạnh Long Thế Thiên hóa thành hình người, đối với mọi người vẫy vẫy tay, liền là theo chân, Long Thế Thiên chậm rãi tiến vào trong Long tộc, Giao Long Hào chậm rãi dừng lại, tất cả mọi người từ Giao Long Hào bên trong đi từ từ ra, Hiếu Kỳ đánh giá thần bí mà cường đại trung tộc. Hoan nghênh mọi người đi vào Long tộc, ta giới thiệu cho các người một chút, cũng đúng lúc, mang Long ý đi một chuyến Long huyết trì, có lẽ có thể ngưng tụ thành chân chính Long thần. Long Thế Thiên ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, cuối cùng ánh mắt định trên người Long ý trước đó liền đáp ứng qua Long Ý, để hắn tịnh hóa huyết mạch, mà Long Ý trên người huyết mạch cũng là cực kỳ thần kỳ, mặc dù cũng không phải là sinh ra tại Long Tộc, trên thân lại là có huyết mạch Long Tộc. Long Tộc kiến trúc xa hoa trình độ tuyệt không so nhân tộc cung điện tranh lệch, chẳng qua là hai loại khác biệt phong cách, nhân tộc lệch hoa đắt một chút, mà Long Tộc thì là một loại tràn ngập cổ xưa ổn trọng, nhưng không mất đặc điểm phong cách. Biển trong nước sản xuất nhiều thủy tinh, Sở dĩ long tộc kiến trúc đại đa số cũng từ thủy tinh cấu thành, toàn bộ chủng tộc xây dựng ở đáy biển to lớn bồn địa ở giữa. Toàn bộ kiến trúc tọa lạc có thứ tự, không có một tiên lộn xộn cảm giác, từ kiến trúc sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, cũng có thể thấy được toàn bộ long tộc phong cách, nghiêm túc hợp quy tắc mà ổn định, người trong tộc số cũng không nhiều long tộc, sở dĩ kiến trúc cũng không phải rất nhiều, lui tới bóng người tại trong kiến trúc giao thoa. Công pháp các, võ đấu đường, toàn bộ long tộc diện tích còn chưa đủ tiêu phủ lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ cũng là ngũ tạng đều đủ nên có đồ vật một dạng không kém mà ở phía sau còn có một mảnh là dễ thấy nhất lâm hải mảnh lâm hải này là một mảnh phát ra nhàn nhạt, nhạt quang mang hải sinh thực vật xa xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy thực vật phía trên cho điểm điểm tinh mang cửu chuyển niết bản thụ lại dáng dấp như thế rậm rạp hạ tăng huy nhìn xem cái này một mảng lớn hải sinh thực vật chính là tán thán nói đúng vậy những năm này long tộc có thể lại lần nữa chậm rãi trưởng thành cũng may mà cửu chuyển niết bàn thụ có thể cung cấp đại lượng cửu chuyển niết bàn quả long tộc mỗi lần đột phá đều cần một lần niết bàn nếu là không có cửu chuyển niết bàn quả chỉ sợ long tộc tộc nhân chỉ còn ngàn người đều không đạt được long thế thiên ánh mắt ngóng nhìn cái phiến cửu chuyển niết bàn thụ rừng kia mỉm cười chậm rãi nói đoàn người theo long thế thiên tham quan long tộc kiến trúc long thế thiên cho mọi người đơn giản giới thiệu long tộc một chút đặc sắc từng mảnh từng mảnh gieo hò ồn ào thanh âm thì là dẫn lên chú ý của mọi người đến tự long tộc võ đấu đường hôm nay tộc ta võ đấu đường có tranh tài các vị có hứng thú không đi xem một chút long thế thiên nghe được võ đấu đường tiếng hoan hô liền quay đầu nhìn về phía mọi người dò hỏi liên quan tới long tộc tranh tài ngược lại để long ý có chút cảm thấy hứng thú bản thể của hắn cũng là long thân cũng chỉ sẽ đơn giản kết thúc long chào đối với long tộc cái khác phương thức chiến đấu hắn hoàn toàn không biết gì cả cũng không có người chỉ điểm có cơ hội thật đúng là nghĩ mở rộng tầm mắt cùng bọn hắn học một ít chiến đấu mới phương thức ha ha giống như long ý huynh đệ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú chẳng biết các vị ý như thế nào long thế thiên nhìn xem long ý tỏa sáng con mắt chính là hỏi thăm đến mọi người mọi người cũng đều gật gật đầu biểu thị cũng đều thật cảm thấy hứng thú nhìn thấy mọi người gật đầu long thế thiên liền lập tức phái người an bài ghế mang theo mọi người tiến vào võ đấu đường bên trong vừa tiến vào võ đấu đường trước mắt hiện ra chính là rất lớn một vùng không gian theo bên ngoài võ đấu đường cũng bất quá chỉ là một cái đơn giản tỷ võ địa phương không nghĩ tới bên trong không gian lại để người hai mắt tỏa sáng sân bãi chống trải to lớn tại đỉnh cao nhất còn có mấy cái cự hình thủy tinh cái bóng lấy chiến đấu hình tượng để chiến đấu chi tiết lướt qua thấy ngay một đoàn người đi qua long thế thiên xuất hiện chính là đưa tới không ít ánh mắt làm long hoàng hắn bình thường tự nhiên rất ít xuất nhập võ đấu đường long hoàng đến để võ đấu đường lập tức sôi trào lên bởi vì bọn hắn cũng đã biết được lại không lâu nữa hiền muốn bình chọn bước phát triển mới long hoàng mà tại võ đấu đường bên trong tranh tài mỗi người chỗ thắng được bồi diễn chiến đấu cho điểm đều sẽ trở thành lựa chọn long hoàng một cái tiêu chuẩn mọi người tọa lạc ngồi trên ghế tại võ đấu đường đỉnh cao nhất lăng không treo ở trên đỉnh toàn thân đều là từ thủy tinh trong suốt chế tác sở dĩ phía dưới tình huống chiến đấu liếc qua thấy ngay trên bàn tiệc có trương thật dài cái bàn phía trên bày đầy các loại rượu ngon thức ăn ngon lòng thế thiên đem rượu đàn phong thư mở ra cưng nồng mùi rượu lập tức tràn ngập mà ra tùy hành người hầu đem rượu phân biệt đổ vào mỗi người cốc rượu bên trong chỉ là nghe nồng đậm mùi rượu liền khiến cho người tâm thần thanh thản phong bạo trước hết nhất nâng lên cốc rượu tại chóp mũi nhẹ nhàng lung lay rượu cùng trà khác biệt nhấm nháp một chén rượu ngon cho người ta có thể khiến người ta tâm cảnh khoáng đạt rộng rãi phóng khoáng chi tình mà phẩm một chén trà ngon lại làm cho người có một loại yên tĩnh tu dưỡng cảm giác cả hai ý cảnh mặc dù ý cảnh khác biệt nhưng đối với kẻ yêu thích đến nói đều có được làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực rượu này chính là Long tộc ủ chế vạn năm thực lực hơi thấp người uống về sau khó mà ngăn cản hùng hậu tử lực ngủ cái mười năm tám năm cũng không đáng kể nhưng các người đều đã đạt tới thực lực bát tinh thỏa thích uống cũng không sao hơn nữa còn đối với thực lực vững chắc có nhất định hiệu dụng Long Thế Thiên cho mọi người giới thiệu trong tay sướng Long ẩm mọi người nghe vậy liên tục sợ hãi thán phục bao quát tử ảnh cùng thanh mục nhi hai nữ tử cũng đồng dạng bị mùi rượu hấp dẫn hoan nghênh mọi người đi vào Long tộc làm khách có chiêu đãi không chú đáo xin hãy tha lỗi đối đãi ta từ đi long hoàng chi vị về sau liền muốn cùng các ngươi sớm chiều ở chung về sau có làm không thích hợp địa phương còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn long thế thiên cốc rượu đổ đầy rượu giơ ly rượu lên nói với mọi người mọi người cũng lập tức bưng lên cốc rượu trong tay của mình nhìn trước mắt cái này long hoàng không có nửa điểm giá đỡ cho dù thực lực của hắn cao hơn mọi người ra rất nhiều nhưng y nguyên rất khiêm tốn hòa ái cái này khiến mọi người đối với long hoàng hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần Long Hoàng khách khí, về sau chúng ta chính là huynh đệ, chính là người một nhà, tương hỗ chiếu cố, hoan nghênh người gia nhập chiến đội chúng ta, cạn ly. Phong bạo hào khí nói, mọi người dơ ly rượu lên, tại không trung đối với gia hiệu, lập tức liền uống một hơi cạn sạch, cay độc cảm giác lập tức nhập khẩu, sau một khắc liền cảm giác toàn thân giống như tại bị giống như lửa thiêu, đồng thời cũng có được một loại thoải mái cảm giác du đãng toàn thân, một loại dục tiên dục tử cảm giác càn quét mỗi người thân thể lập tức còn kèm theo một cỗ tinh thuần nguyên khí càn quét toàn thân gân mạch long hoàng rượu này lại như vậy thần kỳ nếu là trường kỳ ấn rượu này có thể hay không tăng lên tự sâu thực lực giờ phút này nam nhĩ minh cũng là cảm nhận được thể nội thực lực xúc động liền lập tức hỏi thăm đến long thế thiên khụ khụ sướng long ẩm chỉ là lần đầu tiên uống thời điểm có chút hiệu quả về sau chính là cùng cái rượu khác đồng dạng chứ hương vị hương thuần chút cái khác liền không có thần kỳ như vậy hiệu quả long thế thiên nghe vậy liền giải thích nói mọi người nghe được chỉ có lần thứ nhất có hiệu quả biểu hiện có chút tức hận nếu như có thể vừa uống rượu còn một bên có thể tăng thực lực lên loại này phương thức tu luyện tự nhiên là cực tốt mọi người một bên đối diện lấy mỹ thực ăn như gió cuốn nhưng ánh mắt lại thời khắc chú ý đại luận võ bên trên chỉ thấy hai thân ảnh tại giữa đài quấn quyết lấy nhau hai cỗ lực lượng va chạm phát ra phanh phanh không ngừng bên tai long ý đang tập trung tinh thần nhìn phía dưới chiến đấu hai thân ảnh đều là long tộc hạng người thực lực cũng đều tại bát tinh tả hữu vẫn chưa hóa thành ra bản thể để chiến đấu hóa quyền vì trường hướng đối thủ vung đi cả cánh tay liền hóa thành một con rồng cánh tay thu hồi thời điểm lại biến thành nhân thủ kể từ đó đã là thi triển ra bản thể uy lực cũng làm được cực cao nhanh nhẹn tính như vậy trải qua sức chiến đấu gia tăng thật lớn nguyên lai còn có thể như thế chiến đấu long ý trong mắt tinh mang lấp lóe như là phát hiện đại lục mới đồng dạng ngạc nhiên loại này đối chiến phương thức long ý từ không thử nghiệm qua cũng không ngờ tới mà trước mắt chiến đấu giữa hai người đều là như thế phát xuất chiến lược đều là không ít mọi người tương hỗ đàm tiếu thỉnh thoảng nhìn một chút giữa sân tranh tài hạ tăng huy thì thỉnh thoảng bắt đầu trêu chọc long thế thiên làm cho long thế thiên đỏ bừng cả khuôn mặt lung túng gây gớm một chút mẫn cảm tính đề cũng là gây nên mọi người thỉnh thoảng cười ha ha thanh mộc nhi cùng từ ảnh thì là có chút đỏ bừng liên tiếp gót giày dẫm phát ra tiếng vang đem ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới thuận theo ánh mắt nhìn lại một vị dáng người cao gầy nữ tử chậm rãi đi tới trên người nàng không có quá nhiều quần áo che đậy trước ngực nón trụ lấy một bộ đơn giản thiết giáp cũng không che giấu được tuyết trắng hung khí hai đầu thẳng tắp chân dài thon dài đáng sợ vị tiểu thư này ngược lại là có chút quen mặt hạ tăng huy phát ra liên tiếp cười quái dị long thế thiên lập tức quay đầu đối với hạ tăng huy nháy mắt hạ tăng huy lập tức hiểu ý liền không ở trêu chọc long thế thiên lập tức đứng dậy đối với nữ tử chính là cung kính hành đại lễ lão tổ ngày sau có nhàn tâm tới đây long thế thiên nói xong mọi người lập tức biết được nguyên lai kiểu diễm nữ tử đúng là long tộc lão tổ lập tức tất cả mọi người đứng dậy đối với nữ tử cung kính ôm quyền ra hiệu nữ tử nhẹ nhíu lông mày đối với long thế thiên uyển nhi cười một tiếng ngạo nghệ ánh mắt quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt thì là tại thanh mộc nhi trên thân ngừng lại chính là nện bước thon dài bộ pháp đi tới thanh mộc nhi trước mặt người là thanh mộc nhi nhìn xem nữ tử bộ dáng lại có chút quen thuộc Giống như ở nơi đó nhìn thấy qua, loại cảm giác này phi thường kỳ quái, nhưng là Thanh Mộc Nhi có thể xác định, mình đích thật chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này, nhưng tại sao lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đây? Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Thanh Mộc Nhi hơi nghi hoặc một chút, long tộc lão tổ này, coi như cùng Thanh Mộc Nhi căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại, gặp mặt qua khả năng cũng không lớn. Nhanh như vậy liền đem ta quên mất, tiểu tỷ tỷ, nữ tử nhìn thấy Thanh Mộc Nhi nghi ngờ bộ dáng chính là kiều mị cười một tiếng nụ cười này quả thực là để người như mộc xuân phong lập tức chăm hoa thất sắc thanh mộc nhi nhíu lại lông mày suy tư nửa ngày về sau bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó vỗ chán một cái người ngươi người là long tộc tiểu nữ hải kia thanh mộc nhi nhìn xem cái chương quen thuộc vừa xa lạ gương mặt nàng đích xác nhìn thấy qua tiêu viêm mang tới long tộc tiểu nữ hải kia nhìn kỹ ngũ quan cực kỳ tương tự cũng khó trách thanh mộc nhi có một loại cảm giác đã từng quen biết Nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng có chút gật gật đầu, mới trôi qua không lâu thời gian, vốn chỉ là cả người cao chỉ tới nàng bên hông tiểu nữ hài, giờ phút này lại trưởng thành đình đình ngọc lập xinh đẹp nữ tử, quả thực thật bất khả tương nghị. Đà tạ người trước đó vài ngày chiếu cố, tiêu viêm làm sao không đến, nữ tử nhẹ nhàng hỏi, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, bọn hắn cái này mới phản ứng được, nữ tử này chính là đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện tại tiêu viêm bên người long tộc tiểu nữ hài phu quân tại bế quan sở dĩ cũng không có theo chúng ta cùng đi thanh mộc nhi hồi đáp ánh mắt còn là có không thể tin bất quá xem ra lúc ấy chỉ là nữ tử này thụ trọng thương tạm thời nói không ra lời nhưng lại đối với quanh mình ký ức đều rất rõ ràng thì ra là thế tiểu tử, tử kia lại còn không cần tinh huyết long tộc ngược lại thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta nữ tử vũ mị Nhuyễn miệng cười tinh huyết của nàng nhưng cùng bình thường long tộc khác biệt nàng là long tộc tổ mạch có thể nói là long tộc tinh thuần nhất chỗ nàng một viên tinh huyết không phải bình thường long tộc có thể so sánh với nhưng tiêu viêm lại nhiễm nhiên cự tuyệt tiêu viêm sở dĩ cự tuyệt không chỉ là không muốn mượn nhờ ngoại lực đến tăng thực lực lên thứ hai chính là không muốn cùng long tộc có quá nhiều liên quan đây cũng là tiêu viêm không có muốn giọt máu tươi này nguyên nhân đồng thời đây cũng là để long tộc lão tổ đối với tiêu viêm lao mắt mà nhìn nguyên nhân tiêu viêm trong lòng chỗ lo lắng tự nhiên không gạt được mặt mày kiều diễm lão yêu quái Nàng trải qua Tuyết Nguyệt, thấy qua người, tính toán qua lão hồ ly, nhiều vô số kể, tiêu viêm tâm tư nàng lại như thế nào chẳng biết. Mà tiêu viêm tuổi tác, tại long tộc lão tổ trong mắt, cũng như long tộc tiểu bối, chỉ bất quá vẫn còn còn nít, nhưng là tiêu viêm biểu hiện ra, lại là để nàng giật mình lão thành, thành phủ chi thâm cũng lại ít có. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, Thế Thiên, ngươi thuận tiện tốt chiêu đại đám bọn hắn. Tưởng nhiên cô nàng kia còn đang chờ ta ta ngược lại là cảm thấy tưởng nhiên là một người không tệ người kế tục, so Long Quỳnh Thiên Phú còn phải mạnh hơn mấy phần các vị, ta liền đi trước một bước, nếu như thế thiên có chiêu đãi không chú đáo địa phương cứ việc nói cho ta, nữ tử đối với mọi người nói, nói xong liền đối với lấy mọi người mỉm cười, nện bước thon dài tuyết trắng chân dài chậm rãi rời đi. Đợi Long Tộc Lão Tổ sau khi đi, mọi người cũng một lần nữa ngồi trở lại ghế, hiếu chiến phong bạo giờ phút này nhìn phía dưới chiến đấu trong mắt lóe ra chiến hỏa nội tâm có chút kích động rất muốn đi cùng long tộc người luận bàn một chút không chỉ là phong bạo liền ngay cả long ý tựa hồ cũng là ngo ngoe muốn động long ý rất muốn học tập long tộc phương thức chiến đấu chuyện này với hắn về sau chiến đấu chính là một cái cơ hội cực tốt học tập không chỉ có thể gia tăng chiến đấu bên trong thủ đoạn đồng thời cũng có thể đầy đủ phát huy ra bản thể thực lực trước đó hóa thành bản thể chiến đấu long ý mặc dù lực lượng mạnh nhưng tốc độ chậm rất dễ dàng ăn thiệt thòi nhưng hóa thành người thì là tương phản tốc độ nhanh nhưng lực lượng hơi yếu mà long tộc chiến đấu lại xảo diệu đem bản thể cùng nhân thân hợp hai làm một đồng thời thi triển đi ra bản thể lực lượng lại không mất nhân thân tốc độ long thế thiên cũng phát hiện hai người ánh mắt nóng bỏng chỉ bất quá lập tức là long tộc tranh tài hơn nữa còn dính đến long hoàng tuyển chọn bọn hắn ngoại nhân đi khiêu chiến cũng không hợp thích lắm thế nào hai người các ngươi là muốn cùng long tộc luận bàn một phen long thế thiên nhìn xem phong bạo cùng long ý ánh mắt nóng bỏng dò hỏi bị nhìn ra ý đồ, phong bạo cùng long ý đều là số hổ cười một tiếng. Ta chỉ là hiếu kỳ long tộc kỹ xảo chiến đấu, nếu là có thể luận bàn một phen cũng là không sai, phong bạo cũng không có né tránh, có đôi khi cùng không cùng chủng tộc có được khác biệt phương thức chiến đấu người luận bàn một chút, ngược lại là có thể tương hỗ học tập, không lấy sinh tử làm làm đại giá chiến đấu, điều vẻn vẹn chỉ là luận bàn, điểm đến là dừng. Ta muốn học tập long tộc phương thức chiến đấu, mong rằng long hoàng cho phép, long ý ngược lại là càng trực tiếp nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Ha ha, cũng là tốt, để những tiểu tử này nhìn xem, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bớt mấy cái này tiểu tử suốt ngày cho, là mình tại đấu đế đại lục đã coi như là đỉnh tiêm thiên kiêu, càng ngày một bộ ta lợi hại nhất bộ dáng, là nên áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ." Long Thế Thiên ha ha cười nói, lập tức vẫy gọi, lập tức để người đem Long Ý cùng Phong Bạo xếp vào tiến tiếp xuống trong trận đấu. Luận võ dưới đài ngồi đầy long tộc thế hệ trẻ tuổi, một đạo thô kịch thanh âm ở trong sân chậm rãi vang lên. Hôm nay tranh tài có chút biến động, Long Hoàng, vì chúng ta an bài hai đại cao thủ, đem cùng chúng ta Long tộc giao lưu học tập, thực lực hạn chế tại Bát Tinh trung kỳ, nguyện ý người khiêu chiến đều có thể báo danh. Thanh âm chậm rãi vang lên, Phong Bạo cùng Long Ý nghe xong, trên trán viết thành một cái chữ xuyên, Long Hoàng là cho hai người ra vấn đề khó khăn. Hai đại cao thủ. Long tộc cái này bên cạnh nếu là thua, vẫn còn nói còn nghe được, nếu là Phong Bạo cùng Long Ý thua, hai đại cao thủ hai chữ chính là thành trò cười cứ như vậy vì bảo tồn mặt mũi hai người thế nhưng là vạn vạn thua không được vừa mới nói xong dưới trận không còn chỗ ngồi long tộc một đời chính là một mảnh xôn xao thanh âm không ít ánh mắt đều hướng long hoàng nơi này nhìn về phía mà đến trong mắt của bọn hán có hiếu kỳ có hưng phấn có chiến ý giạt rào có lẽ là long tộc cái này đã qua vạn năm không từng có bên ngoài người đến qua cho dù có cũng sẽ không tới võ đấu đường càng sẽ không tham dự long tộc so tài tình huống như vậy tại long tộc ngược lại còn là lần đầu tiên chính là bởi vì dạng ngày, dưới trận vô số thân ảnh lộ ra là hưng phấn dị thường sau đó rất nhanh liền có không ít thân ảnh nô nước tấp nập đứng dậy đối với long tộc đến nói phong bạo hai người đây là tại khiêu chiến long tộc uy nghiêm nghe long thế thiên giọng điệu long tộc những bọn tiểu bối này đại bộ phận đều có thực lực bát tinh hoàn toàn chính xác ngay cả huyết quái đều kinh kỵ sở dĩ cho tới nay cũng để bọn hắn tràn đầy tự tin thời gian dài tự nhiên là có chút kiêu ngạo tiếng ngổ lên liên tiếp mọi ánh mắt đều nóng bỏng trong đám người liền có một thân ảnh lướt ầm ầm ra rơi vào giữa sân mày kiếm mắt sáng đôi mắt giống như ẩn chứa tinh thần một đầu ngầm sợi tóc màu đỏ trên trán còn mọc ra hai cái sừng rồng vừa ra trận liền trên người cảm nhận được một cỗ khí phách nghiêm nghị long bá sư huynh thực lực của hắn mặc dù chỉ có bát tinh trung kỳ nhưng chân chính chiến đấu lại là ngay cả trong tộc bát tinh hậu kỳ người đều muốn kiêng kỵ hắn hai phần lần này có trò hay để nhìn long bá sư huynh thế nhưng là long hoàng lôi cuốn một trong những người được lựa chọn ngay cả long hoàng đều cực kỳ xem trọng chỉ sợ ngoại lai cao thủ này sẽ bị long bá sư huynh đánh đầy bụi đất nếu là đối tay thực lực cũng tại bát tinh ta cảm thấy không ai sẽ là đối thủ long bá sư huynh theo giữa sân long bá xuất hiện toàn bộ đấu võ trường cơ hồ như là sôi trào nước sôi ồn ào như lôi đình nổ tung cơ hồ long tộc tộc nhân đều đến đấu võ trường quan chiến đấu võ trường nhân số vốn cũng không ít nhưng bởi vì long ý cùng nam nhĩ minh gia nhập cái này chính là long tộc cực kỳ khó được chiến sự đấu võ trưởng lập tức bắt đầu không ngừng phun trào đầu người đến đây xem nó nhiệt càng ngày càng nhiều cơ hồ tới long tộc 90% người trên đài cao nhìn phía dưới người người nhốn nháo phong bạo lộ ra một vệt mỉm cười cái này ngược lại để hắn chiến ý càng thêm nồng đậm long ý cũng là như thế nắm chắc quả đấm bọn hắn làm khách nhân lễ hẳn là khiêm nhượng nhưng loại này luận bàn mặc dù tiêu thiếu không có ở nhưng là bọn hắn đại biểu thế, nhưng là tiêu viêm chiến đội thực lực. Sở dĩ, vô luận như thế nào cũng phải toàn lực ứng phó. Như vậy, tiếp xuống liền nhìn các ngươi, Long Bá tiểu tử này bây giờ đã là bát tinh trung kỳ, thực lực ở trong tộc có thể địch nổi bát tinh hậu kỳ. Chiến lực không yếu, hai người các ngươi ta nhìn mới bát tinh sơ kỳ, chỉ sợ đối với các ngươi như vậy không công bằng, muốn hay không? Long Hoàng nhìn xem giữa sân Long Bá, cao mày, nhìn như đang vì bọn hắn hai người dự định một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn về phía Long ý cùng phong bạo nam nhĩ minh nghe vậy thì là nhớ mày cũng không biết lòng hoàng là vô ý vẫn là cố ý mà vì giống là cố ý làm khó dễ lòng ý cùng phong bạo cái này nếu không ta đến nam nhĩ minh tự nhiên là có chút nhìn không được nhưng là một nam nhân chỗ nào có nhiều như vậy sợ hãi rụt rè lòng ý cùng phong bạo thực lực mới bát tinh sơ kỳ đi đối phó bát tinh trung kỳ thực lực cách xa vốn là thế yếu mà nam nhĩ minh thì là bát tinh trung kỳ nếu là vận dụng long lân vương lực lượng thực lực có thể đạt tới bát tinh hậu kỳ nam nhĩ minh đi đối mặt long bá cũng không hề sợ hãi nói long ý đột nhiên đứng dậy ánh mắt bên trong chiến ý phun trào không cần ta đến liền tốt long ý không chờ mọi người nói chuyện trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống oanh một tiếng rơi vào đài luận võ bên trên lập tức hắc thần khải giáp tại không trung nháy mắt ngưng tụ mà ra long ý thân mang một thân hắc thần khải giáp khi thế lăng nhiên cũng không thua long bá nửa điểm theo long ý xuất hiện toàn bộ võ đấu đường lại lần nữa trở nên sôi trào lên tiếng hoan hô liên tiếp long bá nhìn trước mắt long ý ánh mắt nhắm lại nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên đối với một người thực lực bát tinh sơ kỳ lại cảm nhận được một tiêu uy hiếp tại hạ long ý muốn cùng tiền bối luận bàn một phen võ nghệ mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn long ý ôm quyền nói long bá nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng vừa mới cảm nhận được cỗ uy hiếp cảm giác rất nhanh bị hắn quên mất có lẽ chỉ là một loại ảo giác một người bát tinh sơ kỳ, mạnh hơn lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió tới. Long tộc Long bá, chỉ giáo nhiều hơn. Long bá nhìn thấy Long ý cũng nho nhã lễ độ, nếu là luận bàn cũng không cần thiết làm, giống như kẻ thù sống còn, cũng là lễ phép trả lời. Thực lực của ngươi, nếu là không có ẩn tàng chính là chỉ có bát tinh sơ kỳ, mà ta là bát tinh trung kỳ, đối chiến cũng không công bằng, ta đem thực lực áp chế đến bát tinh sơ kỳ, lại cùng ngươi chiến đấu, Long bá cũng không muốn tại thực lực nghiền ép tình huống dưới luận bàn coi như thắng cũng là thắng mà không võ chính là chậm rãi hướng long ý mở miệng nói ra ha ha không cần không cần không cần phải khách khí toàn lực ứng phó thuận tiện người đánh không chết ta long ý cười ngây ngô nói long bá nghe xong cũng là không khỏi sững sờ long ý có chút thật thà lời nói lại tại long bá trong tai có một loại khiêu khích hương vị như thế rất tốt vậy ta liền không khách khí long bá ánh mắt trầm xuống trọng tâm ép xuống chính là bày ra tư thế chiến đấu tranh tài chính thức bắt đầu bát tinh trung kỳ long bá đối chiến bát tinh sơ kỳ long ý giữa đài một thanh âm vang lên long tộc mọi ánh mắt đều hội tụ đến giữa sân chờ đợi lấy trận này kịch liệt đặc sắc chiến đấu võ đấu đường bên trong có chuyên môn đối với thực lực kiểm trắc trang bị sở dĩ không tồn tại ẩn dấu thực lực nói chuyện long ý thực lực cũng là nháy mắt bị kiểm trắc mà ra nghe được long ý thực lực giữa sân truyền ra từng đợt tiếng than thở toàn bộ đều tại vì long ý tức hận Long Bá có thể là có thể địch nổi bát tinh hậu kỳ cường giả. Một người bát tinh sơ kỳ vọng muốn khiêu chiến Long Bá, đây cũng quá không thực tế, căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bát tinh sơ kỳ, tiểu tử này, là đến khôi hài sao? Đây chính là cái gọi là cao thủ, Long Hoàng ánh mắt cũng quá kém đi. Chế nhạo thanh âm, ở trong sân không ngừng vang vọng ra, Long ý tâm tính vốn cũng không thành thục, nghe được lời như vậy ngữ, ngược lại là có chút, để hắn sinh lòng tức giận, càng là giấy lên nội tâm của hắn đấu trí cái kia liền bắt đầu đi long ý khẽ quát một tiếng bước chân tại mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh kích thích mảng lớn cho bụi thân hình lướt ầm ầm ra tốc độ cực nhanh lập tức để long bá giật mình không dám có chút chủ quan hai tay long khí quấn quanh hóa thành long trào cùng long ý đối kháng mà đi long tộc vốn cũng không quá am hiểu tu luyện đấu kỹ phần lớn công kích đều tương đối đơn nhất nhưng hiệu quả lại cũng không giao đấu yếu long tộc bản thân có được thân thể mạnh mẽ lại có được cực mạnh bản thể lực lượng hóa thành bản thể long thân cái kia uy lực cũng là cực kỳ cường hãn ngay từ đầu long ý cùng long bá chiến đấu hoàn toàn đều là tại cứng đối cứng so đấu bản thể lực lượng xem ai càng cao hơn một bậc mấy hiệp xuống tới song phương vậy mà đều đánh một cánh ngang tay như thế để long bá cùng bên ngoài sân quan chiến long tộc một đám có chút giật mình có thể cùng bắt tinh chung kỳ long bá đối kháng lực lượng thực sự cứng đối cứng mà lại không rơi vào thế hạ phong cũng không phải người bình thường có thể làm được hai người nắm đấm chạm vào nhau phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau hình thành sóng sung kích lập tức càn quét một chút khoảng cách hơi gần liền tương đối xui xẻo mặt đều bị quyển phong thổi thay đổi hình bất quá cũng chính là bởi vì càng là đốt lên trong cả sân tất cả người xem tâm đánh hắn long bá sư huynh cũng dám cùng long bá sư huynh so lực lượng muốn chết bên ngoài sân tiếng hoan hô liên tiếp tại long tộc tự nhiên toàn bộ đều là ủng hộ long bá tất nhiên sẽ không đi ủng hộ một cái vốn không quen biết ngoại nhân Bất quá Long Bá giờ phút này sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn, Bát Tinh Sơ Kỳ, nếu là lẽ thường phía dưới, Long Ý cùng hắn đối với quyền, cứng đối cứng tình huống, hẳn là sớm đã bị đánh lui chật vật không chịu nổi, nhưng là dưới mắt, Long Ý bước chân ổn chìm, cùng hắn lực lượng lại sinh sinh chống lại. Cơ thể lực lượng thật mạnh, cái này sao có thể? Long Bá sắc mặt biến hóa, Long tộc vốn là lấy lực lượng chứ sanh, đương nhiên, Long Bá cũng không hiểu biết, Long Ý bản thể cũng là một con rồng chẳng qua là thiên địa lô đình sinh chỉ là hình giống như long tộc bản thân huyết mạch cùng long tộc cũng không liên quan long bá cho rằng long ý hoặc là nhân tộc hoặc là ma thú gia tộc nhưng là cho dù là hai cái chủng tộc này đều rất khó có sức mạnh có thể địch nổi long tộc tồn tại lực lượng chạm vào nhau về sau chờ dư lực tan hết hai người đều hướng về sau vừa lui long ý hoạt động một chút thân thể tựa hồ vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi hiện tại mới chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu long bá thì là hơi kinh ngạc biểu lộ lắc lắc bị chấn có chút tê dại cánh tay người không là nhân tộc không phải là ma thú gia tộc long bá nhìn về phía long ý ánh mắt giờ phút này nhiều hơn một phần nghiêm túc không tại cho rằng đối phương vẻn vẹn tám sao sơ kỳ thực lực mà khinh thị ta không là nhân tộc cũng không phải ma thú gia tộc long ý bình thản nói sau khi nói xong không chờ long bá xuất thủ liền cấp tốc chủ động công kích lúc trước hắn nhìn thấy long tộc chiến đấu cũng cấp tốc học để mà dùng một quyền đập tới giữa không trung long khí lượn lờ cánh tay hóa thành long trào xen lẫn thành âm xé do hướng phía lòng bá công kích mà đi hắc giáp cũng theo lòng ý cánh tay biến hóa mà biến hóa bao trùm long ý bản thể nguyên bản kim sắc bất quá cũng có thể loáng thoáng ở giữa trông thấy hắc giáp phía dưới kim mang lấp lóe cái gì đây là long trào long bá hít một hơi lãnh khí long ý không là nhân tộc cũng không phải ma thú gia tộc mà là long tộc bên ngoài sân tất cả long tộc người nhìn thấy một màn này toàn bộ đều hô hấp trì trệ phản ứng đầu tiên chính là long ý cũng là long tộc bát tinh sơ kỳ cùng long bá đối kháng không rơi vào thế hạ phong nếu thật là long tộc cũng là long tộc huyết mạch cực kỳ cường hãn hạng người này lại cũng là long tộc nhưng vì sao ở trên người hắn lại không cảm giác được chút nào long tộc huyết mạch mọi người lại là giật mình lại là nghi hoặc không hiểu giờ phút này đối với long ý thân phận sinh ra hứng thú nồng hậu cánh tay biến thành long trào nhưng trên thân lại không có nửa điểm long tộc huyết mạch khí tức long ý đến tột cùng là thân phận gì mà trên đài long hoàng đám người lại là không cảm thấy kinh ngạc chỉ là sợ hãi thán phục tiểu tử này học cũng thật là nhanh nhanh như vậy liền học được long tộc kỹ xảo chiến đấu người là long tộc long bá nhìn xem càng lúc càng tới gần long ý chính là kinh ngạc nói long ý giờ phút này ngạc nhiên phát hiện lấy loại phương thức này chiến đấu tốc độ không chỉ có nhanh mà lại lại có bản thể lực lượng một quyền này so với hắn vừa rồi một quyền kia lực lượng tối thiểu gấp bội long bá cũng là cánh tay vung lên lập tức cũng hóa thành long trào hai con tráng kiện long trào tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bạo anh lại với nhau lần này nhấc lên sóng xung kích so trước đó càng thêm mãnh liệt lực lượng thật mạnh mọi người một chàng thốt lên long bá cảm giác trên cánh tay truyền đến cự lực ánh mắt cũng là mãnh kinh ngạc nhìn trước mắt long ý tại đối oanh ở giữa chỉ thấy long ý trên cánh tay có lôi mang lấp lóe lôi mang thuận theo long ý cánh tay truyền đến long bá trên nắm tay lôi đình lập tức để long bá toàn thân quả quyết long ý lập tức nhờ vào đó lại lần nữa hướng về phía trước lực lượng bỗng nhiên xông lên đúng là đem long bá đánh lui ra long bá phí sức thân thể trọng tâm lập tức bất ổn từ từ lui về sau tránh long ý đi theo tiêu viêm đến nay vẫn luôn là kinh lịch ngươi không chết thì là ta vong chiến đấu chiến đấu bên trong nắm chắc đối thủ sơ hở năng lực đã tại trong bất trì bất giác tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ nhìn thấy long bá trọng tâm bất ổn sớm đã sơ hở trăm chỗ long ý chính là lập tức thừa thắng truy kích một chảo chính là thẳng đến long bá yếu hại Long Bá lập tức nghĩ ổn định thân hình, nhưng phát hiện trong thân thể dòng điện lại để tốc độ của hắn biến chậm không ít, mắt thấy Long ý chí mạng giống như công kích mà tới. Ta nhận thua. Long Bá lập tức hô, Long ý bén nhọn lợi chảo đã đứng tại Long Bá nơi cổ họng, một chảo này xuống dưới cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Long Bá đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, Long ý dừng lại, trên cánh tay Long khí tán đi, Long chảo khôi phục như thường sau đó đối với long bá chắp tay ôm quyền về sau thân mật vươn một cái tay đem long bá đỡ dậy đa tạ huynh đài thủ hạ lưu tình long bá đứng người lên chính là đối với long ý chắp tay ôm quyền giờ phút này bên ngoài sân quan chiến mọi người giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh có thể là long bá bại quá nhanh nhanh ngay cả mọi người đều chưa kịp phản ứng chiến đấu kết thúc long ý thắng cho đến trên trận tuyên bố tiếng vang lên bên ngoài sân quan chiến mọi người cái này mới phản ứng được chợt chính là một mảnh chất vấn thanh âm, còn không có minh bạch long bá là thế nào liền bại. Nếu không phải chỉ là luận bàn, chỉ sợ tính mạng của ta đều muốn viết gì chúc ở đây rồi. Đa tạ Long Ý huynh thủ hạ Lưu Tình, Long bá lúng túng cười một tiếng, Long Ý cùng bọn hắn khác biệt, Long tộc thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không có trải qua bao nhiêu bản thân sinh từ chiến đấu, mà Long Ý là từ vô số quỷ môn quan bên trong sống sót, sở dĩ chiến đấu điên cuồng hơn, cũng càng có thể đi nắm chắc chiến đấu đi không chế tiết tấu của chiến đấu. Đã nhường đã nhường, chắc hẳn ngươi cũng không có toàn lực cùng ta đối kháng, nếu không ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế thắng được, cái này vốn là điểm đến là dừng luận bàn so tài mà thôi. Sao là thủ hạ lưu tình nói chuyện, Long Ý cũng là cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, bất quá Long bá biểu hiện tựa hồ đưa tới Long tộc bất mãn. Vù vù, đang quan chiến tịch bên trong, một thân ảnh lướt đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Long bá. Long bá, ngươi nhưng làm long tộc ta mặt mũi cho mất hết thân ảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua long bá nói long bá quay đầu nhìn thoáng qua xuất hiện người trên trận cười khổ một cái không đang nói cái gì chỉ là đối với long ý ôm quyền liền rời đi chiến đấu trận tại hạ long tủ thiên trước tới khiêu chiến vừa mới lên người tới đối với long ý chắp tay ôm quyền long ý nhìn người trước mắt này hình trên người cảm nhận được một loại không giống với long bá trên người túc xác chi ý xem ra cũng là thường xuyên du tẩu cùng giết chóc bên trong hai tay tất nhiên nhuộm đầy máu tươi. Tại hạ Long Ý, mời nhiều chỉ giáo, Long Ý cũng là ôm quyền, đi theo tiêu viêm thời gian bên trong. Long Ý trải qua, liều mạng tranh đấu sẽ chỉ sau Long Tù Thiên càng nhiều, trên người loại kia túc sát chi ý chỉ là không có tận lực, biểu hiện ra ngoài mà thôi. Long Ý cùng Long Bá chiến đấu cũng không có chỗ tiêu hao, sở dĩ đối mặt Long Tù Thiên khiêu chiến, Long Ý cũng là không chút do dự đón lấy, vừa vặn, hắn cũng không có đánh tận hứng. Long Ý huyết mạch không sai, nếu là có thể ngưng tụ ra thực sự thân rồng thực lực hẳn là sẽ còn lên cao không chỉ một cấp độ long hoàng tại trên đài cao đối với chiến đấu mới vừa rồi tự nhiên là nhất thành nhị sở nhìn xem long ý trên mặt hiện ra ý tán thường trước đó lo lắng đã biến mất long bá vẫn là khuyết thiếu chiến đấu chân chính kinh nghiệm mà long ý mặc dù bát tinh sơ kỳ nhưng là kinh nghiệm thực chiến lại là phong phú hơn có thể cấp tốc bắt lấy địch nhân sơ hở mạnh hơn long bá không chỉ một cấp độ đơn nhất công kích cũng là dấu diếm huyền cơ nhìn thật thà bề ngoài cũng là dấu diếm không ít tiểu tâm tư long thế thiên cười nói trận chiến đấu này đối với long ý biểu hiện là khen không dứt miệng bất quá long ý tiếp xuống đối thủ này coi như không đơn giản long bá tại trong long tổng nhân khí khá cao là bởi vì tại võ đấu đường bên trong thắng trận nhiều nhưng là long tủ thiên mặc dù tại đấu võ trường bên trong thắng trận không nhiều là bởi vì trường kỳ bên ngoài chấp hành trong tổng nhiệm vụ thường xuyên sát phạt luận kinh nghiệm chiến đấu cũng là không tầm thường long thế thiên nhìn xem giờ phút này đứng lặng ở trong sân long ý cùng long Tù thiên chính là chậm rãi nói sau khi nói xong ngược lại để mọi người khẽ trao mày nghe long hoàng kiều nói này chính là không khỏi vì long ý lo lắng ánh mắt cũng trở toàn bộ chuyển rời đến đài đấu võ hai thân ảnh phía trên ha ha nếu là long ý thật bằng bát tinh sơ kỳ chiến thắng long Tù thiên ta chỗ này sẽ vì tiểu tử, tử này chuẩn bị một món lễ lớn chí ít để tiểu tử, tử này đột phá đến bát tinh trung kỳ nếu là hán thiên phú đủ cao bát tinh hậu kỳ cũng chưa chắc không có khả năng long thế thiên nhìn xem long ý ánh mắt ngược lại là có mấy phần vẻ chờ mong đối với long ý tựa hồ rất có hảo cảm có lẽ là long ý bản thể là rồng khiến cho long thế thiên đem long ý cũng nhìn thành tộc nhân của mình long hoàng vậy long tù thiên là thực lực gì phong bảo có chút lo lắng hỏi cũng không cao bát tinh hậu kỳ mà thôi long thế thiên bình thản nói sau khi nói xong tất cả mọi người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh Hạ Tăng Huy cái cầm là trực tiếp rơi xuống, rơi trên bàn. Hạ Tăng Huy lập tức luống cuống tay chân đem cái cầm lại xếp trở về. Bát tinh sơ kỳ đối với bát tinh hậu kỳ, quá lớn thực lực sai biệt là kinh nghiệm không cách nào bù đắp. Người đây là rõ ràng không muốn tặng lễ. Hạ Tăng Huy không tức giận nói. Long Hoàng cũng là chợt cười hắc hắc. Mọi người cũng là một mặt khinh bỉ. Loại này khiêu chiến, Long ý có thể thắng tỷ lệ quá nhỏ. Tại mọi người nói chuyện ở giữa, hai người đã đánh, quyền phong chói tai lực lượng cùng tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên khiến cho không khí đều phát ra trận trận âm bạo song phương cánh tay đều hóa thành tráng kiện rồng cánh tay giờ phút này sau lưng long tù thiên một con rồng đuôi ngưng tụ mà ra liền hướng phía long ý cuồng phiến mà đi bán long bán nhân hóa thân phương thức chiến đấu long ý còn không có hoàn toàn nắm giữ long tù thiên đuôi rồng quét tới long ý lập tức hai tay cản trước người nhưng long tù thiên thực lực dù sao cũng là bát tinh hậu kỳ lực lượng tự nhiên mạnh hơn long ý Long Ý cưỡng ép tiếp được Long Tù Thiên một chiêu về sau trực tiếp bắn ngược mà ra. Long Ý lập tức cưỡng ép khống chế lại thân thể của mình, nhưng cũng là trên mặt đất hoạch xuất ra nhất trưởng đạo khe rãnh, thẳng đến thật xa thân hình vừa đứng vững. Có thể đón lấy ta đuôi rồng quét ngang, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi nếu là có thể làm tổn thương ta một hào, hôm nay chiến đấu liền coi như ngươi thắng. Long Tù Thiên nhìn xem vạch ra thật xa Long Ý, cư cao lâm hạ nhìn xem Long Ý, chậm rãi nói một kích này lập tức để bên ngoài sân quan chiến long tộc nhắc lên một trận hưng phấn thủy triều long tủ thiên bá khí lời nói càng là khơi dậy người xem nhiệt huyết long bá cũng là ở đây bên ngoài nhìn xem nghe được long tủ thiên đối với long ý lời nói thì là cười lạnh cuồng vọng tự đại gia hỏa tiểu tử này căn bản liền không có nghiêm túc đối chiến càng giống là tại học tập đồng dạng tiểu tử này thật đúng là rất là không đơn giản long bá cùng long ý chiến đấu về sau cũng là cho long ý một cái cực cao đánh giá long ý ổn định thân hình về sau có thần khải giáp hộ thân công kích như vậy cũng sẽ không làm bị thương long ý long ý đối mặt long tù thiên lời nói cũng không có đáp lại bước chân chấn động chính là như như đạn pháo nổ bắn ra mà ra vẫn như cũ là đơn giản phương thức công kích long ý một quyền này lại lần nữa xen lẫn lôi mang tiêu giao đế quân tặng cho long ý cửu tinh đế kiếp lôi linh theo long ý thực lực tăng lên cũng chậm chậm có thể càng tự nhiên đi khống chế long ý còn phát hiện công kích như vậy còn rất có hiệu quả đã như vậy vậy ta cũng không khách khí long tủ thiên lạnh hừ một tiếng nhìn xem sông tới long ý cũng là đối oanh mà đi hóa thành long chảo hai tay xé rách không khí hai người lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ long tủ thiên trên mặt một mực có chút không gọt chi ý song phương riêng phần mình nguyễn hóa rồng quyền lại một lần nữa oanh cùng một chỗ long tủ thiên lập tức đổ sắc mặt lôi mang thuận theo long ý nắm đấm chuyển đến long tủ thiên toàn thân lập tức khiến cho long tủ thiên một trận tê dại nhưng khiến long tủ thiên đổi sắc mặt long ý nắm đấm chỗ bắn ra lực lượng cũng không mạnh chỉ thấy long ý xoay người một cái sau lưng chẳng biết lúc nào thân sau ngưng tụ ra một đầu thật dài kim sắc đuôi rồng liền hướng phía long tủ thiên quét ngang mà đi kinh phong đập vào mặt bên ngoài sân một chàng thốt lên tựa hồ cũng là không ngờ tới long ý cũng có thể ngưng tụ ra đuôi rồng mà lại phương thức công kích cùng long tủ thiên vừa mới phương thức giống nhau như đúc hoàn toàn chính là mới học hiện mại long tủ thiên thấy thế cũng là cả kinh bất quá long tủ thiên dù sao cũng là bát tinh hậu kỳ thực lực thực lực càng là tại long ý phía trên lập tức kịp phản ứng một quyền cùng long ý đuôi rồng đối kháng mà đi bất quá nhưng vào lúc này long tủ thiên cảm giác thân thể đột nhiên dừng lại dòng điện trên người long tủ thiên lưu chuyển ra sau đó ngay tại một cái chớp mắt long ý đuôi rồng đã là quét vào long tủ thiên nơi lồng ngực bành một tiếng vang trầm long tủ thiên thân hình bắn ngược mà ra bất quá rất nhanh long tủ thiên liền giữ vững thân thể giờ phút này trên mặt biểu lộ cực kỳ giật mình không thể tin được che lấy lồng ngực của mình vừa mới một kích kia mặc dù cũng không có chân chính tổn thương đến long tù thiên nhưng là một kích này lại là đích xác công đánh vào long tù thiên trên thân liền ngay cả giờ phút này long tù thiên hai cái giữa ngón tay đều có điện mang hiện lên khiến cho long tù thiên lại là không cầm được run lên thật quỷ dị điện mang long tù thiên thất kinh long tù thiên đột nhiên nở nụ cười cười có chút xấu hổ lập tức chậm rãi lơ lửng đứng dậy đối với Long Ý chắp tay ôm quyền. Trận chiến này là ta thua. Long Tù Thiên thần sắc một trận thay đổi, lần này, nhưng làm quá mất mặt phát. Bất quá hắn cũng là chân nam nhân, có chơi có chịu, Long Tù Thiên cũng không có nhiều lời. Long Ý đối chiến Long Tù Thiên, Long Ý thắng. Trên đài một trận trói, tài thanh âm lập tức chuyển khắp tứ phương, theo đạo thanh âm này hạ xuống, một mảnh ồn áo thanh âm lập tức vang vọng bốn phía thế mà ngay cả long tù thiên đều thua ở người này chỉ có thực lực bát tinh sơ kỳ từ từ dưới tay quả thực thật bất khả tư nghị long thế thiên cũng hơi kinh ngạc cái này long ý thắng được cũng quá dễ dàng đi tùy theo lúng túng cười một tiếng hắn đương nhiên có thể nhìn ra long tù thiên nhường nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là theo lý thưởng ứng long ý biểu hiện hoàn toàn chính xác không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú là long tộc nhân không thể so bì hơn nữa còn có thể một bên chiến đấu một bên học tập đối thủ kỹ xảo chiến đấu cao như thế ngộ tính học tập điểm này không chỉ có là mọi người kinh ngạc liền ngay cả long thế thiên đều rất khiếp sợ kẻ này xác thực có chỗ phi phàm ha ha tiểu tử này cũng thực sự là người không tệ người kế tục long thế thiên cười to nói mọi người vừa mới treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống hoàn toàn chính là dư thừa lo lắng long ý so với bọn hán trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều theo long ý liên tiếp thắng lợi làm long tộc không phục người là càng ngày càng nhiều vừa kết thúc xong trận thứ hai so tài long tủ thiên vừa mới thối lui lập tức lại xuất hiện một thân ảnh vẫn như cũ hướng long ý phát ra khiêu chiến long ý vẫn như cũ biểu hiện hào hứng giả sao vừa mới hai cuộc tỉ thí cũng còn chưa tận hứng tư thế bãi xuống liền muốn tiếp tục đối chiến cùng lúc đó long ý sau lưng duỗi ra một cái tay đến vỗ vỗ bả vai long ý huynh đệ giờ đến phiên ta cái tay chủ nhân chính là chẳng biết lúc nào đi vào luận võ đài phong bạo long thế thiên nhìn thấy hai huynh đệ một trước một sau rất là có hào hứng dáng vẻ liền phát ra một trận cười khổ mấy tiểu tử này nhìn đây ý là muốn thay nhau bắt nạt long tộc ta một đợt long thế thiên không tức giận nói bất đắc dĩ ở giữa cũng là đành phải từ bọn hắn đến dạng này luận võ luận bàn cũng không lo ngại cũng không thương tổn hòa khí còn có thể lẫn nhau học tập phương thức chiến đấu của đối phương cùng kỹ xảo để long tộc các huynh đệ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vĩnh viễn không cần giới hạn ở trước mắt chỗ có đây cũng là long tộc võ đấu đường tồn tại nguyên nhân một trong long thế thiên trượt cười nói đối với long tộc cùng long ý nam nhĩ minh ở giữa đối chiến thắng hay thua cũng không nhìn nặng có thể mặt đối khác biệt đối thủ thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu cái này mới là trọng yếu nhất tại hạ phong bạo ta không phải nhằm vào ai ta là nói tại hạ các vị mời toàn lực đối chiến không nên lưu tình nghiêm túc đối đãi nếu không ta thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình phong bạo càng bá đạo hơn đi lên liền trực tiếp khiêu khích gây nên một mảnh thổn thức thanh âm đối với long tộc dạng này trùng tộc vốn là tự cho mình thanh cao chỗ nào có thể cho phép cái kế tiếp ngoại tộc người như thế trào phúng từng đạo kinh thiên nộ hống không ngừng vang vọng nghe thấy như vậy gào thét phong bạo cùng long ý tương tự nhìn nhau chính là ăn ý cười một tiếng hai huynh đệ khiêu chiến cũng chính thức bắt đầu sau đó long tộc lục tục khiêu chiến không biết kéo dài bao lâu ngạnh sinh sinh chính là đem long tộc thực lực bắt tinh cường giả đều khiêu chiến một lần nhưng là ngoài ý liệu thành tích là Bách chiến bách thắng, không một lần bại. Loại này khủng bố thành tích, để Long tộc tất cả người quan chiến cũng tốt, bị khiêu chiến người cũng tốt, toàn bộ đều ngậm miệng lại, đối với hai người là không còn dám có nửa điểm ngôn ngữ. Long Ý cùng Phong Bạo hai người cũng thụ một chút vết thương nhẹ, bất quá tùy thân, đều mang đan dược chữa thương, chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục lại. Giờ phút này Long tộc nhìn về phía Long Ý cùng Phong Bạo ánh mắt, không nỡ giống trước đó như vậy khinh miệt, nhiều vẻ tôn kính những năm này trong tộc an bình sinh hoạt để các ngươi qua thư thái tự tại cũng tự nhận là rất mạnh bây giờ các ngươi thế nhưng là gặp được cường giả chân chính đều là trải qua vô số lần sinh tử quyết đấu cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép các ngươi tồn tại các ngươi bình thường chính là quá tự phụ hôm nay các ngươi còn có ai dám nói chính mình là thiên kiêu khiêu chiến hoàn tất về sau long thế thiên đứng tại trên đài cao thanh âm y nghiêm chậm rãi chuyển vang ra ngồi ở phía dưới long tộc tất cả con cháu đều là yên tĩnh im ắng lần này trong long tộc tất cả mọi người hẳn là bản thân dò xét cùng đối bản thân một lần nữa nhận biết bọn hắn không thể chiến thắng long ý cùng phong bạo kỳ thật cũng là tình có thể hiểu long ý có tiêu dao đế quân cho cửu tinh đế kiếp lôi linh cho dù long tộc những người này có thực lực bát tinh nhưng là lôi mang phía dưới cũng sẽ khiến cho thân thể sinh ra ngắn ngủi tê liệt hiệu quả trong chiến đấu dù là chỉ có nháy mắt trần chờ liền có thể quyết phần thắng thua mà phong bạo kiếm thuật cũng là càng phát thành thục lại thêm có tiêu viêm đưa cho niết bàn trùng sinh viêm khiến cho cuồng bạo kiếm thuật nâng cao một bước khiêu chiến đều chỉ là điểm đến là rừng nếu là thật sự liều mạng đến phong bạo bọn hắn cũng sẽ không thắng được như thế nhẹ nhõm long tộc bản thân lực lượng cơ thể liền cương đại như thật liều mạng đến cũng là cực kỳ dọa người sở dĩ bọn hắn trước đó đối với thức cũng không phải là đều thi triển ra thực lực chân chính chiến đấu chân chính so loại này điểm đến là rừng so tài đương nhiên phải tàn khốc gấp trăm lần. Long Ý tại cùng Long tộc tộc nhân đối chiến bên trong, học được không thiếu Long tộc chiến đấu có thể vận dụng chiêu thức, thu hoạch cũng coi là không nhỏ. Đối với phong bạo đến nói, hoàn toàn chính là đơn thuần giải trí, khiêu chiến đối với hắn mà nói chính là chơi đùa. Long tộc đám người này bị Long Hoàng một phen giáo dục về sau, võ đấu đường hôm nay chiến đấu mới tính kết thúc, trong bữa tiệc người cũng dần dần rời đi. Long Ý cùng phong bạo về tới trên đài cao, đối với Long Thế thiên anh nái cười một tiếng, hôm nay cùng long tộc đối chiến biểu hiện của bọn hán ngược lại là có chút quá phận thực sự thật có lỗi thế thiên huynh hai người chúng ta cũng là không nghĩ tới sẽ đoạt được như thế nhẹ nhõm phong bạo đi lên vẫn không quên trêu chọc một phen long thế thiên long thế thiên nghe xong cũng không có sinh khí chỉ là một phen cười khổ ta không lời nào để nói nếu là ta cũng chỉ có bát tình đấu đấy chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hai người các ngươi long thế thiên giang tay ra cũng biểu thị tán thường long ý cùng phong bạo chiến đấu biểu hiện hoàn toàn chính xác cường đại chiến đấu bên trong không tồn tại đầu cơ trục lợi chỉ có thắng lợi hoặc là thất bại trên chiến trường chính là chỉ có tử vong hoặc là sống sót hắc hắc long ý vừa mới thế thiên huynh thế nhưng là đáp ứng nếu như ngươi ở trong trận đấu thủ thắng lời nói liền đưa ngươi một phần hậu lễ nam nhĩ minh nhíu mày không có hảo ý nói sau khi nói xong long ý trong mắt cũng lóe ra ánh mắt tò mò nhìn về phía long thế thiên long thế thiên bất đắc dĩ cười cười chính mình thật sự là là một cái trăm phần trăm thâm hụt tiền bán mua. Ta đã nói vậy liền nhất định sẽ làm được, tuyệt đối là một trận đại tạo hóa, vậy liền việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi, bây giờ Long Ý cũng chỉ là linh thể, mà Long Tộc Long Huyết chỉ có thể cho ngươi tạo nên một bộ thân rồng thực sự, nếu có thể thoát thai hoán cốt thành công, thực lực so ngươi hiện tại linh thể, không thông báo mạnh gấp bao nhiêu lần, ngươi về sau thực lực chỗ tăng lên cũng sẽ càng lớn, Long Thế Thiên giải thích nói, hắn vẫn chưa có nửa điểm trì hoãn. Bởi vì lúc trước liền có đã đáp ứng long ý, hiện tại bất quá là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Đến lúc đó ta lại cho ngươi đi một lần mộ Táng Tổ Long, có thể hay không thu hoạch được các lão tổ đồng ý cũng chỉ có nhìn ngươi tự thân tạo hóa." Long Thế Thiên đối với Long Ý nói, Long Ý nghe lâu như vậy, cũng còn ở vào cái hiểu cái không tình trạng, bất quá hắn đến là nghe được đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chính là khờ gật đầu cười. Mọi người cũng không tại nhiều nói, liền đứng dậy theo Long Thế Thiên rời đi võ đấu đường tiến về long huyết trì phương hướng long huyết trì tọa lạc tại cựu chuyển niết bàn thụ trung ương có trùng điệp trận pháp ngăn cản để phòng ngoại nhân xâm nhập tại long thế thiên dẫn dắt hạ rất nhanh liền xuyên qua trong rừng trận pháp không bao lâu liền thấy long huyết trì một loại nồng đậm mùi máu tanh hôi đập vào mặt khiến cho tất cả mọi người là nhớ mày đây chính là thần bí long huyết trì các ngươi cùng ta tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm năm nhĩ minh cao mày nói kỳ thật long huyết trì trên thực tế là long tộc các lão tổ tọa hóa địa phương Nơi này khắp nơi che kín xương rồng, to lớn xương rồng giống như núi, mà tại lít nha lít nhít xương rồng quay chung quanh chính, giữa có một cái không lớn huyết trì. Mọi người thì là đi ra bên ngoài chờ, chỉ có Long Thế Thiên mang theo Long Ý đi vào, đi vào trung ương nhất Long huyết trì bên cạnh. Rút đi trên thân tất cả quần áo, đi vào đi, ta sẽ dẫn đạo ngươi tiến vào mộ Táng Tổ Long. Nhớ lấy, mộ Táng Tổ Long bên trong có một khối màu đen mộ bia, tuyệt đối không nên đi đụng vào. Long Thế Thiên căn dặn Long Ý nói. Long Ý nghe vậy gật gật đầu, cấp tốc rút đi y phục, thăm dò tính vươn một cái chân bước vào Long huyết trì bên trong. Long Ý đi từ từ tiến Long huyết trì trung ương, ao bên trong máu tươi nước lập tức như vật sống hưng phấn lên, đúng là đem Long Ý thân thể bao vây lại, ao bên trong huyết thủy cực kỳ sền sệt, Long Ý như đồng hành đi, tại đầm lầy bên trong, còn kèm theo nồng đậm tanh hôi, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì ghét bỏ chi sắc, ngược lại dị thường nghiêm túc. Cuối cùng Long Ý xếp bằng ở Long huyết trì vị trí trung tâm, sền sệt chất lỏng màu đỏ như châm tia mật lưới dính chặt ở trên người hắn lập tức ra trên người chuyển đến một loại bị thiêu đốt đâm nhói cảm giác nhắm mắt chìm hơi thở long thế thiên chậm rãi nói long ý nhắm mắt thở dài ra một hơi tận lực xem nhẹ trên thân thể chuyển đến cảm giác khó chịu chạy không tâm thần làm cả người đều trầm tĩnh lại mộ táng tổ long ta chính là long tộc hoàng hôm nay chỉ dẫn hậu bối tiến vào mộ táng có thể tẩy cân bè tủy mong rằng các lão tổ thành toàn long thế thiên thủ thế không ngừng biến hóa trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng lệnh bài phía trên khắc lấy một cái bắt mắt chữ rồng chính là đại biểu thân phận long hoàng lệnh bài là long tộc một đời một đời truyền thừa xuống theo lệnh bài màu vàng óng xuất hiện lòng huyết trì bên trong chất lỏng sềnh sệch càng thêm sinh động trên người long ý cấp tốc leo lên như muốn đem long ý cả người thôn vệ hết đỏ tươi huyết dịch không ngừng trên người long ý kéo lên một lát chỉ còn lại long ý đầu lộ tại bên ngoài tiếp qua một chút thời gian long ý toàn bộ đầu đều bị huyết dịch bao khỏa đã nhìn không thấy long ý bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy long huyết chỉ bên trong ngồi một cái huyết nhân trước mắt bị huyết sắc dịch thể hoàn toàn bao khỏa đồng thời long ý linh hồn tùy theo cũng đi tới một mảnh thế giới khác nơi này chỉ có hoàn toàn mờ mịt hoang mạc bầu trời dị thường u ám mặt đất trưng bày trình tề mộ bia nhưng là số lượng cũng không nhiều long ý đứng lặng tại những mộ bia trung ương này có vẻ hơi đột ngột sau một lát có mấy tòa mộ bia chậm rãi nổi lên mấy thân ảnh có tuổi già sức yếu có vẫn còn cường tráng trung niên bộ dáng thái hư trước đó người xương rồng không phải đã bị ngươi đưa cho thái hư cổ long tộc tiểu cô nương sao ngươi còn ra tới làm gì một thân ảnh khác nhìn xem trên bia mộ viết thái hư hai chữ thân ảnh chậm rãi nói người đến người nào lại không phải long tộc ta thái hư kinh ngạc nhìn long ý như hắn không phải người long tộc căn bản không có khả năng tiến vào mộ táng tổ long nhưng là long ý lại tiến đến khiến cho thái hư có chút chấn kinh cái khác trước mộ bia thân ảnh nghe nói gọi thái hư về sau tất cả mọi người mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía long ý cẩn thận quan sát sau xác định long ý xác thực không phải người long tộc lông mày không tự giác nhíu thế thiên tiểu tử kia làm sao túy tạng người tiến vào mộ táng tổ long thật sự là không có quy củ tiểu tử ngươi đã không phải long tộc hàng người mà ta mộ táng tổ long là cho long tộc huyết mạch hậu bối lưu lại ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi nơi đây không phải các ngươi hẳn là địa phương tới mau chóng rời đi đi từng đạo khuyên lui thanh âm không ngừng vang lên bất quá những người này đều cũng không có biểu hiện ra ác ý long ý cũng không nói gì trước đánh giá một vòng bốn phía thân hình khẽ động trực tiếp đem bản thể bày ra to lớn long thân toàn thân phát ra kim sắc còn kèm theo từng tia từng tia lôi mang theo long ý bản thể xuất hiện những nguyên bản khuyên lui thanh âm lập tức là im bạt mà dừng nhìn xem long ý toàn thân kim sắc long thân lại trong lúc nhất thời không nói lời nào nửa ngày về sau nhìn xem long ý cỗ khổng lồ long thể này mới có người chậm rãi mở miệng người đã có thể có được bản thể rồng nhưng trên người ngươi xác thực lại không có long tộc huyết mạch hẳn là hẳn là tiểu tử này chính là trong truyền thuyết thiên địa linh vật hấp thu long khí về sau kinh lịch vô số tuế nguyệt huyễn hóa thành hình rồng thế thiên tiểu tử kia là muốn cho hắn kế thừa thực sự thể mạch rồng nếu là thật sự có thể thoát thai hoán cốt thành công như vậy lấy thiên địa linh vật đặc tính một khi chân chính có được long mạch vậy hắn tương lai đường không dám tưởng tượng một người trong đó kinh ngạc nói, một chút bản không có xuất hiện thân ảnh mộ bia, nghe nói đoạn văn này sau chậm rãi nổi lên bóng người, phần lớn trước mộ bia đều đứng lần lượt từng thân ảnh, tại mộ Táng Tổ Long đều chính là Long tộc tiền bối thân phận cực cao, đồng thời thân phận cùng huyết mạch đều cực kỳ cường hãn cùng bá đạo, nếu là có thể thu hoạch được trong đó bất luận một vị nào truyền thừa, kia cũng là phản cổ cấp bậc tồn tại. Chỉ là đáng tiếc ta xương rồng cũng tặng cho trước đó tiểu oa nhi kia, kẻ này linh thể chính là hình rồng tiềm lực không so với lúc trước tiểu oa nhi tranh lệch thái hư thở dài một hơi tức hận nói trong miệng hắn tiểu oa nhi chính là tưởng nhiên khu khu ta chính là lục dực ma long tiểu huynh đệ có thể nguyện ý làm đệ tử ta tiếp nhận truyền thừa của ta giờ phút này một đạo mộ bia phía trên một cái lão già thân hình chậm rãi dâng lên thân hình nhất chuyển hóa thành một tôn khổng lồ lục dực ma long sáu cái khổng lồ cánh chim có thể nói là che khuất bầu trời hình thể so với long ý càng thêm khổng lồ càng thêm bá khí hắn vượt lên trước giống như nói với long ý sợ người khác đoạt tại hắn đằng trước ta chính là chết đi linh long tiểu huynh đệ có thể nguyện ý làm đệ tử của ta ta tuyệt không so vừa rồi lão đầu kia tranh lệch trên bầu trời một đạo tử khí lượn lờ mà lên hóa thành một đầu trăm trượng long thân rồng trên lưng che kín vảy tím nhìn cũng là vô cùng bá khí còn có ta ta nói tử long ngươi cũng đừng cùng ta đoạt ngươi có thể quên ngươi khi còn sống thế nhưng là bại tướng dưới tay ta sở dĩ tiểu huynh đệ vẫn là tuyển ta tương đối phù hợp vừa mới nguyên bản khuyên long ý rời đi thanh âm đã biến thành một trận tranh đoạt mộ táng tổ long là long tộc lão tổ sinh mạng kết thúc về sau kéo dài một mảnh cùng loại tinh thần không gian những này lúc còn sống thiên phú dị bẩm tu vi cực cao các lão tổ ở đây chờ đợi thiên phú tuyệt hảo hậu bối tiến đến sau đó truyền thừa từ thân huyết mạch làm phải tự mình huyết mạch có thể kéo dài phát triển tiếp đương nhiên lựa chọn một tên tư chất càng tốt huyết mạch người thừa kế như vậy huyết mạch có thể phát dương quang đại khả năng liền càng cao mà long ý xuất hiện bản thân hắn thuộc tại thiên địa linh vật chỉ là bản thể lại là long hình liền như là một tờ giấy trắng không có bất kỳ cái gì tự thân huyết mạch nếu là có thể truyền thừa bọn hắn trong đó một cái huyết mạch tất khi là có thể trăm phần trăm tiếp nhận huyết mạch truyền thừa bởi vì linh vật thể chất nói không chừng còn có thể triệt để kích hoạt huyết mạch đem huyết mạch lại lần nữa tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn theo từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra long ý thân hình một lần nữa hóa thành hình người trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ hắn cho tới bây giờ đến mộ táng tổ long đến hiện tại một câu đều chưa nói qua giờ phút này muốn long ý làm đệ tử tối thiểu có vài chục cái long tộc lão tổ khiến cho long ý khó xử gãi đầu một cái chẳng biết như thế nào cho phải các vị tiền bối vãn bối thực sự chẳng biết nên lựa chọn như thế nào từng đạo thanh âm để long ý buồn sứt đầu mè chán vừa mới những người này còn ghét bỏ chính mình muốn hắn nhanh chóng rời đi hiện tại đúng là tranh nhau chen lấn muốn hắn thời gian ngắn ngủi địa vị chuyển đổi cũng quá nhanh đi ta xương rồng đã bị kế thừa sở dĩ ta đến nói câu công đạo đi thái hư giờ phút này chậm rãi mở miệng mọi người cũng đình chỉ tranh luận có thể nhìn ra được thái hư tại lông tộc lão tổ ở trong cũng là một cái địa vị cực cao tồn tại theo hắn mở miệng tất cả mọi người nhìn về phía hắn nơi này tiểu tử ngươi là một đạo thiên địa linh vật từ thành hình đến trưởng thành từng bước một đi cho tới bây giờ cũng phi thường không dễ dàng lần này lựa chọn đối với ngươi mà nói là một lần thoát thai hoán cốt cơ hội ngươi có lẽ có chỗ không biết thiên địa linh vật có thể thành linh vốn cũng không dễ tại ngưng tụ hình người giống người đồng dạng tu luyện cuối cùng sẽ gặp phải bình cảnh đây cũng là thuộc về bản thân ngươi nên có kiếp nạn ngươi bản sinh thiên địa cũng trung quy muốn trở về thiên địa nếu là lần này ngươi không thể ngưng tụ một bộ huyết thân chỉ sợ thực lực của ngươi cũng liền dừng bước nơi này làm không tốt còn sẽ gặp phải linh kiếp đến lúc đó chính là ngươi trở về thiên địa thời điểm hồn linh tán đi thái hư một mặt nặng nề cho long ý giải thích nói điểm này long ý cũng không hiểu biết bao quát tiêu viêm cũng chẳng biết long ý là rất cường đại có thể tự động hấp thu lôi đình đến tăng cường thực lực bản thân đồng thời cũng sinh ra tại trên lôi hải hắn bản không có hồn phách nhưng năm này tháng nọ lại làm cho hắn có một tê linh thái hư lời nói là thật là già không cần đi suy tính từ thời kỳ viễn cổ tồn tại đến hiện tại người không cần thiết cũng không lý tới từ lừa hắn Long ý cũng càng sẽ không đi ngờ vực vô căn cứ thái hư nói tới là thật hay không. Ta cuối cùng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa à? Thế nhưng là ta không muốn chết, ta còn có cha, ta có thân nhân, ta muốn bảo vệ cha, còn có các huynh đệ của ta, sở dĩ ta không thể chết. Long ý nói xong lời cuối cùng, ánh mắt có một nháy mắt phiêu hốt, chợt ngưng tụ thành một loại kiên nghị, sau đó nghiêm nghị nói: Bất quá tiểu tử ngươi rất may mắn, không phải tất cả linh vật đều có thể đủ cho mình tái tạo một cái chân chính nhục thân bây giờ ở đây đều là ta long tộc mạnh nhất tiên tổ trưởng ngươi kế thừa huyết mạch lựa chọn của ngươi có rất nhiều lấy thiên phú của ngươi cùng thể chất ngươi có thể tiếp nhận nơi này bất luận một vị nào long tộc lão tổ huyết mạch không có bất luận cái gì hạn chế chỉ là đáng tiếc ta đã có người thừa kế sở dĩ ngươi nhất định phải tại cái đông đảo lão tổ ở trong tuyển một tên lão tổ kế thừa huyết mạch của hắn sau đó chúc ngươi tái tạo nhục thân thành vì chân chính long tộc huyết mạch thái hư chậm rãi mở miệng long ý cũng là không ngừng tại các vị lão tổ quanh quần ở giữa mỗi long tộc lão tổ đều các hiển thần thông đều là bá khí lộ ra ngoài giống như tuyển ai cũng không quá phù hợp vậy thì để long ý rất xoắn suýt đa tạ tiền bối giải hoặc thế nhưng là vãn bối vẫn là chẳng biết nên lựa chọn như thế nào thái hư mấy lời nói long ý cũng là cung kính ôm quyền hồi đáp thái hư nhìn thoáng qua đông đảo long tộc lão tổ nếu là nhất định phải nói ai huyết mạch càng mạnh kỳ thật cũng không có một cái chính xác kết luận phần lớn ước định cũng là nhìn khi còn sống chỗ đạt tới cấp độ đến đỉnh bất qua thực lực cũng không thể hoàn toàn chứng minh huyết mạch mạnh hơn không mạnh ta cảm nhận được thân thể ngươi tự mang lôi điện đã như vậy ngược lại là có thể căn cứ ngươi tự thân đặc điểm tới chọn vạn quân lôi long ngươi nhìn cái đồ nhi này ngươi có thu hay không thái hư nói chính là quay đầu nhìn về phía một bên toàn thân u ám cự long toàn thân điện mang không ngừng lấp lóe tản ra một loại hủy diệt tính ta tự nhiên là nguyện ý liền nhìn tiểu oa nhi này có thể nguyện ý vạn quân lôi long lão tổ cười nói bởi vì vạn quân lôi long tại tổ long bên trong thực lực xếp hạng cũng không gần phía trước sở dĩ cũng một mực không nói gì này này thái hư như thế tốt người kế tục làm sao lại dạng này lỗ mãng quyết định đây một bên một vị long tộc lão tổ khác lập tức không vui nơi này mỗi cái lão tổ đều hy vọng chính mình huyết mạch có thể có tốt tư chất người truyền thừa tiếp giống long ý dạng này quả thực chính là đỉnh tiêm người kế tục cái này mấy tên lão tổ hiển nhiên cũng không muốn chắp tay nhường cho thái hư thấy có người phản đối vỗ tay một cái đối với Long Ý nháy mắt, chính là để Long Ý chính mình lựa chọn. Tiểu Oa Nhi, nếu là truyền thừa ta Kim Sương Linh Long, ta sẽ ban cho ngươi thánh giai đấu kỹ, còn có một bộ vực giai đấu kỹ, mà lại chí ít để thực lực của ngươi lại lần nữa để cao một cái cấp độ. Tiểu Oa Nhi, ta lục dực ma long cho ngươi không chỉ có cho ngươi thánh giai đấu kỹ, trả lại cho ngươi ta một mình sáng tạo lục dực ma công, ta toàn bộ dốc túi tướng thủ. Liên tiếp phong phú điều kiện, cái này lập tức để Long Ý càng thêm làm khó cười khổ chẳng biết như thế nào cho phải khù khù nhưng vào lúc này một tiếng ho khan còn tại trò chuyện mọi người lập tức đình chỉ lời nói ánh mắt lộ ra kính sợ giờ phút này một khối màu đen mộ bia một đạo khói đen dâng lên ngưng tụ thành một thân ảnh từng long tộc lão tổ sắc mặt đều là nhất biến có chút ngưng trọng kính sợ nhìn xem đạo thân ảnh này các vị không bằng để cho ta tới nói hai câu như thế nào lúc này xuất hiện bóng đen nhìn một vòng bốn phía long tộc lão tổ chậm rãi nói lời của hắn rơi xuống về sau ngoài ý muốn không có một đạo phản bác thanh âm long ý cũng nhìn về phía bóng đen này ánh mắt nhìn thấy bóng đen dưới chân màu đen mộ bia long ý lập tức nhớ tới tới đây trước đó long hoàng bàn giao nhớ lấy không thể đi đụng vào mộ bia màu đen nghĩ đến nơi đây long ý nhìn xem bóng đen khẽ trao mày hoàn toàn chính xác cảm giác bóng đen này không giống như là cái gì loại lương thiện tiểu oa nhi truyền thừa của ta ngươi có tiếp hay không bóng đen ánh mắt nhìn về phía long ý mới mở miệng chính là hết sức bá khí một loại không cho cự tuyệt giọng điệu khiến cho long ý khẽ giật mình bóng đen này thật không đơn giản tiền bối ta có thể không lựa chọn sao long ý cũng không chút nghĩ ngợi chính là nói thẳng sau khi nói xong tất cả long tộc lão tổ cơ hồ là cùng nhau dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía long ý liền ngay cả bóng đen đều là khẽ giật mình khả năng hắn cũng không nghĩ tới long ý cự tuyệt sẽ như thế dứt khoát tiểu oa nhi ngươi có thể cần nghĩ kỹ ta đen thần long truyền thừa có thể là người khác nghĩ cũng nghĩ không đến người dĩ nhiên cự tuyệt bóng đen nói xong hắc khí lượn lờ lên không hóa thành một đạo bóng đen to lớn bóng đen cực lớn đến một loại dọa người tình trạng khiến cho cái khác lão tổ bản thể dĩ nhiên lộ ra như là ấu tử bóng đen phía trên một đôi tinh hồng chi nhãn như là trong đêm tối hai ngọn địa ngục hỏa ta trừ hắc long vương cái tên này bên ngoài còn có một cái tên gọi trúc cửu âm nói đến trúc cửu âm ba chữ này thời điểm cái khác long tộc lão tổ là thở mạnh cũng không dám cái tên này tại long tộc đều là thần bí cùng mịt mờ có rất ít người sẽ đề cập đã kiêng kỵ cũng sợ hãi bình thường người nghe nói cái tên này về sau đều sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhưng mà long ý thì là một mặt chất phác hoàn toàn không biết nguyên cớ chúc cửu âm cái danh này có lẽ rất lớn nhưng là long ý cũng chưa nghe nói qua biểu hiện cũng tự nhiên cực kỳ chấn định nhìn xem không có bất kỳ cái gì biểu lộ long ý bóng đen sững sờ Tiểu tử này phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chính mình khi nào bị như thế khinh miệt qua, quả thực quá vũ nhục người. Người tiểu tử này, hẳn là ngay cả chúc cửu ông cái tên này, cũng không từng nghe nói qua sao. Bóng đen bất đắc dĩ đến cực điểm. Long ý lại là nghiêm túc nhẹ gật đầu, bóng đen thật sâu thở dài một hơi. Vậy ý ngươi nói cho ta, ngươi vì sao không tuyển chọn ta nguyên nhân? Bóng đen có chút im lặng, ngẩn người mới hỏi thăm đến Long ý. Long ý ngược lại là thật thà gãi đầu một cái, đối mặt hỏi thăm cũng là nói thẳng ra nguyên nhân long hoàng nói màu đen mộ bia không thể đụng vào sở dĩ ta không thể lựa chọn tiền bối long ý hàm ý nói bóng đen nghe xong kém chút không có tức giận thổ huyết nháy mắt biến sắc chính là đưa tay chộp một cái long thế thiên dĩ nhiên trực tiếp bị bắt vào mộ táng tổ long tiểu tử thối ngươi đã nói với hắn màu đen mộ bia không thể đụng vào bóng đen trực tiếp chỉ vào long thế thiên mắng long thế thiên một mặt ngốc trệ nhìn xem cái này nến liền âm trực tiếp bị hù quỳ xuống lạy hoàn toàn không có trong bình thường làm bộ tộc hoàng uy nghiêm nhìn xem bốn phía cơ hồ long tộc lão tổ tất cả đều xuất hiện một mặt hoảng sợ thân thể đều có chút run rẩy lão tổ vãn bối không dám ta chỉ là lo lắng tiểu tử này quấy rầy đến ngươi cho nên mới nhắc nhở một câu long thế thiên lập tức rung động chậm rãi nói long thế thiên tại long tộc cho dù bây giờ là long hoàng nhưng ở những long tộc lão tổ trước mặt hắn cũng chỉ là tiểu bối mà lại thực lực cũng không bằng người ta nếu như không có những lão tổ này cũng sẽ không có hiện tại long tộc ta muốn đem huyết mạch của ta truyền thừa cho tiểu tử này người đi cùng hắn hào hào nói một chút hắc long vương giận không chỗ phát tiết nói long thế thiên mới phản ứng được nhìn về phía long ý mặt cười khổ vốn cho là long ý có thể có long tộc lão tổ nguyện ý truyền thừa cùng hắn thế là tốt rồi dưới mắt đúng là nhiều như vậy long tộc lão tổ tranh nhau chen lấn muốn đoạt lấy càng kinh khủng chính là hắc long vương tại mộ táng tổ long bên trong có thể nói là địa vị cao nhất Long tộc vạn nam bên trong tiểu bối, bên trong cũng không từng thu hoạch được truyền thừa. Không nghĩ tới Long ý xuất hiện dĩ nhiên đưa tới như thế lớn oanh động. Cái này khiến Long Thế Thiên trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Long Thế Thiên lúc này mới đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Long Ý, cười khổ một cái. Long Ý huynh, Hắc Long lão tổ đã nhìn chúng ngươi, cái truyền thừa ngươi liền đón lấy đi, cũng không biết tiểu tử ngươi là đi cái gì vận tốt. Ngay cả Hắc Long lão tổ đều đối với ngươi mắt khác đối đãi. Long Thế Thiên chậm rãi nói. Long ý ngẩn người, Thế Thiên huynh vừa mới không phải mới từng nói với ta không thể đụng vào mộ bia màu đen sao? Long ý có chút không hiểu, vừa mới cũng còn ngàn dặn dò, hiện tại lại để cho Long ý tiếp nhận. Thực sự là rất xin lỗi, làm mắt của ta vụng đánh giá thấp Thiên Phú Long ý huynh. Nếu là có thể được Hắc Long lão tổ truyền thừa, Long ý huynh chắc chắn tiền đổ vô lượng. Long Thế Thiên tựa hồ cũng có chút hương phấn, Long ý suy tư một chút mới gật gật đầu. Nguyên lai like là bởi vì là màu đen mộ bia lão tổ là ngưu bức nhất một cái cho nên mới để hắn không cho quấy dày hiện tại hắc long lão tổ lại là muốn thu hắn làm đồ đệ vừa ra khỏi long thế thiên ngoài ý liệu cũng vừa ra khỏi long tộc lão tổ khác ngoài ý muốn ha ha tiểu tử hiện tại ngươi có thể nguyện ý thành đệ tử của ta làm người thừa kế của ta hắc long lão tổ thấy long ý một mặt thật thà bộ dáng liền thoải mái cười to nói ánh mắt nhìn về phía long ý hắn đồ nhi này không khỏi quá thành thật Long Ý biểu lộ vẫn như cũ tương đối bình thản. Tiền bối kia có cái gì đặc biệt chỗ hơn người sao? Những tiền bối kia đều có thể cho ta vực sai đấu kỹ, tiền bối kia có thể cho ta cái gì đây? Long Ý ngược lại là không chút hoang mang, hắn cũng còn không biết Hắc Long Vương mạnh đến mức nào, cũng không có cảm thấy không phải hắn không thể. Ngược lại là còn xem trước một chút Hắc Long Vương cái này, bên cạnh điều kiện như thế nào, nơi này có nhiều như vậy long tộc lão tổ, coi như Hắc Long Vương không cần Long Ý, còn nhiều long tộc lão tổ mạnh lấy môn hắn tiểu tử ngươi đến cũng không ngốc còn hiểu bàn điều kiện hắc long lão tổ ngược lại cũng không có để ý long ý lời nói ngược lại là cười hắc hắc dù sao ở cái loạn thế này cơ linh một điểm ngược lại là chuyện tốt ta mở mắt minh nhắm mắt ban ngày hấp khí thành lạnh hơi thở thành lửa có thể nuốt vạn vật cho mình dùng hắc long hội chậm rãi nói lời nói ở giữa tự nhiên có một loại cao cao tại thượng cảm giác ngạo thế quần hùng tự nhiên không đáng kể hắc long vương bản thể dựng ngược lơ lửng giữa không trung hai mắt trong lúc triển khai thiên địa nháy mắt biến sắc một đen một trắng một cái hàn khí một cái sóng nhiệt ngược lại là hiển đến vô cùng nguyễn khốc không có vực giải đấu kỹ long ý trợt trợt miệng hắc long vương vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực dĩ nhiên trực tiếp bị long ý cho không để ý đến năng lực này tại long ý trong ý thức còn không bằng một cái vực giải đấu kỹ hắc long vương là tức đến gần thổ huyết ngươi tiểu tử này là thật ngốc hay là giả ngốc hả ta năng lực này so cái gì vực giải đấu kỹ cường đại tại đi nơi nào Ngươi muốn vượt giải đấu kỹ ta cũng có hiện tại có thể hài lòng hắc long vương cảm giác bị vũ nhục trí thông minh cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng long ý vượt giải đấu kỹ long ý suy tư một chút đúng vậy còn suy tư một chút hắc long vương quả thực muốn núi lửa bạo phát tiểu tử ngươi ngươi có phải hay không quá phận một chút hắc long vương trực tiếp cả giận nói liền ngay cả long tộc lão tổ khác thấy thế cũng là cười khổ hắc long vương chỉ sợ là cả đời này đến nay lần thứ nhất bị đối xử như thế bị người không nhìn ghét bỏ. Vậy được rồi, tiền bối, ta nguyện ý trở thành truyền thừa của ngươi, sư phụ ở trên thụ đồ nhi cúi đầu. Long ý nhìn thấy Hắc Long Vương giống như tức giận, nhún vai, trực tiếp quỳ xuống lại, đi bái sư. Hắc Long lão tổ nhìn xem quỳ lại ở trước mặt hắn Long ý, biểu hiện trên mặt run rẩy, làm sao làm giống như thua thiệt chính là tiểu tử này. Đi xong lễ bái sư, Hắc Long Vương tay áo vung lên, một cỗ lực lượng đem Long ý đỡ dậy lên, tất cả Long tộc lão tổ đều nhìn một màn này, Long Thế Thiên cũng là ở một bên đứng lặng quan sát, Hắc Long Vương có người thừa kế, đối với mộ táng tổ Long Thế nhưng là một kiện đại sự, Hắc Long Vương truyền thừa lại xuất hiện, như vậy từ đây trên đời liền sẽ lại nhiều một tên siêu cấp cường giả. Long ý từ kế thừa Hắc Long Vương truyền thừa về sau, như vậy cũng đem thuộc về Long tộc một thành viên, từ đây Long tộc cũng sẽ nhiều một tên cường giả, đối với Long tộc tương lai phát triển tự nhiên là có lợi không tệ. Long tộc hiện tại thiếu chính là huyết mạch, hướng Long Thế Thiên dạng này cửu tinh hậu kỳ Tại viễn cổ đấu đế đại lục có thể tính không được cái gì, mà trước đó Tiêu Viêm cứu nữ hài, hiện tại đã là nữ tử, cũng là Long tộc lão tổ một trong. Nếu là có đầy đủ thời gian được để khôi phục, lấy thực lực của nàng tọa trấn Long tộc, Long tộc không người dám phạm. Long Thế Thiên đã quyết định đi theo Tiêu Viêm, như vậy Long tộc nhất định phải có coi là thực lực mạnh cao thủ thủ hộ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có vấn đề gì. Chúc Cửu Âm, huyết mạch chỉ có thể đơn truyền cho dù là dòng dõi cũng là không cách nào kế thừa huyết mạch sở dĩ trúc cửu âm chỉ có một cái là độc nhất vô nhị huyết mạch hiện tại ta đem huyết mạch truyền thụ cho ngươi đồng thời ngươi cũng phải nhận trách nhiệm trúc cửu âm ngươi có bằng lòng hay không hắc long vương nhìn xem long ý chậm rãi nói trúc cửu âm trách nhiệm là cái gì long ý không hiểu hỏi hắc long vương lập tức cười một tiếng hiện tại đối với ngươi mà nói còn quá mức xa xôi chờ ngươi đến ngày đó phát triển đến tầng thứ cao hơn ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch cũng tự nhiên sẽ có năng lực đi gánh chịu phần này trách nhiệm ngươi chỉ cần đáp ứng ta liền có thể ta liền sẽ đem trúc cửu âm huyết mạch truyền cho ngươi hắc long vương chậm rãi nói long ý trầm ngâm sau một lát nghiêm túc nhẹ gật đầu mặc dù long ý không quá minh bạch trúc cửu âm trách nhiệm nhưng đã hắc long vương đều nói như vậy long ý chính là đáp ứng xuống tốt đã như vậy bắt đầu truyền thừa của ta đi thế thiên vì sao để ngươi không nên quấy rầy ta phải cùng cái truyền thừa có tám chín phần mười quan hệ bởi vì truyền thừa của ta so lão tổ khác truyền thừa khó hơn trăm lần nếu là ngươi không tiếp nổi liền sẽ chết nhưng ngươi hiện tại đã không có quyền lực lựa chọn ngươi đã đáp ứng ta hắc long vương lộ ra một tiếng cười gian long ý nhướng mày luôn cảm giác bị lão hồ ly tính kế ta đã lựa chọn ngươi ta liền sẽ không lùi bước cha như thế ta cũng là như thế lúc đầu hắc long vương coi là long ý nghe hắn lời nói sau sẽ có chút lùi bước nhưng ngoài ý liệu là lòng ý biểu hiện rất kiên nghị ngược lại để hắc long vương sinh lòng ý mừng yên tâm đi truyền thừa coi như thất bại ta cũng sẽ bảo đảm người một mạng thoát thai hoán cốt thống khổ ngươi nếu là kiên trì nổi tương lai ngươi tiền đổ vô lượng ngươi sẽ cảm kích ta hắc long vương vừa cười vừa nói long ý gật gật đầu long thế thiên nhìn thấy tình hình này không hiểu có chút hương phấn hắc long vương trượt tay áo vung lên một bộ quái vật khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung bên trong một tôn sâm sâm bạch cốt sắp xếp xương sườn đâm hướng phía hắc ám chỗ sâu kéo dài vô hạn mà đi xương rồng bên trong một đoàn máu đen chậm rãi bay xuống lơ lửng tại long ý trước mặt nuốt vào nó hắc long vương nói long ý gật đầu chính là há miệng đem máu đen hút vào thể nội máu đen vừa vào thể long ý chính là cảm giác thần hồn chấn động cái này chấn động phía dưới phảng phất linh hồn đều muốn bị kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể một loại đến tự linh hồn kịch liệt đau nhức lập tức để long ý não hải cứng đờ chợt chính là thất khiếu chảy máu long ý hóa thành bản thể kim sắc long thân đúng là bắt đầu nát giữa trượt long ý phát ra trói tai tiếng kêu thảm thiết mọi người có chút đau lòng nhìn xem long ý gọi hắn như thế phảng phất đều có thể cảm nhận được long ý thời khắc này thống khổ hắc long vương đối với long ý khoát tay trực tiếp đem hắn lột ra rút xương đem long ý xương cốt toàn bộ rút ra long ý hóa thành một đoàn thần hồn đem long ý nhục thể hoàn toàn bóc ra liền dẫn dắt đến long ý thần hồn tiến và chúc cửu âm bộ kia khổng lồ xương rồng này có thể thành công hay không liền nhìn giờ khắc này tiểu tử chịu đựng hắc long vương có chút trầm ngâm chậm rãi đưa tay đem long ý thần hồn thuận theo to lớn xương rồng lan tràn mà đi long ý thần hồn tại khổng lồ xương rồng phía dưới liền có vẻ hơi không có ý nghĩa khí tức lập tức liền mất tinh thần xuống đến bất quá trước đó nuốt xuống máu đen giờ phút này huyết mạch năng lực bắt đầu tán phát ra điên cuồng tuôn hướng thần hồn long ý chỉ là một lát xương rồng liền hiện ra càng ngày càng nhiều máu đen máu đen hóa thành sợi tơ không ngừng tại xương rồng ở giữa sen lẫn nguyên bản xâm trắng khung xương lại bắt đầu xuất hiện huyết nhục cái này tiểu tử này dĩ nhiên trăm phần trăm dung hợp huyết mạch hắc long vương giờ phút này toàn thân đều là khó có thể tin nhìn xem giữa không trung bộ to lớn xương rồng này đã bắt đầu tại sinh trưởng huyết nhục nguyên bản còn lo lắng long ý có thể hay không cùng huyết mạch của hán tướng xứng đôi vấn đề dây dưa liền sợ sinh ra cái gì nguy hiểm nhưng giờ phút này long ý thần hồn hiển nhiên sinh ra là thuộc về bộ xương rồng này dung hợp trình độ quả thực không thể tưởng tượng nổi thành công một đám long tộc lão tổ đều là khiếp sợ không thôi nói đến long tộc truyền thừa đều là sẽ đối mặt huyết mạch tẩy lễ hoặc là hoàn cốt thống khổ cánh chịu thống khổ như vậy về sau chính là còn có phải chăng phù hợp phong hiểm đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất long ý kinh lịch hai cái trước nhưng đằng sau vốn nên là nguy hiểm nhất thế mà thuận lợi không thể tại thuận lợi vượt qua nếu là bình thường long tộc huyết mạch cũng còn tốt có thể long ý chuyển thừa chính là trúc cửu âm hắc long vương huyết mạch đây là long tộc mạnh nhất huyết mạch có một không hai thế mà liền dễ dàng như vậy thành công cho dù hắn là thiên địa linh vật cái này trăm phần trăm huyết mạch dung hợp cũng quá mức kinh khủng ta nhớ đều ta tiếp nhận trúc cửu âm truyền thừa thời điểm cũng chỉ bất quá đạt đến bảy mươi phần trăm độ phù hợp đã phi thường khủng bố kẻ này dĩ nhiên đạt đến trăm phần trăm có lẽ hắn có thể thật kích hoạt trúc cửu âm toàn bộ huyết mạch chi lực nếu là như vậy đấu đế đại lục mảnh giới không này tương lai liền có chung đẳng giới không tranh đoạt quyền hắc long vương nhìn xem không ngừng đan sen lấy huyết nhục xương rồng không ngừng tán thán nói nguyên bản khô cạn khô lâu giờ khắc này ở máu đen không ngừng sen lẫn dưới huyết nhục chính đang nhanh chóng trùng kiến tốc độ nhìn cực nhanh nhưng là cho dù lại nhanh như thế khổng lồ hình thể cho dù là có tốc độ như vậy nhục thể muốn toàn bộ tái tạo hoàn thành cũng cần thời gian mấy chục năm long thế thiên cũng lập tức bái biệt mộ táng tổ long long huyết chỉ bên trong long ý thân hình còn đang không ngừng ngọ nguậy mà phong bạo đám người thì là bên ngoài vì long ý lo âu thẳng đến long thế thiên chậm rãi đi ra tiểu tử này xem như được đại tạo hóa đi thôi trận này tạo hóa ít thì mấy chục năm nhiều thì trăm năm khoảng thời gian này các người liền tại long tộc nghỉ ngơi cho tốt đi thừa dịp gần cơ hội hảo hảo dạo chơi long tộc chúng ta cũng tốt long thế thiên kêu gọi mọi người lúc này khiếu chiến cùng long ý đều đang tiến hành so thời gian hơi dài bế quan tiêu viêm cũng là cần trăm năm bây giờ khoảng cách huyết lang đến còn có không đến ba trăm năm trong khoảng thời gian này mọi người đều là tại toàn lực tăng lên mình thực lực tại long thế thiên dẫn dắt dưới mọi người tại long tộc thu luyện một đoạn thời gian phong bạo nam nhĩ minh từ ảnh ba người thân ảnh đều là thường thường xuất hiện tại long tộc võ đấu đường cùng những long tộc bắt tinh chân chính giao thủ với nhau nhờ vào đó không ngán rèn luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu. Huấn luyện như thế, cực lớn gia tăng mọi người trong thực chiến kỹ xảo, cũng làm cho ba người đầy đủ đi thích ứng mặt đối khác biệt địch nhân dùng khác biệt phương thức đi chiến đấu. Phong bạo tại trong di tích thu hoạch được phong thuộc tính kiếm pháp, cũng chính là cùng phong bạo trước đó đấu kỹ hỗ trợ lẫn nhau, thánh giai đấu kỹ, chất dực chi vũ, nếu là phát huy đến đại thành, có thể đạt tới chuẩn vực giai đấu kỹ thực lực, cũng là cực kỳ cường hãn, tăng cường rất nhiều thực lực phong bạo chết dược chi vũ chia làm ba đoạn bằng vào ta thực lực hôm nay chỉ có thể thi triển giai đoạn thứ nhất tại ta nguyên bản cơ sở bên trên tăng cường không ít phong bạo tu luyện chết dược chi vũ về sau có chút cảm ngộ hiện tại bộ kiếm pháp kia hoàn toàn phù hợp hắn bát tinh đấu đế thực lực tại long tộc võ đấu đường bên trong trải qua vô số lần thực chiến phong bạo miễn cưỡng có thể thi triển ra hai đoạn chết dược chi vũ sức chiến đấu có thể nói là so trước đó đạt được càng lớn tăng lên từ ảnh tuyết mê điện anh tung đều là tương đối lớn phạm vi hình đấu kỹ mà lần này tại di tích ảnh minh bên trong đoạt được đấu kỹ thì là đem lực lượng tối đại hóa tụ tập tại một trên đao sưng là lưỡi đao mạt thánh giai đấu kỹ cũng là theo lấy thực lực tăng lên đấu kỹ này hạn mức cao nhất cũng là có thể đạt tới chuẩn vực giai mặc kệ là phong bạo vẫn là từ ảnh muốn đem hai người mới học đấu kỹ thi triển đến chuẩn vực giai cấp độ chỉ sợ ít nhất cũng phải kiểu tinh đấu để trở lên mới có thể làm được nam nhĩ minh lấy được vạn độc quyền bị long lân vương bác bỏ sau đó một lần nữa đưa cho Nam Nhĩ Minh một chút thường pháp đấu kỹ cùng nhục thể công pháp. Nam Nhĩ Minh phòng ngự vẫn là quá kém, sở dĩ khoảng thời gian này Long Lân Vương đều tại đốc thúc lấy Nam Nhĩ Minh tăng lên nhục thể năng lực kháng đòn. Mặc dù hắn có hắc thần khải giáp bảo hộ, nhưng là tự thân lực phòng ngự không được, áo giáp cũng chỉ là một tầng xác không. Tại Long Tộc dạo chơi một thời gian cũng không bao lâu, dù sao trong Long Tộc tu luyện vẫn là không có tại vô quý phương chu bên trong đế chi nguyên khí nồng đậm, tiêu viêm tại trước khi bế quan luyện hóa đầy đủ nồng đậm đế chi nguyên khí tại long tộc ngây người có chừng thời gian 10 năm liền về tới vô ý phương chu phía trên bát tinh sơ kỳ thực lực vẫn là yếu một chút chỉ có nam nhĩ minh thực lực đạt tới bát tinh trung kỳ theo thời gian không ngừng tới gần muốn đối mặt càng mạnh đối thủ mọi người cũng phải nhanh hơn tăng lên mình thực lực mới được trừ khiếu chiến cùng long ý đều tại bế quan bên ngoài hạ tăng huy lưu tại long tộc cùng long thế thiên ôn chuyện phong bạo nam nhĩ minh tử ảnh thanh mộc nhi bốn người thì ngồi giao long hào trở lại vô ý phương chu phía trên nhìn thấy bốn người trở về chân nhi có chút kỳ quái cùng nhau đi ra bảy người làm sao lại trở về bốn người làm sao chỉ có bốn người các ngươi những người khác đâu xảy ra chuyện gì sao chân nhi có chút lo lắng hỏi không có việc gì khiếu chiến cùng long ý thu được một trận đại tạo hóa bây giờ đều tại bế quan cần thời gian có lẽ rất dài chúng ta lại không được lâu như vậy cho nên chúng ta liền về tới trước Nam Nhĩ Minh khoát tay áo nói, chân ni lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Tiêu thiếu khoảng thời gian này tại bế quan cũng không thể xảy ra điều gì nhiễu loạn. Bất quá những ngày qua, di tích bên trong ngược lại là rất yên tĩnh. Bất quá cùng so với trước kia nhiều một chút sinh khí, trong nước biển lần lượt xuất hiện loài cá. Điều này cũng làm cho phương chu thượng hạng ăn người trên bàn cơm nhiều chút ngon miệng hải vị. Trải qua đầu bếp chi thủ sau dị thường mỹ vị, cảm giác cực mới mẻ, lại nhiều bắt một chút đặt ở nuôi cá trong vạc quyền dưỡng chân ni cùng tịnh vô trần đã đạt tới lục tinh hậu kỳ có một ít thời gian vẫn tại không ngừng hấp thu đế chi nguyên khí hai người cũng rốt cục tại một đoạn thời gian trước đột phá đến lục tinh đỉnh phong bất quá khoảng cách thất tình đấu đế còn có tranh lệch không nhỏ cho dù là phương chu bên trong đế chi nguyên khí sau ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần nhưng là hấp thu quá nhiều về sau cũng cần thời gian để tiêu hóa đột phá đỉnh phong về sau hai người hấp thu đế chi nguyên khí tốc độ liền giảm chậm lại dù sao cần phải có nhất định quá trình mới có thể tiếp tục kéo lên cao Bốn người sau khi trở về liền cũng bắt đầu bế quan, Phương Chu bên trong cơ hồ tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện ở trong vượt qua phần lớn thời giờ. Mà Tiêu Viêm đã bắt đầu bắt cấp Thiên Quyết tối trung tiến hóa, nếu là có thể tiến hóa đến bắt cấp Thiên Quyết hóa Thiên Quyết, Tiêu Viêm thực lực đem lại lần nữa hướng lên tăng lên một bước dài, đang đánh lâu dài thời điểm sẽ không như vậy cố hết sức. Tiêu Viêm thể nội tất cả ba kỳ vật cộng lại đã có vài chục loại. Những năng lượng này cũng tại bát cấp thiên quyết chế hành hạ duy trì cân bằng, nhưng cùng lúc dạng này năng lượng khổng lồ, nếu là bát cấp thiên quyết không kịp thời tiến hóa, không chỉ có không cách nào phát huy ra tiêu viêm thực lực chân chính, hướng lên tăng lên tốc độ cũng sẽ chậm lại. Đáng sợ nhất là nếu là tiêu viêm thể nội ba kỳ vật một khi mất cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu viêm đã đem mới lấy được ba kỳ vật luyện hóa hoàn thành, giờ phút này đã bắt đầu chuẩn bị xung kích bát cấp thiên quyết cuối cùng nhất quyết hóa thiên quyết. Trạm lão. Ta hiện tại xung kích hóa thiên quyết cơ hội thành công có mấy thành, Tiêu Viêm cũng không có lỗ mãng trực tiếp bắt đầu, mà là trước hỏi thăm trạm lão, Hóa Thiên Quyết đã là bát cấp thiên quyết cuối cùng nhất quyết, Tiêu Viêm vẫn còn có chút chột dạ. Chỉ có năm thành nắm chắc, ba kỳ và số lượng đều đã đầy đủ, bất quá cuối quyết cùng nhất so trước đó luyện hóa độ khó không chỉ một hai cái cấp độ, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trạm lão thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai chậm rãi vang lên. Năm thành sao, so sao ta tưởng tượng bên trong muốn cao, đã như vậy vậy ta liền thử một lần nếu là thất bại cùng lắm thì lại đến tiêu viêm không nói nhiều nói liền trực tiếp bắt đầu nếm thử đột phá bắt cấp thiên quyết tiêu viêm thể nội ba loại sức mạnh lại lần nữa bắt đầu táo động ba loại sức mạnh lẫn nhau đan sen kẽ tiêu viêm cẩn thận khống chế thể nội ba loại sức mạnh bắt cấp thiên quyết lại lần nữa bắt đầu hướng lên tăng lên xếp bằng ở trong phòng tu luyện tiêu viêm không biết qua bao lâu liền liền hô hấp đều chậm rãi trở nên chậm lại cuối cùng thậm chí liền hô hấp đều biến mất phảng phất đã chết đi khí tức trên thân đã đang chậm rãi biến mất thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua ngồi xếp bằng không nhúc nhích tiêu viêm bỗng nhiên mở mắt ra Trở thân bên trên tán phát ra một cỗ lạ lẫm mà dị thường khí tức bá đạo chỉ thấy tiêu viêm khẽ mở môi mỏng phun ra một cái bạch khí mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tin nụ cười ý vị thâm trường xem ra ta cái này vẫn khí coi như không tệ cuối cùng là đột phá đến bắt cấp thiên quyết quyết cuối cùng nhất hóa thiên quyết tiêu viêm thần sắc lạnh nhạt bây giờ lấy hắn thực lực nhất tinh đầu tiên theo bát cấp thiên quyết đột phá cũng trở nên càng thêm có xâm lược tính coi như cùng bình thường nhị tinh đấu tiên đối chiến nên vấn đề cũng không lớn chỉ là chẳng biết cái này đến tự trung đẳng giới không huyết thần giới người đến tột cùng thực lực như thế nào tiêu viêm thế nhưng là không dám khinh thường lần này bế quan đem công pháp tiến hóa đến hóa thiên quyết chỉ là tiêu viêm một mục tiêu tiếp xuống liền nên tăng lên đấu kỹ cũng theo tiêu viêm thực lực tăng lên các phương diện đấu kỹ cũng phải theo kịp trượt tiêu viêm liền cấp bách tiến vào tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong bắt đầu tính nhắm vào đối với mình đấu kỹ tiến hành tăng lên cùng huyết hoàng chiến đấu kết thúc về sau không chỉ có là tiêu viêm tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện bởi vì bọn hắn cũng biết càng nguy hiểm chiến tranh sắp xảy ra tên địch nhân này so với huyết thần càng thêm khó đối phó sở dĩ bọn hắn nhất định trở nên càng mạnh mới được liền ngay cả lão đại tiêu viêm đều như thế cố gắng mọi người tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu khiếu chiến còn tại thiên khiếu hổ tộc tiếp nhận truyền thừa mà long ý cũng tại tiếp nhận hắc long vương truyền thừa trói mát ở giữa trăm năm như nước chảy mà qua người như vậy nhưng trăm năm trôi qua về sau vô húy phương trung Anh đón mấy trận đế kiếp tịnh vô trần chân ni lãng thiên hỏa ly bốn người đều là tại nồng đậm đế chi nguyên khí hạ tu luyện dùng ngắn ngủi trăm năm thời gian bốn người đều đột phá đến thất tinh đấu đế cho dù bọn hắn ở vào ngàn trượng đáy biển sâu dưới cũng không có ngăn cản đế kiếp đến bất quá có nam nhĩ minh phong bạo thanh mộc nhi cùng từ ảnh ba tên bát tinh đấu đế bốn người đế kiếp cũng đều thuận lợi vượt qua nam nhĩ minh dưới sự chỉ điểm của long lân vương tốc độ tu luyện so phong bạo từ ảnh cùng thanh mộc nhi càng nhanh đã đột phá đến bát tinh đấu đế hậu kỳ nếu là long lân vương xuất thủ thực lực hẳn là có bát tinh đỉnh phong hay là chuẩn thực lực cửu tinh bất quá phong bạo từ ảnh thanh mộc nhi ba người thực lực mặc dù còn không có tăng lên đến bát tinh trung kỳ nhưng là khoảng cách bát tinh trung kỳ cũng không xa tại dạng này đế chi nguyên khí dư giả hoàn cảnh hạ tiếp tục tu luyện xuống dưới đột phá bát tinh trung kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian khoảng thời gian này bốn người đều đem tiêu viêm cho bọn hắn ba kỳ vật hảo hảo suy nghĩ một phen có ba kỳ vật gia nhập mọi người thực lực tự nhiên là như hổ thêm cánh trở nên càng mạnh mấy phần lần này sắp xảy ra đại chiến mặc dù trong lòng mọi người cũng nắm chắc lấy bọn hắn lúc này thực lực căn bản không giúp đỡ được cái gì nhưng là vô luận như thế nào cũng phải không ngừng mạnh lên mới được. Tính toán, hẳn là còn có 100 năm, bọn hắn liền muốn tới đi. Tại hư vô mộng ảo bên trong tiêu viêm, đã tu luyện chẳng biết bao nhiêu năm tháng, không có dừng lại nghỉ ngơi qua một khắc, vẫn luôn đang điên cuồng tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình đấu kỹ. Đại thiên tạo hóa trường, hoàng tuyển ba kiện bộ, tại hư vô mộng ảo vô số lần hoàn thiện bên trong, cũng là đem tăng lên tới thánh giai đấu kỹ, nhưng tiêu viêm còn muốn tiếp tục đi tăng lên, lại phát hiện tựa như là đã đến cực hạn, không cách nào tại tiếp tục đi lên tăng lên. Thiên Sích vô ảnh đã đạt đến vực giai đấu kỹ, sở dĩ tiếp tục tăng lên không gian cũng không lớn. Trước đó hấp thu hết quỷ linh, đồng thời vận chuyển huyết linh quyết, tại xếp hạng thứ nhất tình không chi nhãn dưới, tiêu viêm linh hồn chi lực cũng đạt tới cấp độ thánh cảnh. Bất quá tiêu viêm thánh cảnh còn chưa kịp hạ tăng huy thánh cảnh, nhưng là linh hồn chi lực đã đột phá đến thánh cảnh, cũng làm cho tiêu viêm trên linh hồn chi lực có thể có càng nhiều hành động linh hồn cối sai cùng thương khung hàn cũng tại từ thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong tăng lên tới thánh giai nhưng tiêu viêm có thể đem ra được chỉ có hai cái linh hồn đấu kỹ này bất quá đối với tiêu viêm đến nói đã là đủ kỹ năng quá nhiều lại không tinh có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt hai cái linh hồn đấu kỹ tiêu viêm đã là thỏa mãn đi qua thời gian lâu như vậy cũng không biết mọi người tu luyện ra sao tiêu viêm lần này bế quan cơ hồ là đem mình có thể tăng lên đều tăng lên tới cực hạn tại hắn tất cả phạm vi năng lực bên trong có thể đem thực lực tăng lên tới cao nhất, muốn đột phá nhất tinh đầu tiên trung kỳ đều cực kỳ khó khăn. Sở dĩ tiêu viêm cũng không có nghĩ qua trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể xông phá nhất tinh trung kỳ, tiêu viêm từ từ thần hư linh tháp bên trong ra, lúc này mới chú ý tới mình trên người mùi vị khác thường. dù sao 100 năm không có tắm rửa, mùi vị kia cũng không tốt thụ. tại lúc tu luyện còn không có chú ý tới, một rảnh rỗi cái kia khó người hương vị liền chạy ra ngoài, tiêu viêm người người không tự chủ nhíu mày vẫn là tắm trước đi. Tiêu viêm dọn dẹp chính mình, đổi thân sạch sẽ y phục, cái này mới xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thanh Mộc Nhi nhìn xem Tiêu Viêm xuất quan, lập tức cao hứng đánh tới. Wow, tên nhóc lửa đảo người có thể tính xuất quan, ta cùng chân Nhi tỷ đều nhanh nhảm chán chết rồi. Thanh Mộc Nhi lầm bẩm chân Nhi cũng ráng người nhanh đi tới. Nghe thấy được Thanh Mộc Nhi lời nói ngược lại, để chân Nhi gương mặt đỏ lên. Tiêu viêm mỉm cười vuốt vuốt đầu Thanh Mộc Nhi, trượt lần sau đem chân Nhi ôm vào trong ngực một phen ngọt ngào về sau mới chú ý tới người chung quanh một bộ ăn chẳng biết đã ăn bao nhiêu thức ăn cho chó một mặt ghét bỏ biểu lộ xem ra lần này tất cả mọi người có không nhỏ tăng lên tiêu viêm nhẹ nhõm cảm thụ một chút mọi người khí tức lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười nhẹ nói liếc nhìn một vòng lúc sau tiêu viêm phát hiện khiếu chiến long ý cùng hạ tăng huy đều không ở nơi này hơi nghi hoặc một chút bất quá lúc này nam nhĩ minh cùng phong bạo đi tới tiêu thiếu thế nhưng là muốn hỏi khiếu chiến đám người nam nhĩ Minh nhìn ra tiêu viêm suy nghĩ trong lòng, chủ động cho tiêu viêm nói. Tiêu viêm nghe xong gật gật đầu. Khiếu chiến cùng Long ý lần này, thế nhưng là được đại tạo hóa. Khiếu chiến còn tại thiên khiếu hổ tộc trong di tích. Long ý thì tại Long tộc Long huyết trì tiếp nhận huyết mạch truyền thừa. Đều đã qua trăm năm thời gian. Tạm thời không có thu được tin tức hai người. Chắc hẳn hai người cũng còn chưa xuất quan. Nam nhĩ Minh chậm rãi nói. Tiêu viêm nghe được hai người tạo hóa bất phàm, cũng vì khiếu chiến cùng Long Ý cảm thấy cao hứng. Ừm, um chờ một chút hiếu chiến tựa hồ xuất quan hắn truyền tin cho ta phong bảo ở phía sau kinh nghi một tiếng nói vậy thì xuất quan vậy liền đi đón hắn đi cũng không biết tiểu tử này thực lực bây giờ trưởng thành đến mức nào tiêu viêm khẽ cười nói mọi người tốc độ phát triển cũng thật to vượt quá tiêu viêm đoán trước ngược lại để tiêu viêm vừa sợ lại thích ngừng phía trên di tích trăm năm vô húy phương chu bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước chạy tới tiêu viêm cẩn thận quan sát đến mảnh trải qua trăm năm hải vực này nhìn xem có chút tôm ngư du qua thời điểm cũng là hơi kinh ngạc vùng biển này trải qua trăm năm ngột dừa huyết quái nhóm thi thể đã hoàn toàn hủ hóa trong biển không có huyết quái kết thải đều lộ ra phá lệ an bình tử hòa các loại sinh vật chủng tộc hoạt động cũng dần dần xuất hiện mà ở phía dưới di tích thỉnh thoảng có thân ảnh chấp động lên khu di tích này ngược lại là một cái địa phương tốt nếu là bị dưới biển chủng tộc đợi một thời gian tiến hành trùng kiến ngược lại là đã giảm bớt đi không ít khí lực trong di tích còn có phần lớn tài nguyên đối với những ngày bị huyết quái chèn nép trùng tộc ngược lại là một loại đền bù mảnh hải dương màu vàng óng tiền cành cũng không tệ lắm tiêu viêm nhìn xem vô húy phương chu hạ màng lớn di tích trầm giọng nói hải vực chẳng biết có bao nhiêu chủng tộc bị huyết quái diệt đi bây giờ còn sống sót cũng chỉ là một bộ phận bất quá tin tưởng thời gian sẽ để cho mảnh này bờ bộn hải vực dần dần trở nên màu mỡ tiêu viêm trước đi tới thiên khiếu hổ tộc phía trên còn chưa tới đạt xa xa liền nhìn thấy khiếu chiến thân ảnh ở phía xa vẫy gọi một mặt cười vô cùng sán lạn xem ra tiểu tử, tử này thu hoạch không nhỏ vô húy phương chu chậm rãi cập bến khiếu chiến cũng là nhanh chóng bay vào tiến vô húy phương chu bên trong mọi người lập tức vây lại các loại mắt ân cần thần nhìn xem khiếu chiến bát tinh hậu kỳ tiêu viêm tự nhiên là người thứ nhất cảm thụ ra khiếu chiến thực lực hôm nay chính là sợ hãi than nói không hơn trăm năm khiếu chiến liền từ bát tinh sơ kỳ tăng lên tới bát tinh hậu kỳ loại này tốc độ so với tiêu viêm đều không kém nửa phần có thể thấy được thiên khiếu hổ tộc đã từng cũng là một cái cực kỳ cường đại ma thú gia tộc khiếu chiến bắt tinh hậu kỳ mọi người cũng là hoảng sợ nói khiếu chiến cũng là cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái nhẹ nhàng gật đầu không sai cứ như vậy chúng ta chiến đội thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn tiêu viêm đi qua vỗ vỗ bả vai khiếu chiến mỉm cười nói bây giờ tiêu viêm chiến đội nam nhĩ minh cùng khiếu chiến thực lực đều đạt đến bắt tinh hậu kỳ phong bạo tự ảnh cùng thanh mộc nhi khoảng cách bắt tinh trung kỳ cũng không xa Long Ý sau khi xuất quan thực lực còn không biết đến loại nào trình độ. Long Ý tại Long Tộc, đã hiện tại còn không có tin tức Long Ý hiện tại chúng ta đi một chuyến dược viện dược tộc, hạ tăng huy nơi này, có không ít đan phương. Tiêu viêm trước đó đọc qua một chút hạ tăng huy mang đến đan phương, đều là bát phẩm đan dược trở lên. Theo mọi người thực lực tăng lên, như vậy cần đan dược tiêu chuẩn tự nhiên cũng là muốn tăng lên, đại chiến sắp đến, đan dược bổ sung cũng là cực kỳ trọng yếu. Bất quá tiêu viêm nhìn một chút những đan dược này phối phương chỗ dược liệu cần thiết, phẩm giai đều là cực cao dược liệu hạ tăng huy mặc dù cũng mang đến không ít linh dược nhưng là về số lượng cũng không nhiều nếu như phải lượng lớn luyện chế những đan dược này còn phải cần càng nhiều linh dược mới được cùng lúc đó theo tiêu viêm linh hồn chi lực tăng lên tiêu viêm thuật chế thuốc cũng sẽ cùng theo đạt được tăng lên nếu có đầy đủ dược liệu tiêu viêm luyện được những đan dược này căn bản không đáng kể mọi người đi theo tiêu viêm bản đồ trong tay đi tới đã từng dược tộc lưu lại di tích dược viên mà xa xa liền trông thấy dược tộc bên trong lại có bóng người chấp động nhìn thấy vô úy phương chu chậm rãi lái tới tại dược tộc hành tẩu mấy thân anh liền chủ động tiến lên đón vô úy phương chu chạm đất chậm rãi dừng lại lập tức kích thích một trận chấn động mấy người theo tiêu viêm cùng nhau rời đi vô úy phương chu mấy thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước mặt tiêu viêm đại nhân long hoàng mệnh ta chờ tại chỗ này chờ đợi đại nhân dược viên chúng ta cũng còn chưa từng đi vào chúng ta chỉ là ở đây thủ hộ dược viên ta lập tức thông chi long hoàng mấy thân ảnh chính là tới từ long tộc khoảng thời gian này trong di tích trong hải vực cái khác chủng tộc bắt đầu lần lượt xuất động sở dĩ long hoàng cũng thật sớm phái người đến bảo vệ tốt dược viên không cho ngoại nhân tiến vào vất vả các vị đồng thời cũng tạ long hoàng huynh tiêu viêm mỉm cười không thể không nói long hoàng tính cách ngược lại là chính trực mặc dù trước đó có tính toán qua tiêu viêm chẳng qua hiện nay hắn cũng gia nhập tiêu viêm đoàn đội tự nhiên mọi chuyện lấy tiêu viêm cầm đầu nói chuyện làm việc đều mười phần tôn trọng tiêu viêm cân nhắc sự tình cũng cực kỳ dù sao cũng là bộ tộc hoàng giây lát về sau chính là cảm thấy trong nước biển một loại chấn động thuận theo chấn động phương hướng nhìn lại chỉ thấy long hoàng khổng lồ long thân đong đưa mà đến long hoàng bản thể so long ý đều muốn khổng lồ rất nhiều cửu tinh hậu kỳ thực lực ở đây cũng là trừ tiêu viêm bên ngoài đệ nhị cường giả từ thông chi long hoàng đến hiện tại chỉ dùng một canh giờ không đến hắn liền đến đương nhiên long tộc khoảng cách di tích vốn là khoảng cách không xa tại tới gần thời điểm long thế thiên bản thể nháy mắt hóa thành hình người đi tới tiêu viêm trước mặt tiêu thiếu nhoáng một cái lại qua trăm năm huyết thần giới tạp toái muốn tới đi long thế thiên chính là tiến lên đối với tiêu viêm ôm quyền nói đến huyết thần giới thời điểm trong giọng nói không tự giác tràn đầy sát ý chỉ có một trăm năm mà chúng ta chủ bị còn chưa đủ hy vọng dược viên bên trong có thể tìm được dược liệu ta cần thiết nếu như song phương thật đánh nhau đan dược bổ sung cũng là cực kỳ trọng yếu tiêu viêm hồi đáp long thế thiên nghe nói cũng là gật gật đầu điểm này là không thể nghi ngờ long tộc chiến đấu thiếu hụt chính là chiến đấu bổ sung bởi vì long tộc cũng không có luyện dược sư sở dĩ chiến đấu một khi thụ thương hoặc là năng lượng không đủ đều không thể được trị liệu cùng bổ sung đã như vậy vậy liền đi xem một chút đi long thế thiên nói khẽ ừm còn tốt ngươi bảo hộ chu toàn ta trước đó ngược lại là quên cái này gốc dạ dược viên hẳn là có trận pháp thủ hộ chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ ở linh dược. Hy vọng trận pháp này còn xây ở. Nếu là trận pháp bị hủy, dược viên này đoán chừng cũng không còn tồn tại. Tiêu viêm chậm rãi nói, Long Thế Thiên cũng cảm thấy tiêu viêm, nói rất có đạo lý. Mặc dù hắn là Long Tộc Hoàng, nhưng là tại tiêu viêm trước mặt hắn lại là một điểm tính tình đều không có. Bởi vì người trẻ tuổi này, mặc dù không có hắn sống tuổi tác dài, nhưng là mưu trí thực lực lại là ở trên hắn. Tiêu viêm đi tại phía trước, chậm rãi hướng phía dược tộc di tích lặn xuống tiêu viêm linh hồn chi lực đảo qua rất nhanh liền cảm giác được vị trí dược viên mọi người cũng đi theo tiêu viêm đằng sau tiêu viêm tay áo phung lên trên mặt lộ ra thích thú bởi vì tiêu viêm cảm nhận được trận pháp tồn tại như vậy đã nói lên không có người xâm nhập qua mà dược viên cũng một mực được bảo hộ hoàn hảo còn không có bị phá hỏng dài như vậy tưới người thời gian dược viên bên trong dược liệu cũng chỉ sẽ theo thời gian tăng trưởng cho nên càng ngày càng nhiều mà cũng không thiếu có linh dược sinh trường tiêu viêm không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi vào trắng trận thu hết một phen đang nghĩ ngợi liền bắt đầu nếm thử mở ra trận pháp tận lực không đi đem trận pháp hủy đi chỉ có dạng này mới sẽ không làm bị thương dược liệu trận pháp cho dù tại tuế nguyệt trôi qua hạ đã kinh biến đến mức giòn yếu rất nhiều nhưng là dược tộc năm đó luyện dược sư cũng là lợi hại trận pháp cao thủ tăng cường có cường đại thiên hòa làm trận pháp trèo trống mới khiến cho trận pháp tại như thế lâu dài tuế nguyệt bên trong cũng còn vẫn như cũ tồn tại tại tiêu viêm tìm tòi một phen về sau liền thành công tìm được trận pháp chỗ trận nhãn, tiêu viêm khẽ mở trận nhãn, trận pháp lập tức tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, bốn phía cho bụi hoàn toàn tán đi, lộ ra chân chính bộ dáng tới. Một cái bán cầu hình vòng sáng đem một vùng không gian bao phủ, mảnh không gian này rất lớn, dù sao nơi này đã từng gánh chịu chính là toàn bộ dược tộc linh dược cung cấp, bất quá bởi vì lâu dài không có người quản lý, mảnh không gian này đã mọc đầy các loại rậm rạp thực vật, cùng chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch lộ ra không hợp nhau. Trong trận pháp thực vật sinh trưởng tươi tốt, còn có lấm tà lấm tấm quang mang ở trong đó lóe ra. Tiêu Viêm vung tay lên, trận pháp chính là xuất hiện một lỗ hồng. Đi thôi, trận pháp này năng lượng đã không đủ, ta xem một chút có thể hay không ra cố trận pháp, mảnh dược viên này như là bảo vệ tốt, hẳn là còn có thể sinh trưởng ra không ít linh dược. Tiêu Viêm đối với mọi người nói, thân thể lập tức tuôn ra thiên hỏa, thiên hỏa tiến vào trong trận pháp, nguyên bản ảm đạm trận pháp lập tức trở nên phát ra quang mang chói mắt. Tốt ta sẽ mạnh long tộc trông giữ tốt mảnh dược viên này chính là chẳng biết dược viên này bên trong phải chăng có cửu chuyển niết bản quả long thế thiên nói liền đi theo tiêu viêm chậm rãi từ lỗ hổng bên trong tiến vào dược viên bên trong đạp mạnh tiến dược viên cảnh nội nồng đậm mùi thuốc chính là sông vào mũi để người nghe ngóng tinh thần chấn động linh huyết dị quả ngay tại tiêu viêm trước mặt đúng là kết xuất mấy cái trái tim giống như nhảy lên trái cây tiêu viêm từng tại ma thú gia tộc trong dãy núi nguyên thủy từng thu được một viên có thể để cho thất tinh đấu đế đột phá đến bát tinh linh dược. Nếu là đem luyện chế thành đan, như vậy cơ hội thành công sẽ gia tăng thật lớn. Bây giờ tại tiêu viêm chiến đội bên trong, còn có không ít thất tinh trở xuống, dạng này linh dược tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Long linh thảo, mô phỏng xương hương lại ở đây như cỏ dại, đây đều là luyện chế bát phẩm đan dược muốn dược liệu, các người chớ lộn xộn, các người dưới chân bất luận cái gì một gốc cỏ dại đều là bảo bối, tiêu viêm sợ mọi người đem những linh dược này làm hỏng rồi lập tức khẩn trương dặn dò. Long Thế Thiên cũng là hiếu kỳ đánh giá chung quanh mảnh tràn đầy linh dược địa phương này, đối với linh dược khác hắn cũng không có hứng thú, Long tộc người đột phá gặp được kiếp nạn, nhất định phải có được cửu chuyển niết bàn quả đến giúp đỡ niết bàn, nếu không liền sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Long tộc mặc dù tự thân có một mảnh cửu chuyển niết bàn thụ, nhưng kết ra cửu chuyển niết bàn quả số lượng còn chưa đủ, cửu chuyển niết bàn quả cung cấp một mực là long tộc lo lắng nhất một vấn đề, nếu là có đầy đủ cửu chuyển niết bàn quả như vậy long tộc liền sẽ có càng nhiều người có thể niết bàn, thực lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Bất quá ngay tại Long Thế Thiên đang trầm tư thời điểm, ánh mắt lập tức bị vật gì đó mãnh liệt hấp dẫn lấy. Ngay tại cách hắn cách đó không xa có một mảnh không tính rất nhiều cử chuyển niết bàn thụ, có thể lên mặt lại là kết để lít nha lít nhất cử chuyển niết bàn quả, chỉ ít nhìn chừng hơn vạn mai. Cử chuyển niết bàn quả, Long Thế Thiên dùng sức chớp chớp, xác định chính mình không có nhìn nhầm, lập tức khó mà che giấu kích động trong lòng, co càng liền muốn xông tới nhưng là tiêu thiếu dặn dò qua bọn hắn dưới chân bọn hắn một bông hoa một cọng cỏ đều là bảo bối sở dĩ long thế thiên cũng đành phải dừng lại tại nguyên chỗ không có hành động thiếu suy nghĩ nơi này dược liệu dù sao lại sẽ không bay ra toàn bộ dược viên đều là thuộc về bọn hắn mà tiêu viêm thì là tại thống kê bốn phía các loại dược liệu nơi này dược liệu tiêu viêm sẽ chỉ hái đi một bộ phận như thế dược viên không có bất kỳ ảnh hưởng gì y nguyên sẽ theo tuế nguyệt lại lần nữa sinh trưởng ra càng nhiều linh dược mọi người tại bên ngoài đứng chỉ thấy tiêu viêm ở trong đó bay tới bay lui ngay ngắn trật tự hái lấy linh dược Mà cửu chuyển niết bàn quả tiêu viêm chỉ cầm lấy hai mươi mai cái khác toàn bộ đều đưa cho long thế thiên đã long tổng nhu cầu cấp bách tiêu viêm cầm quá nhiều cửu chuyển niết bàn quả tác dụng cũng không lớn mặc dù cửu chuyển niết bàn quả có niết bàn trùng sinh công hiệu nhưng là tái tạo nhục thể cũng cần trăm năm công hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng long thế thiên thì là cực kỳ hưng phấn đi hái còn lại cửu chuyển niết bàn quả Long tộc cho tới nay cửu chuyển niết bàn quả khan hiếm tình huống chính là thuận lợi như vậy giải quyết, ngược lại để Long Thế Thiên ngoài ý muốn chi hỉ. Tiêu Viêm thu hoạch đầy đủ dược liệu về sau, mới mang theo mọi người rời đi dược viên, Tiêu Viêm đã dùng Thiên Hỏa gia cố dược viên trận pháp, tăng thêm Long Thế Thiên cũng phái người trông coi, hẳn là không ai có thể tùy tiện xâm nhập, muốn tìm tới dạng này tài nguyên có thể cực không dễ dàng, ngàn vạn không thể lãng phí. Mọi người một đám toàn bộ đều về tới Vô Úy Phương Chu bên trên. Long Thế Thiên một mặt thỏa mãn mà cười cười. Tiêu Viêm so với Long Thế Thiên càng là thỏa mãn. Như thế sư dư thừa dược viên ngược lại là giải quyết linh dược vấn đề tiếp liệu. Hạ Tăng Huy đâu? Tiêu Viêm nhìn một vòng mới nhớ tới tấm khô lâu không thấy. Hạ Tăng Huy hắn tại Long Tộc. Long Thế Thiên nghe vậy cười nói. Tiêu Viêm ngẩn người. Làm sao Hạ Tăng Huy lại chạy tới Long Tộc? Sau đó Long Thế Thiên cho Tiêu Viêm giảng một phen hắn cùng Hạ Tăng Huy một phen nguồn gốc. Tiêu thiếu đã bây giờ cách huyết thần giới đến còn có một số thời gian liền mời ngươi đến long tộc chúng ta làm khách mà lại long ý huynh cùng hạ tăng huy đại thúc cũng ở đó nếu là tiêu thiếu vội vã luyện đan dược long tộc cũng là địa phương tốt long thế thiên đề nghị tiêu viêm nghĩ nghĩ cảm thấy dạng này cũng tốt lập tức gật gật đầu ngược lại là có chút lo lắng long ý tại long thế thiên dẫn dắt dưới rất mau rời đi di tích xuyên qua ngược dòng thác nước về sau đi vào long tộc vô húy phương chu tại ngược dòng dưới thác nước không hề ảnh hưởng cơ hồ rất bình ổn liền xuyên qua trùng kích như thế lực còn không cách nào đối với một chiếc phương chu tạo thành uy hiếp tiêu viêm đám người đi tới long tộc vô húy phương chu có thể nói là hấp dẫn long tộc ánh mắt mọi người toàn bộ người đều xông tới rất là ngạc nhiên thế mà có thể có một chiếc dạng này phi hành khí tiêu viêm ngược lại là có chút bất đắc dĩ đi vào long tộc về sau tiêu viêm chuyện thứ nhất chính là để long thế thiên mang theo hắn đi nhìn một chút long ý tình huống Bế quan trăm năm Long ý vẫn như cũ, còn xếp bằng ở Long huyết chỉ bên trong. Cả người bị huyết chỉ bên trong chất lỏng màu đỏ bao khỏa không nhìn thấy nguyên bản bộ dáng. Khí tức cũng là cực kỳ thắng yếu. Tiêu viêm thấy thấy lông mày không tự chủ nhíu. Vì sao khí tức của hắn sẽ như vậy yếu? Tiêu viêm có chút bận tâm. Yên tâm đi Tiêu thiếu. Long ý bị tộc ta cường đại nhất lão tổ coi trọng, mà lại đã thành công thu được truyền thừa. Chỉ cần thời gian chờ đợi, chờ hắn thức tỉnh, liền thoát ly lúc đầu linh thể lại lần nữa có được long tộc huyết mạch đến mức long ý huynh tiền đồ cũng là không cách nào đánh giá long thế thiên nói đến cường đại nhất lão tổ ngư khí không tự chủ tràn ngập tôn kính tiêu viêm nghe vậy giật mình các người long tộc cường đại nhất lão tổ lựa chọn long ý tiểu tử này có thể tiêu viêm kinh dị nói long thế thiên gật gật đầu ha ha vậy chúng ta chiến đội thật sự là càng ngày càng cường đại tiêu viêm cười to nói cũng vì long ý cảm thấy cao hứng tiêu thiếu ta cảm thấy chúng ta chiến đội hẳn là có cái danh tự dạng này mới đủ bá khí khiếu chiến bu lại đối với tiêu viêm đề nghị mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu mặc dù chỉ là cái danh tự cũng không có tác dụng gì nhưng là đối với đoàn đội đến nói một cái tên đại biểu là chỉnh thể có thể để cho đoàn đội trở nên càng đoàn kết vậy các người cho rằng gọi là gì tốt tiêu thiếu vô địch chiến đội khiếu chiến cái thứ nhất mở miệng nói nói xong từng đạo ánh mắt khinh bỉ đánh tới phong bạo càng là trực tiếp một cái bạo lật phải gọi tiêu thiếu vô địch thiên hạ chiến đội phong bạo cũng là nói nói mọi người nghe xong tất cả đều là tức dạ mặt lại tiêu viêm cũng đành chịu lắc đầu suy nghĩ một hồi ánh mắt mọi người đều nhìn tiêu viêm chờ mong tiêu viêm có thể nghĩ ra cái gì tốt tên đoàn đội đã chúng ta phương chu tên là vô ý phương chu không sợ hai chữ tựa hồ cũng rất phù hợp khí chất của chúng ta không bằng liền gọi vô úy chiến đội đi tiêu viêm suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi nói vô úy chiến đội hảo hảo đủ bá khí yên tâm đi tiêu thiếu ta lão tổ nói ta đột phá đầu tiên cũng là ở trong tầm tay chờ ta đột phá đầu tiên tiêu thiếu liền không cần mệt mỏi như vậy trách mặt chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ gánh khiếu chiến vỗ ngực một cái nói tiếp nhận thiên khiếu hổ tộc chuyển thừa về sau khiếu chiến thiên khiếu hổ tộc huyết mạch hoàn toàn bị kích hoạt tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trước kia cũng càng thêm cường đại cái này đến tự huyết thần giới địch nhân chỉ sợ thực lực cũng tại trên ta một trận chiến này so trước đó huyết ma khó đối phó hơn Nói tới chỗ này, tiêu viêm ngưng trọng nói. Mặc dù tất cả mọi người đang nỗ lực trưởng thành, nhưng là bọn hắn phải đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái mà qua. 500 năm đã qua hơn 400 năm, khoảng cách huyết thần giới đến còn lại không đến 100 năm. Lúc này trong long tộc, mùi thuốc tràn ngập, tiêu viêm xếp bằng ở diễm mục đỉnh trước đó. Tại tiêu viêm bốn phía đã trưng bày chẳng biết bao nhiêu bình lọ, mà tại tiêu viêm bên cạnh cũng ngồi xếp bằng một người, Người này chính là luyện dược sư Lãng Thiên, đồng dạng ở trước mặt của hắn cũng là bày đầy các loại bình ngọc, tiêu viêm luyện chế, đều là đế chi bát phẩm trở lên chữa thương đan dược, cùng các loại tăng phúc tu vi đan dược. Tiêu viêm thuật chế thuốc đã hoàn toàn đạt đến đế chi bát phẩm tiêu chuẩn, mà hắn khoảng thời gian này điên cuồng luyện dược, để tiêu viêm nghĩ thử một chút luyện chế đế chi cử phẩm đan dược, mà lãng thiên thuật chế thuốc cũng là tại cực kỳ khổng lồ luyện dược số lượng phía dưới đột phá đến đế chi thất phẩm đế trì thất phẩm đan phương càng làm cho lãng thiên gần như cuồng nhiệt bởi vì đế trì thất phẩm trở lên đan giữa tác dụng đều thật lớn sở dĩ cũng không có đút cho cầu cầu ăn cái này khiến cầu cầu rất không có hứng nó mỗi ngày đều vây quanh tiêu viêm chuyển tiêu viêm chống không thời gian liền túy luyện chế một chút đan dược cho cầu 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 thân phận đến nay cũng vẫn là một cái mê tiêu viêm biết đây là chỉ từ ngoại giới linh thú mà nhìn cầu cầu bây giờ hình thể còn chỉ bất quá ở vào khi còn bé nhưng đã ăn không ít đan dược vẫn như cũ không có dấu hiệu trưởng thành long ý còn không trở về cầu cầu tựa hồ cũng có chút lo lắng lộ ra nôn nóng bất an thanh mục nhi cũng phát giác được cầu cầu dị dạng liền an ủi ngươi không cần lo lắng long ý hắn bây giờ tốt chứ chờ hắn trở về chắc chắn để ngươi giật này cả mình cầu cầu nghe xong mới yên tâm ủng ủng cô lỗ mấy lần tiếp tục vây quanh chính đang bận bị luyện dược tiêu viêm truyền tại tiêu viêm đang tập trung tinh thần luyện dược một ngày nào đó bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi tiêu viêm trong nháy mắt liền đến một chỗ cái đình mà ngồi đối diện chính là tiêu vô thiên nhanh như vậy đã đột phá nhất tinh đầu tiên coi như không tệ tiêu vô thiên nhấp một miếng trà vì đột nhiên mang tới tiêu viêm biểu thị bất đắc dĩ hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng thậm chí không có trải qua hắn đồng ý liền đem hắn nhờ đến nơi này tiền bối tìm ta có hay không có chuyện gì gấp tiêu viêm ôm quyền vẫn là tôn kính hỏi tiêu vô thiên sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn tất nhiên là có chuyện gì đến ngồi đi trước uống ngụm trà ta đã cảm nhận được đến tự huyết thần giới khí tức đã tiến vào đấu đế đại lục mảnh giới không lĩnh vực này khoảng cách chân chính đến chỉ sợ chỉ còn lại 50 năm có hai đạo khí tức một cái nhất tình đầu tiên một cái thất tình đấu đế tiêu vô thiên chậm rãi nói tiêu viêm nghe vậy sững sờ chỉ có hai đạo khí tức ý tứ người đến chỉ có hai người tiêu viêm hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng ít nhất sẽ có một chi đội ngũ không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ hai người liền muốn đến bọn hắn mảnh giới không này diễu võ dương ngoài rõ ràng chính là xem thường cái giới không này. Một người nhất tinh đấu tiên, một người thất tinh đấu đế, hừ hừ, nếu như tin tức có thể dựa vào, ta lại sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Tiêu viêm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia lánh ý, bây giờ tiêu viêm mặc dù chỉ là nhất tinh đấu tiên sơ kỳ, nhưng linh hồn chi lực cũng là đạt đến thánh cảnh, đối kháng một cái bình thường nhị tinh đấu tiên đều không đáng kể, huống chi chỉ là một người nhất tinh đấu tiên, đến mức thất tinh đấu đế hoàn toàn có thể xem nhẹ. Ta chỗ cảm nhận được khí tức đúng là như thế thực lực, sẽ không có sai, bất quá khoảng cách còn khá xa, ta cũng không rõ ràng bọn hắn phải trăng che giấu thực lực, bất quá người không thể chủ quan, dù sao huyết thần giới, là trung đẳng giới không, cũng không phải đấu đế đại lục có thể so sánh, tiêu vô thiên nhẹ nói, tiêu viêm gật gật đầu, cho dù là nhị tinh đầu tiên, tiêu viêm cũng dám đánh một trận, một trận chiến này ngược lại cũng không phải tiêu viêm trước đó suy nghĩ như vậy, không thể so bì. Nếu thật sự là như thế, đối phó bọn hắn ta còn tự có niềm tin, thời gian 50 năm đầy đủ. Đã địch nhân thực lực bây giờ đã biết được, vậy liền không nữa, như trước đó, như vậy giống con rồi không đầu, chỉ cần không phải tam tinh đấu tiên trở lên. Tiêu viêm đều có lực đánh một trận, chí ít sẽ không mặc người chém giết. Tại đồng dạng hạ đẳng giới không, nhất tinh đấu tiên số lượng bình thường chỉ đếm được trên đầu ngón tay, kia cũng là tính cường đại hạ đẳng giới không, mà bị triệt để huyết tẩy qua đấu đế đại lục, cho dù là tại hạ chờ giới không xếp hạng cũng là cực kỳ dựa vào đuôi. Có lẽ huyết thần giới căn bản liền không sẽ nghĩ ra được đấu đế đại lục còn sẽ có đấu tin tồn tại. Mọi thứ cẩn thận mới là tốt, bằng không thì ta cũng vô pháp xuất thủ tương trợ người, huyết thần giới năm đó có thể không cố kỵ gì huyết đồ đấu đế đại lục, nhất định có hắn chỗ quỷ dị, nhưng ta nghĩ huyết thần giới nếu là thật sự dám cản rỡ như thế, sẽ có người tới chế tài bọn hắn. Tiêu Vô Thiên vẫn là dặn dò Tiêu Viêm một câu. Tiêu Viêm cũng cảm thấy Tiêu Vô Thiên nói có lý, uống xong nước trà, Tiêu Vô Thiên liền vung tay áo bảo tiêu viêm lại lần nữa về tới long tộc tiêu viêm thân thể vẫn như cũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thế nhẹ nhàng mở mắt ra vừa rời đi chỉ là linh hồn của hắn giờ phút này về tới thân thể về sau tiêu viêm đứng dậy lúc này long thế thiên chính hướng tiêu viêm đi tới long tộc chưa bao giờ có luyện dược sư cũng không có khả năng xuất hiện luyện dược sư nhìn xem tiêu viêm luyện chế đan dược lập tức hấp dẫn long tộc không ít ánh mắt tò mò tiêu thiếu chẳng biết người luyện chế đan dược như thế nào Long Thế Thiên đi vào Tiêu Viêm trước mặt dò hỏi, "Đan dược tiếp tế hẳn là đủ đủ rồi, lần này tới địch nhân ta đã có tin tức, chỉ hai người, một tên nhất tinh đầu tiên, một tên thất tinh đấu đế, khoảng cách đấu đế đại lục còn có không đến thời gian 50 năm, nếu chỉ là nhất tinh đấu tiên ta tự nhiên có nắm chắc đối phó." Tiêu Viêm đối với Long Thế Thiên nhẹ nói, "Nhất tinh đấu tiên sao? Thất tinh đấu đế ngược lại là có thể giao cho ta, đến mức nhất tinh đấu tiên chỉ có Tiêu Thiếu có thể đối phó, huyết thần giới cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy." Long Thế Thiên nghe vậy cười nói, tiêu viêm bây giờ cũng là nhất tinh đầu tiên, hai người bọn họ ngược lại là có một trận chiến. Ừm, nếu quả như thật chỉ là nhất tinh đấu tiên ngược lại là không đủ gây sợ, Long Ý còn chưa xuất quan sao. Long Ý bế quan đã có 200 năm, nhưng vẫn là không có dấu hiệu muốn xuất quan, so khiếu chiến chỗ tốn hao thời gian đều còn nhiều hơn. Còn không có, bất quá xem ra hẳn là cũng nhanh đi. Long Thế Thiên nghe vậy hồi đáp. Tiêu viêm gật gật đầu, còn có thời gian 50 năm, coi như còn sớm, tiêu viêm nghĩ thử một chút luyện chế một viên cửu phẩm đan dược liên quan tới long hoàng mới nhân tuyển có sao tiêu viêm ngồi xếp bằng xuống một vừa quan sát đan phương một bên hỏi đến long thế thiên tạm thời có hai nhân tuyển bất quá rất khó định đoạt một người là tử nghiên một người chính là long tù thiên tử nghiên mới đến đấu đế đại lục không lâu thực lực còn không đủ nhưng nàng kế thừa thái hư lão tổ huyết mạch lại có lão tổ trợ nàng từ lâu dài đến xem nàng càng thêm phù hợp nhưng hiện tại nàng thực lực quá yếu khó kẻ dưới phục tùng long tủ thiên thì là lệ khí quá nặng làm việc quá mức táo bạo quá độ dựa vào vũ lực giải quyết nhưng thực lực thiên phú ở trong tộc cũng là đỉnh tiêm tiểu bối thực sự là khó mà định đoạt long thế thiên thở dài một hơi xem ra khoảng thời gian này vì mới long hoàng tuyển chọn hắn cũng là tổn thương thấu đầu óc tưởng nhiên thực lực không đủ ta sẽ phụ tá tưởng nhiên long hoàng nhân tuyển liền định ra tưởng nhiên đi quyết định như vậy đi lúc này một đạo mỹ âm thanh chậm rãi truyền đến tiêu viêm nghe vậy sững sờ thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền nhìn thấy một cái vóc người cao gầy nóng bỏng nữ tử lúc này chính phong tình vạn trùng đi tới vô cùng vũ mị thần sắc nhìn xem tiêu viêm phó cơ lão tổ long thế thiên nhìn thấy nữ tử này cung kính ôm quyền hành lễ tiêu viêm nghe vậy cũng đứng người lên có chút ôm quyền long tộc lão tổ cũng không nhiều nhưng nữ tử trước mắt ngược lại là không có nghe long thế thiên đề cập qua tiền bối nữ tử này nhìn như cực kỳ tuổi trẻ nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra dãi dầu xương gió kinh lịch tiêu viêm biết hình dạng cũng không thể nhìn ra một người chân chính niên kỳ dù sao tu luyện đến mức nhất định là có thể cải biến dung mạo bảo trì không ra trạng thái tiêu viêm còn cảm nhận được trên người nữ tử không tầm thường khí tức mặc dù trên người nó biểu hiện ra vẻn vẹn chỉ có thực lực bát tinh nhưng là tiêu viêm có thể kết luận nữ tử trước mắt này tuyệt đối không đơn giản lòng thế thiên đều xưng là lão tổ làm sao nhanh như vậy ngươi liền đem ta quên mất xem ra nam nhân đều là giỏi thay đổi động vật võ cơ dãy rộ mê người eo thon hướng phía tiêu viêm chậm lại tiêm mảnh tay càng là khoác lên tiêu viêm trên bờ vai tiêu viêm mãnh kinh lập tức lui về phía sau một bước ánh mắt trầm xuống lập tức lạnh lùng nhìn lấy nữ tử trước mắt này dạng này có chút lỗ mãng hành vi để tiêu viêm rất là không thoải mái tiêu viêm cảnh giác dò xét nữ nhân trước mắt này tại trong tích tắc tiêu viêm cảm thấy khuôn mặt này có một loại cảm giác quen thuộc nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm giác xa lạ tiền bối là người phương nào ta chưa từng nhận biết ngươi, cũng chưa từng thấy qua ngươi, cớ gì nói ra lời ấy. Tiêu viêm có chút không giải thích được nói, đứng xa xa. Ngươi còn sờ qua tay của người ta, nếm qua ta đậu hũ, nhanh như vậy liền đem nô ra quên mất, dạng này thế, nhưng là không tốt. Võ cơ thanh âm cực kỳ kiều mị động lòng người, nghe thấy cái này kiều mị thanh âm, cũng làm người ta nghĩ kỳ quái. Tiêu viêm bỗng nhiên sững sờ, chính mình bế quan trăm năm. Trong lúc đó, ngay cả chân ni thanh mộc nhi đều chưa từng thấy qua mặt, chỗ nào còn gặp qua những nữ nhân khác nữ nhân trước mắt này sinh như thế kiểu dưỡng mỹ lệ gặp qua một lần về sau liền không khả năng quên cái này khiến tiêu viêm có chút không hiểu rõ nổi lão tổ người cũng đừng đùa giỡn tiêu thiếu tiêu thiếu đây là tộc ta võ cơ lão tổ cũng chính là ngươi đã từng cứu tiểu nữ hải kia nàng trở lại trong tộc lực lượng có thể dần dần khôi phục cho nên khôi phục bản thể long thế thiên thực sự là nhìn không được võ cơ nhìn thấy bị long thế thiên vạch trần Hùng hăng liếc một chút long thế thiên tiểu tử thối người có thể càng lúc càng lớn mật người ta còn không có tận hứng đâu võ cơ ỏn ẻn móng một tiếng tiêu viêm cái này mới phản ứng được nữ tử trước mắt này lại chính là cái kia hắn cứu tiểu nữ hài nhìn trước mắt toàn thân trên dưới liền vẹn vẹn chỉ là mấy khối hắc giáp che lại bộ vị mấu chốt sáng người bốc lửa nữ tử hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước cái kia ngơ ngác nữ hài so sánh với người là trước kia ta cứu tiểu muội muội kia tiêu viêm kinh hô một câu Ngươi dạng này gọi mặc dù ta rất vui vẻ, nhưng là ta tốt xấu cũng sống mấy vạn năm, bị ngươi một tên mao đầu tiểu tử gọi tiểu muội muội, có phải hay không có chút vũ nhục, ngươi cứ nói đi, tiểu đệ đệ, võ cơ nhíu mày một cái, khóe miệng treo lên một vệt mê, người biên độ đối với tiêu viêm sâu kín nói. Tiêu viêm lập tức tức sạm dạ mặt lại, Long Thế Thiên nhìn thấy tiêu viêm lúng túng tình cảnh lập tức đứng ra ho khan vài câu. Tiêu thiếu, đại chiến sắp đến, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian luyện chế đan dược đi, võ cơ lão tổ tử nhiên thực lực bây giờ tăng lên như thế nào ngươi như cảm thấy tự nhiên có năng lực kế thừa long hoàng long hoàng chi vị liền truyền cho nàng đi long thế thiên lập tức chuyển di lúng túng chủ đề tiêu viêm lập tức gật gật đầu không tại cùng võ cơ đối mặt sau này một mình ngồi xếp bằng xuống nghiêm túc nghiên cứu trong tay đan phương võ cơ cũng không để ý đến long thế thiên mà là dạo bước đi tới tiêu viêm sau lưng có chút khom người tiêu viêm lập tức cảm thấy lưng loại sau mềm nhũn cảm giác toàn thân đều cảm giác cực không được tự nhiên cho người tinh huyết người cũng không cần vậy ta ngươi có muốn hay không đây ngươi gọi thiếp thân như thế nào báo đáp ân cứu mạng của ngươi tiểu đệ đệ võ cơ thanh âm giống như câu hồn đồng dạng vang lên tiêu viêm quả thực là chịu không được lập tức đứng người lên tránh lui ra chỉ là tiện tay mà thôi báo đáp thì không cần tự nhiên là bằng hữu ta nếu là tiền bối khăng khang báo đáp vậy liền thay ta nhiều nhiều chiếu cố một chút ta cái này điêu ngoa bốc đồng muội muội đi tiêu viêm lập tức cười khổ nói nhìn thấy tiêu viêm tránh nàng như mãnh hổ võ cơ cũng không có sinh khí ngược lại che miệng cười khẽ có rất ít nam nhân tại nàng tận tâm như thế vũ mị trước mặt lại còn có thể như vậy kiên định được rồi được rồi tự nhiên ta tự nhiên sẽ chiếu cố cô nàng này thiên phú vốn cũng không sai người là đã cứu ta không giả nhưng cũng đã thương ta khoản nợ này tính thế nào đây võ cơ khoát tay áo sau đó chậm rãi nói tiêu viêm hoàn toàn chính xác tại cùng vệ hồn vương thời điểm chiến đấu từng xuất thủ đả thương nàng tiền bối nếu không phải ta từ phệ hồn vương trong tay cứu ngươi ra, chỉ sợ bây giờ tiền bối sớm đã không có ở đây, tổn thương ngươi cũng không phải ta bản ý, như tiền bối chất vấn muốn tại hạ trả, ta đứng tùy tiền bối xử phạt, tiêu viêm ánh mắt có chút nghiêm mặt nói. Nghe đến đó, võ cơ trong miệng lại là truyền ra một đạo cực kỳ thanh âm quyến rũ, tiêu viêm trong lòng giật mình. Khụ khụ, tiền bối ta đã có thể thiếp dòng dõi, sở dĩ, tiêu viêm lập tức ho khan nói, võ cơ nghe nói, chính là truyền ra một trận tiếng cười như trung bạc các người hiện tại tiểu oa nhi quả thần là chính trực không giống ta từng gặp được cái cặn bã nam nhân kia gọi hạ tăng cái gì tới quên nếu để cho ta lại nhìn thấy hắn ta nhất định phải đem xương cốt của hắn bóp nát võ cơ nói xong lời cuối cùng thời điểm quả thực là nghiến răng nghiến lợi long thế thiên nhìn xem tiêu viêm thì là mặt cười khổ tiêu viêm lập tức hiểu ý tới nguyên lai võ cơ cũng là bị hạ tăng huy từng độc hại qua nữ tử một trong được rồi thật sự là không có tình thú võ cơ khoát tay áo vòng eo mảnh khảnh chính là uốn éo chính là chậm rãi rời đi tiêu viêm bất kể như thế nào vẫn là đa tạ người đã cứu ta nếu như ngươi nếu là có gì cần cứ việc nói cho ta cho dù muốn long tộc ta tình huyết ta cũng cho ngươi võ cơ đi hai bước sau đó ngừng lại có chút quay đầu sau đó chậm rãi nói sau khi nói xong liền cũng không quay đầu lại đông đưa uyển chuyển sáng người rời đi tiêu viêm nhìn xem nữ nhân này bóng lưng liền là một giới nữ tử nhưng lại tản mát ra cường đại khí tràng nếu là nàng tại thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ cũng là cái nhân vật không đơn giản chăm chú chỉ là một đạo phân linh hoạt có thể khôi phục lại bát tinh đấu đế thực lực hoàn chỉnh linh hồn phân hóa thành mười đạo nếu là thời kỳ toàn thịnh thực lực chỉ ít đạt đến ngũ tinh đấu tiên hay là càng mạnh chờ võ cơ rời đi về sau tiêu viêm cùng long thế thiên nhìn nhau cười một tiếng vừa rồi đều rất ăn ý không có bán hạ tăng huy thế thiên huynh võ cơ tiền bối nói tới hẳn là hạ tăng huy sao tiêu viêm nhỏ giọng dò hỏi sợ bị vừa đi không xa vũ cơ nghe thấy. Ừm, không sai, chính là hạ tăng huy đại thúc, tiêu thiếu có thể ngàn vạn muốn giữ bí mật. Nếu là võ cơ lão tổ biết hạ tăng huy đại thúc còn tiếp tục tồn tại, hơn nữa, còn ngay tại long tộc chúng ta, chỉ sợ được đem hạ tăng huy đại thúc xương cốt ép thành bụi phấn mới bằng lòng bỏ qua. Long thế thiên đầu nhẹ nhàng xích lại gần tiêu viêm, thận trọng nói. Tiêu viêm nghe xong cũng không khỏi được tán thưởng. Hạ tăng huy đến tột cùng là lớn bao nhiêu mị lực, hoặc là làm cỡ nào chuyện thương thiên hại lý mới có thể để cho những nữ nhân này hận hắn đến như vậy tận xương vẻn vẹn chỉ là nhìn lén đổ lót người khác nếu thật là dạng này cũng không trở thành đến loại trình độ này đi đây đều là nhàn thoại còn lại phần lớn thời giờ tất cả mọi người đang điên cuồng tăng lên lấy thực lực thời gian 50 năm rất là ngắn ngủi tiêu viêm theo linh hồn chi lực đột phá đến thánh cảnh mặc dù không quá thuận lợi nhưng cũng coi như thành công luyện chế được đế chi cử phẩm đan dược đan kiếp lập tức mãnh liệt mà đến tiêu viêm trực tiếp đón đầu mà lên không sợ hãi nhẹ nhõm đem hóa giải đi đến diễm mục đỉnh chúng cái này khắc lơ lửng một phiên lớn chừng ngón cái đan dược nhìn kỹ phía dưới đan dược phía trên có từng đầu gợn sóng bốn phía càng bị nồng đậm đan khí bao vây tiêu viêm bàn tay co lại đem mai cửu phẩm đan dược như chân bảo giống như nhẹ nhàng lấy ra đan dược mới ra dược đỉnh hương khí trong nhái mắt trực tiếp khuếch tán ra đến toàn bộ lông tộc cũng tại thời khắc này sôi trào lên từng đạo long ngâm không ngừng gào thét mà lên vô số thân ảnh hướng phía tiêu viêm nơi này tuôn ra mà đến ánh mắt đều là xinh ngốc nhìn xem trong tay tiêu viêm mai đế chi cử phẩm linh đan tiêu viêm thay thế lập tức đem thu nhập trong bình ngọc sau đó dùng tiên nguyên khí đem bịt kín đan hướng lúc này mới đình chỉ lan tràn mai phệ thiên đan đúng là kinh khủng như vậy phục dụng phệ thiên đan về sau có thể có được thôn phệ đối thủ lực lượng năng lực duy trì thời gian mặc dù không dài nhưng là song phương thực lực cách xa hoặc là trong chiến đấu kịch liệt công hiệu như vậy lại có thể để cho chiến cuộc phân thắng thua quyết sinh tử tiêu viêm nắm lấy bình ngọc trong tay hắn lựa chọn luyện chế cái thứ nhất để chi cử phẩm đan dược là trong chiến đấu sử dụng đại chiến sắp đến nhiều một hạng năng lực tóm lại không phải chuyện xấu chỉ là hiện tại không có thời gian lại luyện chế nhiều một viên bằng không thì tiêu viêm nghĩ trước thử một lần là có hay không có thôn vệ công lực của người khác hiệu quả không người nếu như trong chiến đấu không cách nào tự nhiên đi không chế tiêu viêm luyện chế tốt mai đế chi cử phẩm vệ thiên đan thử chọn vẹn mấy trăm lần mới rốt cục thành công, cũng là lãng phí không ít linh dược cấp cao, khiến cho tiêu viêm tâm đau không ngớt. Mà tiêu viêm thuật chế thuốc cũng coi là tăng lên tới thực lực đế chi cửu phẩm, cái này đã nói lên hắn có thể luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược. Tại hạ tăng huy đưa cho đan phương bên trong, đế chi cửu phẩm cũng cũng không tính nhiều, tiêu viêm đánh giá nhìn một chút, đại khái liền chia làm hai loại, một loại là chiến đấu, một loại thì là khôi phục chữa thương, hiệu quả đều cực kỳ bất phàm bất quá hiện tại đã không có thời gian luyện khoảng cách huyết lang đến đã chỉ còn cuối cùng một năm tiêu viêm cùng lãng thiên trong khoảng thời gian này vì đội ngũ chuẩn bị đầy đủ chữa thương đan dược mà tiêu viêm dùng cửu chuyển niết bản quả luyện chế ra mười mấy mai linh mệnh đan có thể làm thân thể bị trọng thương tạm thời bảo trì hồn thể không tiêu tan cũng là bảo mệnh đan dược một trong tiêu viêm trở lại vô úy phương chu phía trên bắt đầu làm các loại bố trí dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tại địch nhân không biết tình huống dưới xuất kỳ bất ý tốt nhất có thể cấp cho đà kích trí mạng tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng sắp xuất phát nhưng long ý còn không có xuất quan cũng rất giống không có muốn xuất quan báo hiệu long thế thiên còn tại bàn giao hắn sau khi đi long tục sự tình mà tưởng nhiên cũng bận bịu tu luyện bất quá nàng biết hôm nay tiêu viêm đám người muốn xuất phát nàng cũng rõ ràng tiêu viêm lần này cần đối mặt một trận đại chiến sở dĩ tưởng nhiên cũng đi thẳng tới tiêu viêm phương chu phía trên ta đã đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình bất quá đều vẫn là quá yếu sở dĩ trận chiến đấu này ta không cách nào trợ giúp ngươi ngươi mọi thứ phải cẩn thận nhiều hơn tự nhiên đi vào tiêu viêm trước mặt ngưng trọng đối với tiêu viêm nói tiêu viêm nghe xong trong lòng vẫn là có chút cảm động khẽ cười cười vuốt vuốt tóc tưởng nhiên sau đó lại bị tưởng nhiên vô tình mở tay ra ta cũng không phải lúc trước cô gái nhỏ ta hiện tại thế nhưng là long hoàng long tộc long hoàng ngươi hiểu không đừng không lớn không nhỏ tưởng nhiên mặt mày hung hăng trợn mắt nhìn một chút tiêu viêm từ khi biết tiêu viêm đến nay Tiêu viêm vẫn luôn coi nàng lại là, là một người muội muội đến đối đãi, khiến Tưởng Nhiên rất là khó chịu. Tiêu viêm thấy Tưởng Nhiên trương răng liệt bắt dáng vẻ rất là đáng yêu, cười lớn một tiếng, lập tức cũng coi nhẹ Tưởng Nhiên phản kháng, nhéo nháo, nháo Tưởng Nhiên một mặt, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Người đến cùng có không có nghe ta nói sao? Cái này nếu để cho Long tộc người nhìn thấy, sẽ làm ta rất mất mặt. Tưởng Nhiên hung hăng chừng mắt Tiêu viêm, Tiêu viêm chỉ buồn cười không đang trêu chọc nàng. Cùng lúc đó, phía dưới Long Thế Thiên thân ảnh cuối cùng xuất hiện trong tộc sự vụ đều đã an bài tốt long thế thiên bây giờ đem long hoàng vị trí truyền cho tưởng nhiên mà tưởng nhiên có võ cơ lão tổ tương trợ đảm nhiệm long hoàng trước vấn đề cũng không lớn chỉ cần có đầy đủ thời gian tưởng nhiên cũng sẽ rất nhanh trưởng thành nương theo lấy long thế thiên xuất hiện bên cạnh hắn lại còn có một thân ảnh rất rõ ràng đây là người nam mà lại dáng người cơ hồ có thể nói là cực kỳ xinh đẹp thân trên trần trụi màu đồng cổ làn da trên trán mọc ra hai cái màu đỏ thẫm nhỏ sừng thú nhìn xem mọi người thời điểm đạo thân ảnh này trên mặt mang mọi người quen thuộc tiếu dung đây là long ý mọi người thấy đạo gia tay ngăm đen long ý có chút không dám tin tưởng để lộ ra ánh mắt chất vấn mặc dù bộ dáng cải biến nhưng là long ý trên mặt loại kia khiến người vô pháp coi nhẹ cười ngây ngô lại là để mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cải biến bộ dáng long ý long ý có chút nhẹ gật đầu đi theo long thế thiên sau lưng đến vô úy phương chu phía trên mọi người lập tức vây lại khiếu chiến thể trạng tại mọi người ở trong ứng cho là nhất cường tráng, nhưng là hiện tại lại nhìn, long ý so khiếu chiến hình thể đều trở nên càng cường tráng hơn một chút, ra tay ngâm đen càng là nổi bật ra một loại bá đạo lực lượng cùng cường hãn phòng ngự. Khiếu chiến cũng là nhịn không được đi qua nháo nháo long ý trên thân căng cứng cơ bắp, làm long ý đành phải lúng túng gãi đầu một cái. Long ý, cho mọi người phơi bày một ít ngươi bế quan 200 năm thành quả chứ. Long Thế Thiên có chút trêu gạo nói, Long Ý bản thể đã không còn là cửu huyền kim lôi Long, mà là một lần nữa ngưng tụ ra mới nhục thân chúc cửu âm huyết mạch long ý gật gật đầu tất cả mọi người là tránh lui ra long ý chậm rãi lơ lửng mà lên đôi mắt khép hờ bốn phía nước biển đúng là bắt đầu rung động dữ dội là một loại cường đại lực áp bách bắt đầu ngưng tụ long ý thân hình hóa thành từng đạo đỏ thẫm chi khí sau đó ở trong nước biển sen lẫn mà ra một đạo cái bóng khổng lồ nhưng long ý chỉ là ngưng tụ ra một cái bóng mờ chỉ có thể nhìn thấy vô cùng khổng lồ thấy không rõ cụ thể bộ dáng hướng phía hải dương kéo dài vô hạn mà đi nhìn không thấy cuối cùng ta dựa vào đây là cái nhục thân gì thật là khí phách khiếu chiến mắng to một tiếng nhìn xem phía trên long ý hóa thành hư ảnh mọi người con mắt đều bán ra tinh mang liền ngay cả tiêu viêm trông thấy cảnh này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi đây là hắc long lão tổ huyết mạch tộc ta cũng xưng là chúc cửu âm long ý thực lực hôm nay chỉ sợ còn không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra hiện tại liền ngay cả ngưng tụ ra bản thể đều vẫn chỉ là hư ảnh mà thôi. Long Thế Thiên chậm rãi cho mọi người giải thích nói, hình thể khổng lồ cũng không thể biểu tượng thực lực, nhưng là khổng lồ hình thể có đôi khi đủ để cho đối thủ trở nên khó giải quyết. Cửu tinh, tiêu viêm có chút trầm ngâm cảm thụ một chút long ý thực lực, chính là cả kinh nói. Mọi người thực lực lập tức tăng lên quá mức tấn mãnh, khiến tiêu viêm đều có chút không thể nào tiếp thu được. Long ý từ bát tinh sơ kỳ trực tiếp vượt qua một cái giai đoạn, trực tiếp tiến vào cấp độ cửu tinh, lập tức trở thành chiến đội bên trong thực lực thứ ba tồn tại cái này vượt qua lại lần nữa để tiêu viêm chiến đội thực lực đột nhiên tăng nhiều bước vào cửu tinh về sau chính là có cơ hội hướng phía tầng thứ cao hơn phát triển cũng chính là xếp vào hàng ngũ đầu tiên giây lát về sau long ý một lần nữa hóa thành hình người chậm rãi rơi vào vô ý phương chu bên trong trên đầu hiện đầy dày đặc mồ hôi tự hồ hóa thành bản thể đối với long ý thể lực tiêu hao mười phần khổng lồ long ý người đã đột phá cửu tinh có thể hay không có ngộ đạo rồi tiêu viêm lập tức mừng rỡ đi lên dò hỏi long ý đối mặt tiêu viêm hỏi thăm ngẩn người tựa hồ ngộ đạo cái từ ngữ này chưa từng nghe qua tiêu thiếu long tộc ngộ đạo khác biệt tại nhân tộc long tộc ngộ đạo chính là tại đột phá thời điểm đầu tiên cùng nhân tộc so sánh muốn muộn một chút sở dĩ chắc hẳn long ý cũng là như thế cũng là tại đột phá đầu tiên thời điểm mới có thể ngộ đạo long thế thiên giờ khắc này ở một bên giải thích nói tiêu viêm nghe vậy nhẹ gật đầu như thế có chút ngoài ý muốn vốn cho rằng long ý lần này đột phá luyến ngộ đạo cũng cùng nhau thành công bất quá thực lực của hắn đột phá đến cửu tinh sơ kỳ đã là để người phi thường kinh dị tốt vô húy chiến đội đã toàn bộ tụ tập đủ đối thủ của chúng ta hẳn là cũng nhanh đến cũng là thời điểm đi xem một chút đến tự huyết thần giới đại thần tiêu viêm khẽ gật đầu đột nhiên nâng lên huyết thần giới bầu không khí lập tức trở nên có chút đè nén bọn hắn cũng biết đối thủ so đã từng huyết thần càng thêm cường đại mặc dù mọi người thực lực đều chiếm được không biên độ nhỏ tăng lên nhưng là đối mặt đối thủ cũng sẽ càng thêm cường đại bất quá lần này so với lần trước có sự bất đồng rất lớn long thế thiên cùng long ý thực lực một người cửu tinh hậu kỳ một người cửu tinh sơ kỳ lại thêm mấy tên bát tinh đấu đế thì triển đoàn đội đấu kỹ tiến hành tăng phúc tiêu viêm thực lực sẽ có được tối đại hóa tăng lên đối thủ theo ta được biết chỉ có một tên nhất tinh đầu tiên cùng một tên thất tinh đấu đế cũng không phải là hướng chúng ta trong tưởng tượng như vậy cường đại lần này chúng ta đối mặt đấu đế đại lục đã từng địch nhân, đã từng cừu hận, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta sẽ từ từ từng giờ từng phút để huyết thần giới toàn bộ còn trở về. Tiêu viêm trong mắt chiến hỏa bốc cháy lên, theo mọi người thực lực tăng lên, tiêu viêm cũng biến thành càng thêm tự tin. Tiêu viêm nhóm lập tức liền muốn động thân, đợi tử nghiên rời đi vô ý phương chu, thân thuyền lập tức bắt đầu khởi động, vô ý phương chu rừng sát ở long tộc, đã đã nhiều ngày, thân thuyền một trận chấn động, bắt đầu chậm rãi hướng lên dốc lên mọi người đứng ở đầu thuyền ánh mắt chiếu tới là toàn bộ long tộc long thế thiên nhìn xem mảnh này hắn quen thuộc nhất địa phương hắn biết được cái này từ biệt chẳng biết bao lâu mới có thể lại lần nữa trở về cung tiễn long hoàng giờ phút này phía dưới chuyển đến đứt tai tiếng hô hoán giờ khắc này long thế thiên hốc mắt có chút hồng nhuận nơi này gánh chịu hắn tất cả hồi ức cũng gánh chịu kỳ vọng của hắn nơi này là nhà của hắn nhưng là hắn không thể lựa chọn an nhàn càng không thể lựa chọn lãng quên cừu hận sở dĩ long thế thiên rời khỏi gia hương quyết định đi theo tiêu viêm mở ra một đoạn báo thủ vô úy phương chu rời đi long tộc đi vào ngược dòng thác nước mượn ngược dòng thác nước hướng lên lực lượng khiến cho vô úy phương chu nhanh chóng hướng lên dốc lên rời đi đáy biển hải vực trở nên hắc ám bất quá hắc ám chỉ là tạm thời giây lát về sau hắc ám lui tán biển trong nước mấy sợi ánh nắng xuyên thấu mà qua trên đỉnh đầu quang mang càng ngày càng sáng tỏ mọi người trở lại hải dương màu vàng óng mặt nước chuyến đi này liền trôi qua mấy trăm năm khoảng thời gian này mỗi người đều tại hải dương màu vàng óng bên trong riêng phần mình đều thu được không nhỏ tạo hóa có thể nói là thu hoạch không nhỏ rời đi hải dương màu vàng óng vô húy phương chu vẫn còn tiếp tục hướng lên không ngừng kéo lên xuyên qua tầng mây lại cúi đầu nhìn xem phương thời điểm cảnh sắc vô cùng hùng vĩ ở đây nhìn lại đấu đế đại lục bị hải dương màu vàng óng chỗ vây quanh đấu đế đại lục bốn phía mảng lớn đều là hải dương màu vàng óng tiêu viêm lần này đi cũng chỉ là đi tới hải dương màu vàng óng phồn hoa nhất vị trí mà muốn hoàn toàn dò xét xong mảnh này so đấu đế đại lục còn rộng lớn hơn chẳng biết gấp bao nhiêu lần hải dương màu vàng óng chẳng biết muốn tốn bao nhiêu thời gian đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh cảm ơn các bạn nhiều